chợt lại thấy Kỳ sắc mặt hơi nghiêm, Bài Trừ lau một cái mỉm cười nói, ai, còn đã quên nói cho ngươi biết ta tên gọi là gì. Ta gọi là Phùng Lộ, Thượng Hải, vừa toàn một năm tiền lương chuẩn bị đi Anh Quốc gặp từng trải, ngươi ni. Ta a, à, ta cũng là đi Anh Quốc vui đùa một chút, gần nhất ở trong nhà nhàn rỗi không chuyện gì làm. Trần Phi vừa cười vừa nói. Đi Anh Quốc vui đùa một chút, nói xong còn thật buông lỏng a. Chẳng lẽ, ngươi chính là trong truyền thuyết ẩn giấu phú nhị đại, siêu cấp cao suất. Nghe thế Phùng Lộ lại vẻ mặt trêu ghẹo lên, nói. Ngạch, siêu cấp cao suất, có ý tứ, nghe vậy Trần Phi có chút lăng. Này, cái này đều nghe không hiểu. Ngươi thật đúng là chỉ độn a, cao phú suất, cao phú suất, ta xem ngươi cao là có một thước tám nhiều đi. Phú vậy cũng tạm được, nếu không cũng không có khả năng khẩu khí lớn như vậy, tùy tiện đi Anh Quốc vui đùa một chút, phải biết rằng chỉ là qua lại vé máy bay cũng phải hơn một vạn, ngươi không biết ta là hạ nhiều quyết tâm mới quyết định đi chuyến này. Ngạch, khụ khụ, ngươi hai thứ này là đủ, đáng tiếc chính là thiếu suất. Vì vậy ta mới nói ngươi là cao phú, hiểu chưa? Cao cùng phú, Phùng Lộ nghiêm trang giải thích. Có thể nghe nói, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại trực tiếp hết chỗ nói rồi. Nguyên lai không ngờ như thế cái này, cao phú, lại là cái này sao ý tứ. Có thể hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu như vậy ngọc thụ lăng phong, tiêu sái trong sáng, cư nhiên ở hắn tiểu nha đầu này cuộn phim trong mắt không đẹp trai. Quả thực thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm nhịn không được. Ta nghĩ hai chúng ta không có gì cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Ngươi còn là ngồi trở về đi, ta muốn đi ngủ. Theo chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cực kỳ ngạo kiều mặt không chút thay đổi nói. A, à, nghe vậy thấy thế Phùng Lộ bản thân ngẩn người, không nghĩ tới chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cư nhiên như thế ngạo kiều, chợt nhịn không được trên mặt cười khúc khích, nói rằng ngươi người này thật biết điều. Được rồi, ta đây tự tạm thời miễn cưỡng thừa nhận ngươi xuất được chưa? Đẹp trai người là không cần ngủ. Xuất, đó là đương nhiên không được. Ta phải nghiêm túc đến tột cùng ngươi cái này sai lầm quan điểm. Bởi vì ta không chỉ có suất, hơn nữa còn là cao phú suất. Nói cho ngươi biết, ta thế nhưng hàng tỷ phú hào, ngươi tin hay không? Nghe vậy Trần Phi bản theo gương mặt, cực kỳ chính kinh, nói. Nói đùa, ta Trần Phi Trần Đại Thiếu người nào, lại là một cái suất có thể hoàn toàn khái quát. Vậy đơn giản quá nông cạn, thiếu, thiếu. Hàng tỷ phú hào, ngươi, coi như hết, nếu là ngươi. Đều là hàng tỷ phú hào, ta đây khẳng định cũng tốt. Người gặp qua hàng tỷ phú hào ai còn sẽ chạy tới theo chúng ta những. Này cùng khổ nhân dân chen khoang phổ thông, da mặt thật dày, Phùng Lộ đương nhiên không có khả năng tin tưởng trong miệng như vậy, miệng ba hoa, Trần Phi, sẽ cái gì hàng tỷ phú hào. Rồi hãy nói, hàng tỷ phú hào làm sao có thể không có việc gì chạy tới theo chân bọn họ chen khoang phổ thông a? Đầu năm nay chân lý luôn luôn che giấu ở lời nói dối trên. Muốn nói câu nói thật khó khăn a, thật khó. Trần Phi lập tức bày làm ra một bộ nhìn thấu thế gian mê man cao nhân đắc đạo dáng dấp, ngửa đầu hoảng não nói. Phốc suy, được rồi, ta phục rồi, ta phục rồi còn không được sao. Ha ha ha, nghe vậy thấy thế Phùng Lộ chân thực không nhịn nổi, thổi phù một tiếng cười ha hả. Hắn chân thực chưa thấy qua Trần Phi loại này trang bức trang tự nhiên như thế. Lưu sướng như gió người. Tối trọng yếu là hắn còn không thế nào phản cảm, đây mới là tối tao. Nở nụ cười nửa ngày sau, Phùng Lộ thấy chung quanh đều hướng hắn đầu tới ánh mắt khác thường, cùng chỉ trỏ, cái này nhất thời làm hắn náo loạn một cái đỏ thẫm mặt, một bên oán giận Trần Phi, ở trên người hắn lấy tay gõ vài cái, một bên phụng phịu nghiêm túc nói tốt rồi, nói chuyện đứng đắn mà đi. Ngươi lần này đi qua đính tửu điếm không? Tửu điếm, còn không có, làm sao vậy? Nghe vậy Trần Phi nao nao, lắc đầu nói. Còn không có, thật sự là quá tốt. Trần Phi đại soái ca, chúng ta kỳ thực cũng rất hợp ý, nếu không, người giúp ta chuyện thế nào? Phùng Lộ lại kích động, sau đó lại giả bộ ra yểu điệu thanh âm, cố sức dương mắt long lanh, hướng về phía Trần Phi tay áo nói rằng. Nghe vậy thấy thế chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại một chán hắc tuyến, không nói gì nói có thể nói hay không nói tiếng người. Tốt lắm, tốt lắm. Tiếng người nói tiếng người, kỳ thực rất đơn giản nữa, nếu không, người đã cũng còn không định tửu điếm, nếu không ta liền đem ta giúp bằng hữu ta đặt gian chuyển nhượng cho ngươi đi. Tuy rằng hắn nói sau sẽ thường cho ta, nhưng ta nghĩ, có thể chuyển đi ra ngoài đương nhiên vẫn là tốt nhất, ngươi cứ nói đi. Trần Phi đại soái ca, ngươi tự xin thương xót, giúp một tay đi.
Hơn nữa tuy rằng ta đặt tửu điếm là giá đặc biệt phòng, có thể kỳ thực cũng không kém, là tửu điếm cấp 5 sao. Rất nổi danh, Phùng Lộ nguyên lai là có cái chủ ý này, rất đáng thương, lừa dối, theo Trần Phi. Ta nghĩ người rất thích hợp đi làm ăn. Nghe vậy Trần Phi cười trêu ghẹo nói, lại ngay sau đó mở miệng, nói được chưa, đến lúc đó ngươi đem dư thừa gian phòng chuyển cho ta được rồi. Bao nhiêu tiền, trực tiếp ấn giá gốc chuyển cho ta là được, không cần ở chính giữa quy ra tiền. Trần Phi tự nhiên cũng không có vấn đề ở chưa, dù thế nào xanh lữ hay là cấp 5 sao đại tửu điếm tổng thống phòng xếp hắn đều có thể ở. Hơn nữa hiện tại Phùng Lộ đều nói như vậy, hai người lại quả thực trò chuyện tương đối đến, cũng không sao. Thật sự là quá tốt, cảm ơn ngươi, ta chỉ biết ngươi là người tốt. Nghe vậy Phùng Lộ nhất thời hưng phấn. Hắn mặc dù là Thượng Hải người, công tác đã ở Thượng Hải, tiền lương tương đối cao, có thể luân đôn tửu điếm cấp 5 sao giá đặc biệt phòng cũng không tiện nghi a. Hơn nữa hắn lại không muốn bởi vì, này loại chuyện này để cho nàng khuê mật trong lòng hổ thẹn, vì vậy có thể chuyển đi ra ngoài đương nhiên tốt nhất. Người tốt, ta hiện tại trịnh trọng, nghiêm túc cảnh cáo ngươi, cự cất xong người thẻ. Ta là nghiêm túc, ngươi có thể nói xấu ta lớn lên không đẹp trai, nhưng ngươi tuyệt không có thể vũ nhục người của ta phẩm, lặp lại lần nữa. Cự cất xong người mở. Nghe vậy Trần Phi nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, người tốt thẻ loại vật này thu hơn tựu thành bi kịch, vì vậy, tuyệt đối chống lại, tuyệt không thể nhận. Tốt, tốt, không phát sẽ không phát, keo kiệt. Được rồi, người thật muốn ta giá gốc gãy cho ngươi. Ta nhất định chính là The Pactor One Night Brick, A Luxury Collection ở Hotel, công viên tháp kỵ sĩ kiều xa hoa tinh tuyển tửu điếm, giá đặc biệt phòng, cả đêm đại khái phải gần 400 đồng euro, nếu không ta gãy phân nửa chuyển cho ngươi đi. Phùng Lộ một bên im lặng nói rằng, một bên lại rất nghiêm chỉnh cùng Trần Phi nói rằng. Lúc đầu Trần Phi nguyện ý tiếp nhận hắn cái này qua tay phòng, hắn cũng đã thật cao hứng, rất hài lòng, nếu như vậy còn muốn giá tổng cộng là chuyển cho Trần Phi nói, liền chính cô ta đều cảm giác có chút ngượng ngùng. Cho nên hắn còn là muốn hơi chút gãy giờ giới, lại qua tay cho Trần Phi. Đi nữa, không cần phiền toái như vậy, đều nói cho ngươi biết ta là hàng tỷ phú ông, chẳng lẽ ta còn kém chút tiền ấy. Dù thế nào ta đi qua cũng là tùy tiện vui đùa một chút nhìn, ở nơi đó đều không có vấn đề, ngươi gãy phân nửa cho ta quá thua thiệt, không cần thiết, tựu giá tổng cộng là chuyển cho ta đi. Trần Phi cười khoát tay áo nói. Hàng tỷ phú ông, phải biết rằng hắn không chỉ có riêng là hàng tỷ phú ông như vậy giản đáp. Chỉ là trước hắn ở Ma Cao thắng tiền, cũng đủ để cho hắn từ từ nhắm hai mắt lung tung hoa cả đời, vì vậy tiền gì, đồng euro với hắn mà nói, đều là chữ số. Tự nhiên cũng không cần thiết đi chiếm nhân ra một cái vừa tốt nghiệp tiểu cô nương tiện nghi, không cần thiết, cũng quá thất đức. Ít nhất, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mặc dù có chút thời gian là không óc, một cây gân, xung động nhâm tính một ít, nhưng nói tóm lại, hắn còn là một vị có chí đầy hứa hẹn có nguyên tắc, ba có thanh niên nhiệt huyết nha. Mụ mụ từng giáo dục quá chúng ta, không có khả năng tùy tiện chiếm nhân ra tiện nghi. Sẽ có báo ứng. Thật không muốn quy ra tiền. Ngươi người này, chẳng lẽ ngươi thật đúng là cái gì hàng tỷ phú ông đi? Nghe vậy Phùng Lộ hiển nhiên ngẩn người, không nghĩ tới Trần Phi ngu như vậy, phải biết rằng đến lúc này vừa đi thế nhưng hơn 200 đồng euro, hơn 1.000 nhân dân tệ a. Loại tình huống này nếu là thay đổi những người khác nhất định sẽ ý tưởng nghĩ cách áp hắn giới đi. Có thể người này nếu không áp, trái lại còn muốn hắn giá gốc đem gian phòng trang cho hắn. Nghĩ đến đây. Phùng Lộ đột nhiên trên mặt hiện ra lau một cái xích quả phòng bị vẻ, nhìn Trần Phi rất có cự ly cùng đề phòng nói này, người thành thật khai báo, người không biết là coi trọng ta đi. Trong lòng đối với ta có ý đồ gì? Nói cho người biết, ta thế nhưng có người thích, người không được, thiếu suất, không hy vọng. Ta xem trên ngươi. Nghe thế Trần Phi thiếu chút nữa bị bản thân nước bọt một ngụm sặc chết, vẻ mặt đều là không nói gì vẻ. Sau đó chỉ thấy kỳ lại là lắc đầu. Lại là bất đắc dĩ nhìn Phùng Lộ, nghiêm trang, nói, ngươi nghĩ ta có như vậy đói khát, còn là ngươi cảm thấy ngươi lực hấp dẫn có lớn như vậy sao? Ta Trần Phi Trần Đại Thiếu như vậy ngọc thụ lăng phong, tiêu sái trong sáng, còn sợ không bạn gái. Có thể nói đến đây, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên dừng lại, có chút chột dạ, bởi vì hắn còn giống như thật không có nữ bằng hữu. Lau! Ngươi chột dạ, di nga ha ha ha, ngươi tuyệt đối là chột dạ. Nhất thời Phùng Lộ nhưng thật giống như phát hiện Trần Phi trên mặt bí mật tựa như, vẻ mặt chế nhạo, kỳ quái, che miệng cười nói.
nhưng sau đó lại thấy Kỳ mặt cười thượng thần sắc nghiêm trang lên, nhìn Trần Phi vẻ mặt trêu ghẹo, lại một lần nghiêm túc nói ai, đầu năm nay không nữ bằng hữu cũng không có gì hay kỳ quái, ngươi cũng đừng nổi giận, thương tâm, như vậy đi, xem ở ngươi như vậy theo ta trò chuyện có được phân thượng, chờ sau này về nước ngươi tới Thượng Hải, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái bạn thân ta nhận thức. Các nàng từng cái một có thể cũng là lớn mỹ nữ, giới thiệu cho ngươi, tuyệt đối là tiện nghi ngươi, đến lúc đó ngươi phải mời ta ăn mới được. Mà đang nghe cái loại này ta biết ngươi nhất định là, độc thân cẩu, ta trung thân, giọng, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thật giống như toàn thân nhận được một vạn giờ vô tận bạo kích, nhất thời trong lòng tựu không phục, một đỏ mặt lên nói ai nói ta không bạn gái. Bạn gái của ta nói ra, phỏng chừng có thể đem ngươi dọa cho chết. Đem ta hù chết, này, Trần Phi đại soái ca, người cái này như bức đã có thể thổi lớn, vậy nếu không nhưng mà nói một chút bạn gái ngươi rốt cuộc là ai? Nói ra xem ta có biết hay không? Phùng Lộ nghe vậy tự nhiên một bộ ta không tin, ngươi khẳng định đang khoác lác thần sắc, vẻ mặt trêu ghẹo cùng chế nhạo nói. Nói ra có thể đem hắn dọa cho chết, luôn không khả năng hắn nữ bằng hữu là siêu cấp nổi tiếng đại minh tinh đi. Thực sự là suy nghiêu không đả thảo cảo, ai, đây là độc thân cẩu a. Ta, nghe vậy Trần Phi chân thực không phục muốn nói cái có thể đem tiểu nha đầu này rung động nhất tháp hồ đồ tên nói ra, tỉ như Cố Phi xong, mà khi hắn chân chính muốn đem cái tên đó thốt ra lúc, trên mặt hắn thần sắc lại đột nhiên dừng lại. Sau đó chỉ thấy Kỳ trong đầu đột nhiên xẹt qua một cái tóc ngắn anh khí, như tinh linh, tiên nữ vậy tuyệt mỹ thân ảnh, lại bỗng theo sát mà hình ảnh vừa chuyển hoán tới một cái Italia buổi tối, xa như vậy so với quốc nội nữ nhân gợi cảm. Lồi lõm có hứng thú thân thể mềm mại, và tinh xảo, lập thể, tuyệt mỹ gương mặt trên. Không biết vì sao, hắn cư nhiên ở vào thời điểm này đột nhiên nhớ lại nàng và hắn. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ biểu tình có chút trầm mặc, không ở tiếp tục nói. Mà ở thấy tình cảnh này, Phùng Lộ nhất thời ám đạo một tiếng phá hủy, oán giận chính mình nói cái gì không tốt, phải một cây gân lão đã qua nhân ra trên vết thương đâm. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ lộ ra một tia đáng thương vẻ. Đôi mắt trông mong Trần Phi nói này, Trần Phi, sinh khí. Đừng nhỏ mọn như vậy nữa, ta chỉ là đùa giỡn, xin lỗi có được hay không? Biểu đạt anh chàng đẹp trai biểu thị lúc này chính thừa nhận một vạn giờ bạo kích, chân thực thương tổn, cần một người lặng lặng. Được rồi, mặc kệ chuyện của ngươi mà, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chút sự tình. Máy bay bay lên, nghe vậy thấy thế Trần Phi đương nhiên không tốt thật cứ như vậy nín không nói lời nào. Chợt chỉ thấy Kỳ nghiêm trang nói bậy. Sau lại chỉ vào trên đỉnh đầu phương máy bay phát thanh kèn đồng nói. Nguyên lai cứ như vậy một hồi thời gian, chúng ta trò chuyện một chút, máy bay cũng đều sắp bay lên. Tốt lắm, mà đang nghe chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nói như vậy, Phùng Lộ tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa. Sau đó tự thấy bọn họ thuyên thật an toàn mang, máy bay bay lên. Từ Thượng Hải bay đi Luân Đôn đại khái cần 12 đến 13 giờ lúc, chủ nếu là bởi vì không chung nỗ lực lên. Có đôi khi cần đình lại chút thời gian. Vì vậy vậy loại này quốc tế chuyến bay, ngồi ở người của phía trên đều là ăn ngủ, ngủ rồi ăn, sau đó đờ ra, phát thần, lại chính là tối đa cùng hai bên trái phải người tâm sự thiên, tốt nhất buồng vệ sinh, như vậy thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Mà đang ở máy bay bay lên đại khái 7-8 canh giờ sau, Phùng Lộ trên đường đi buồng vệ sinh đi nhà cầu, một lát sau, buồng vệ sinh phương hướng lại truyền đến một chút thanh âm huyên náo. Khiến Trần Phi khẽ nhíu mày. Nga, thân ái nữ sĩ, ngươi thật xinh đẹp, xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, ta là tới từ Anh quốc Luân Đôn A Tho. Ta có thể biết điện thoại của ngươi sao? Giữa lúc Trần Phi lực chú ý bị hấp dẫn tới thời gian, chỉ thấy từ phương hướng kia nhất thời truyền đến một tiếng cực kỳ khinh bạc ngoại quốc lão Luân Đôn khang tiếng Anh. Lấy hắn hiện nay tu vi cùng thực lực, coi như là cách xa như vậy, chỉ cần hắn muốn nghe, tập trung tinh thần. Tự khẳng định có thể nghe được, nhưng lại rõ ràng. Sau đó chỉ thấy hắn con người hơi lóe lóe, ánh mắt hướng phía cách đó không xa buồng vệ sinh phương hướng lao đi, phạm vi nhìn vừa chuyển, chỉ thấy vừa đi nhà cầu xong Phùng Lộ cư nhiên bị một cái đầy tóc vàng tây trang dày da người ngoại quốc ngăn lại, tựa hồ bị đến gần. Ngoại quốc lão thoạt nhìn người thật cao thật to, chừng 1 thước 8 9, tối trọng yếu là đầu hình cũng rất huyễn khốc, hình dung không được, nói chung cực kỳ đáng chú ý, huyễn khốc. Trên cổ hắn còn có hình xăm, sắc mặt khô ráo, trên cổ tay mang theo một kim lóng lánh sức lao động sĩ đồng hồ đeo tay, lúc này còn là như có như không đặt ở Phùng Lộ trước mặt huyễn.
Trần Phi trong tầm nhìn ngoại quốc lão khóe miệng còn lộ vẻ khinh bạc mỉm cười, nhìn Phùng Lộ, thật giống như bản thân thật là một ngoại quốc lão cao phú xuất vậy, cho rằng Hoa Hạ cái loại này quốc gia nữ nhân chỉ cần hắn tùy tiện ngoắc ngoắc đầu ngón tay, sẽ muốn chết muốn sống gục trong ngực hắn. Trên thực tế đầu năm nay quốc nội quả thực không thiếu loại nữ nhân này, chớ nói chi là hắn vẫn mang theo sức lao động sĩ đồng hồ đeo tay Luân Đôn chất lượng tốt nam. Vì vậy hôm nay cũng không ngoại lệ, ở hắn nhìn thấy Phùng Lộ sau đột nhiên cảm giác tựa hồ cũng không tệ lắm, có chút cảm giác, cũng liền cũng không chút nào che giấu nội tâm ý tưởng, tìm như thế một cơ hội trực tiếp bắt đầu đến gần, muốn số điện thoại. Thế mà Phùng Lộ nhưng thật giống như đối với hắn loại này đến gần cũng không có hứng thú, tương phản còn có chút chán ghét. Theo chỉ thấy kỳ mâu quang lóe lóe, con người đảo một vòng nói xin lỗi, tôn kính A Tho tiên sinh, ta tiếng Anh không phải là tốt. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hiện tại có thể mời tránh ra sao? Hắn có thể dùng nửa tiếng Trung, nửa sứt sẹo tiếng Anh phương pháp trả lời đối phương, sau đó đã nghĩ như vậy có lệ đi qua, chuẩn bị ly khai. Nga, xinh đẹp nữ sĩ, ngươi tiếng Anh không phải là rất tốt sao? Không quan hệ, ta sẽ tiếng Trung. Không nghĩ tới ngoại quốc lão cư nhiên sẽ tiếng Trung, hoàn hảo giống như rất tốt hình dạng. Sau đó lại trực tiếp dùng tiếng Anh đem trước lời kia lại thuật lại một lần. Thấy tình cảnh này Phùng Lộ sắc mặt nhất thời đổi, bởi vì nàng không mượn cớ nói nghe không hiểu. Mà nhưng vào lúc này, Anh Quốc lão A Tho lại khóe môi nhếch lên xấu xa mỉm cười, ngả ngớn nói Nga, tiểu thư mỹ lệ, hiện tại ngươi có thể đem điện thoại của ngươi nói cho ta biết sao? Ngươi rất đẹp, ta nghĩ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Xin lỗi, tiên sinh tôn kính. Ta đối với ngươi cũng không có hứng thú. Có thể Phùng Lộ nghe vậy lại vẫn lắc đầu nói. Đối với ta không có hứng thú. Nghe thế, vẻ mặt ngả ngớn cùng cao ngạo Anh Quốc lão A Tho trong con ngươi xẹt qua vẻ tức giận, nhưng sau đó kỳ trên mặt còn là mặt mỉm cười nói xinh đẹp nữ sĩ, ta nghĩ đó cũng không phải vấn đề gì. Tin tưởng ngươi chỉ cần nguyện ý đem điện thoại của ngươi cho ta, hoặc là cho ta một cơ hội, nhượng chúng ta ở duyên dáng Luân Đôn cùng một cái khoái trá buổi tối. Vậy ngươi từ đêm nay sau khẳng định sẽ đối với ta cảm thấy hứng thú. Mà đang nghe ngoại quốc lão A Tho trong miệng lại nói ra loại này xích lõa khỏa thân nói, Phùng Lộ trong con ngươi xinh đẹp nhất thời hiện ra lau một cái tức giận, sau đó không chút do dự lần thứ hai cự tuyệt nói xin lỗi, ta nghĩ không cái kia cần phải. Hiện tại thỉnh tiên sinh ngươi tránh ra, được không? Đừng cản đường ta. Hanh! Nghe vậy A Tho rốt cục sắc mặt có chút thay đổi, lại một thanh vươn tay bắt được Phùng Lộ cánh tay. Khó chịu hạ thấp giọng hỏi muốn tiền sao? Vậy đơn giản, cần bao nhiêu tiền, ta A Tho mới có thể trở thành bằng hữu của ngươi ni? Đây chính là ta lần đầu tiên làm như vậy, xinh đẹp nữ sĩ, ngươi hẳn là vì thế cảm thấy vinh hạnh. Nói đến phần sau hắn không gì sánh được kiêu căng, ngẩng đầu. Thật giống như có thể trở thành là bằng hữu của hắn, mặc dù là cầm tiền mua, cũng thật là của nàng vinh hạnh vậy. Phi, cái gì đồ chơi? Cũng không đi tiểu nhìn bản thân là vật gì. Ngoại quốc lão lấy tay đem Phùng Lộ cánh tay nắm thật chặt, trên mặt còn lộ ra cực kiêu căng, thậm chí có một ít oán giận khuôn mặt màu sắc. Không có biện pháp, khi hắn A Tho nói cách trong phu xem ra, hắn thế nhưng từ Anh quốc Luân Đôn cái loại này phát đạt quốc gia ra đời kinh tế đại quốc nhân sĩ, là thượng đẳng người, chứ nói chi là hắn cái họ này thị, nói cách trong phu, càng không giống bình thường, coi như là tại nơi Anh quốc Luân Đôn đều là tiếng tăm lừng lẫy. Chính mình cực đại năng lượng cùng lực chấn nhiếp. Chớ nói chi là hắn A Tho tự mấy năm trước đặt chân Hoa Hạ Thượng Hải mảnh đất này sau, càng như cá gặp nước, không biết bao nhiêu trong mắt hắn cao phân Hoa Hạ nữ nhân bị hắn tùy tiện ngoắc ngoắc đầu ngón tay, hoặc là mang ra của cải cùng thân phận, liền đơn giản bắt làm tù binh. Trên thực tế ở trên hải tọa ngợp trong vàng son bất dạ thành, quả thực sẽ có chứa nhiều, đủ loại kiểu dáng bị xa xỉ xa hoa, mục nát hưởng lạc sinh hoạt bao phủ hiện thực nữ nhân. Một mặt truy cầu có tiền, truy cầu cái gọi là thượng lưu. Cái này liền nhượng A Tho loại này chân chính từ nước ngoài tới cao phú xuất, có thể sấn cơ hội. Thậm chí rất lâu A Tho cũng chỉ là tùy tiện ngoắc ngoắc đầu ngón tay, liền có tốt Hoa Hạ nữ nhân ngươi tranh ta cướp, điên rồi vậy chủ động, yêu thương nhung nhớ. Mà loại này hiện thực cũng dần dần nhượng trong lòng của hắn lòng tự tin có chút chật ních, cho rằng toàn bộ Hoa Hạ nữ nhân đều không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ hắn lại cư nhiên bị Phùng Lộ lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, cái này há có thể nhượng trong lòng của hắn thoải mái. Rồi hãy nói điểm trực bạch, chính là hắn cảm giác trên mặt mũi có chút không nhịn được. Có chút ném bọn họ Anh quốc Luân Đôn cao phú xuất mặt.
tiên sinh mời tự trọng giờ. Ta đối với ngươi không có bất kỳ hứng thú gì, cũng không muốn có ngươi loại này ác tâm tên trở thành bằng hữu ta. Hiện tại mời từ trước mặt của ta tránh ra được không, ta không muốn lại nói chuyện với ngươi. Mà Phùng Lộ ở nhìn thấy từ đối phương trong miệng lại nói lên như thế, ác tâm, nói, nhất thời chỉ thấy Kỳ trên mặt nguyên vốn là có một ít chán ghét sắc mặt, càng thêm rõ ràng, lãnh bang bang nói đến. Tự trọng, Nga, nữ sĩ, ngươi là ở cự tuyệt ta A Tho sao? Ngươi lời này là có ý gì, ta bất quá chỉ là muốn hỏi ngươi muốn dưới điện thoại, hoặc là muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu mà thôi. Ngươi lẽ nào nghe không hiểu, ta thế nhưng người Anh, đến từ Anh quốc Luân Đôn. Còn có ta sau lưng nói cách trong phu gia tộc ở Luân Đôn cũng là có rất lớn danh tiếng. Ngươi có đúng hay không đã cho ta chủ động với ngươi muốn điện thoại, ngươi tự cho là mình rất không? Nghe vậy A Tho nhất thời sắc mặt trầm xuống, hung hăng nói. Có thể nhưng vào lúc này, một thoạt nhìn rất trẻ tuổi tay lại đột nhiên quỷ dị khoát lên trên vai hắn. Nhất thời chỉ thấy A Tho sắc mặt mạnh trầm xuống, phát giận lên. Ai, đem tay bẩn thỉu của ngươi từ bả vai ta trên lấy ra? Ngươi coi là vật gì vậy? Ngươi có biết hay không như ngươi vậy là rất không lễ phép hành vi? A Tho căn bản là không có cân nhắc vì sao biết đột nhiên có một tay đáp trên bả vai hắn, nhưng hắn lại cho rằng đây là rất không thoải mái, rất làm hắn mất hứng chuyện tình. Vì vậy theo sát mà chỉ thấy Kỳ mạnh nghiêng đầu đi, giận tím mặt nói. Mà ở phía sau hắn, Trần Phi không ngờ không biết khi nào, xuất hiện ở đâu, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh quốc lão. Khá có vài phần lạnh lùng hình dạng. Ngươi nếu biết đây là rất không lễ phép hành vi, vậy tại sao lại muốn dây dưa bằng hữu ta không tha ni? Hơn nữa, trước đó, ngươi có đúng hay không hẳn là trước đem móng vuốt của ngươi buông ra? Trần Phi nhìn đối phương nắm chặt Phùng Lộ tay, trong mắt hàn mang hơi lóe lên, sau đó chỉ thấy Kỳ khoát lên đối phương trên vai tay, không để lại vết tích, nhẹ nhàng, đè xuống. Ngươi nói cái gì? Ngươi là ai? Coi là cái gì? Dựa vào cái gì có tư cách chỉ trích ta A Tìm? A. A, đau, đau chết mất, người buông tay cho ta, phu. CK, nhanh cho buông tay, mà kiêu căng A Tho trước còn đang chất vấn, mà khi sau một khắc, Trần Phi đặt ở trên bả vai hắn cái tay kia vừa mới đẻ xuống đi, hơi hơi dùng lực một chút, nguyên bản tư thái, dáng vẻ bệ vệ còn rất phách lối A Tho liền ngay tức khắc như giết lợn vậy thảm kêu lên. Người nói cái gì, nguyên lai cái gọi là người anh chính là như thế không có tố chất A. Xin lỗi. Con người của ta óc có chút chậm nửa nhịp, trí nhớ cũng không tốt lắm, người mới vừa nói cái gì tới. Muốn ta tiếp tục, tốt lắm, ta đây tiếp tục, Trần Phi tiện tay lại hơi chút cố sức mấy phần. Ta, ngươi, buông tay A, phu, CK, nhanh cho ta, tốt, ta xin lỗi, là ta không đúng, ngươi mau buông tay. A Tho gặp Trần Phi lại còn dám trào phúng bản thân, nhất thời liền nhịn không được còn muốn mạnh miệng. Thế nhưng... Xem hắn một giây kế tiếp chân thực không có biện pháp lại thừa thụ trên vai truyền tới thống khổ sau, rốt cục vẫn phải rất nhanh sợ hãi chiếm thượng phong. Nói được phân nửa tự đổi giọng. Thế mới đúng, hắc, anh quốc lão, ta dạy cho ngươi một cái đạo lý thế nào. Xuất môn tại ngoại cuối cùng khiêm tốn một chút, điệu thấp, minh bạch có ý tứ đi. Chúng ta Hoa Hạ có thể không phải là các ngươi anh quốc lão địa bàn, hơn nữa chúng ta Hoa Hạ cũng đều là tin thần tiên, nếu là quá kiêu ngạo người. Rất có thể sẽ gặp báo ứng Nga. Nghe vậy thấy thế chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc này mới cười nhạt một tiếng buông lỏng tay ra, chỉ là theo sát mà chỉ thấy Kỳ cư nhiên lại cùng ngoại quốc lão A Tho, kề vai sát cánh, lên. Trần Phi một tay khoát lên trên vai hắn, hạ giọng cười híp mắt nói. Có thể tiếng cười kia nghe được ngoại quốc lão A Tho trong tai, lại thật sự có loại âm xâm xâm kinh ngạc cảm. Thậm chí ngay cả trong lòng của hắn đều không hiểu có chút phát lạnh lên, không biết là vì sao. Nhưng theo sát mà lại thấy Kỳ đem trong lòng cảm giác quỷ dị cho ném sau ót. Chỉ thấy thứ nhất mặt phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi cả giận nói ngươi là ai? Ngươi có biết hay không ta A Tho là ai cho ngươi lá gan, lại dám hướng chúng ta người anh động thủ? Ngươi có tin ta hay không muốn khởi tố ngươi, cho ngươi đi trong tù mặt ngồi chuồng hổm ngục giam? Rõ ràng, hắn giờ này khắc này trong lòng chân thực quá tức giận, thậm chí đều bạo nộ rồi. Phải biết rằng hắn A Tho thân phận gì địa vị gì. Phụ thân chính là nghị viên, mẫu thân là một nhà công ty đa quốc gia lão bản sau màn, càng trọng yếu là hắn A Tho dòng họ là nói cách trong phu. Cái họ này thì ở Luân Đôn, thậm chí ở toàn bộ Anh quốc ý vị như thế nào, sợ rằng rõ ràng mọi người sẽ bị hù được chân mềm.
Dù thế nào tuyệt đối là tiếng tăm lừng lẫy cộng thêm năng lượng to lớn. Cho nên nói hắn A Tho hoàn toàn là hàm chứa chìa khóa vàng xuất thân. Muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, từ trước đến nay đều chỉ có hắn A Tho ức hiếp người khác, nhất là ở London, nhất là ở trên hải. Nhưng còn bây giờ thì sao? Giống như ngày hôm nay như vậy bị chính là một người Hoa xoa bóp thống khổ kêu to, bởi vậy bị máy bay nổi những đồng bào dùng dị dạng, thậm chí ánh mắt khi dễ liếc trộm. Hắn A Tho mặt trong nháy mắt giống như bị hỏa thiêu vậy, nóng hừng hực. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, lớn như vậy lần đầu. Phải, ngươi nếu là có bản lĩnh đem ta đưa vào ngục giam, ta làm người không có ý kiến gì, sợ là sợ ngươi không bản lãnh kia. Nghe vậy, Trần Phi không thể đưa không cười cười, cũng không có để ý cái này ngoại quốc lão cố gắng ra oai. Chỉ là, sau đó tự lại thấy Kỳ lấy cực kỳ lưu loát tiếng Anh khẩu ngữ hướng về phía ngoại quốc lão nói rằng mặt khác, ngươi không cảm thấy ngươi trong miệng mùi rất nghiêm trọng sao? Xin lỗi. Ta không biết các ngươi người Anh có đúng hay không đều như vậy, bất quá ngươi. Ngươi bây giờ là không phải là hẳn là đi trong WC mặt quét đánh răng, hoặc là hướng bên kia nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp mua chút tươi mát khẩu khí đổ vật. Nếu không như ngươi vậy, tựa hồ rất ném người Anh mặt. Lời vừa nói ra, nhất thời ở đây đông đảo người Anh cũng thay đổi sắc mặt thay đổi. Phải biết rằng Trần Phi lời này bọn họ có thể hoàn toàn là nghe hiểu được, huống chi. Bọn họ người Anh quả thực rất chú trọng cá nhân phương diện lễ nghi, cùng với cái gọi thân sĩ phong độ. Miệng mùi nùng, nhiều mất mặt, nhiều không phong độ a. Hơn nữa cái này còn chưa phải là tối trọng yếu là, cái này nhiều lắm ném bọn họ người Anh mặt a. Nhất thời, hầu như sở hữu bên trong buồng phi cơ người Anh đều dùng một loại rất ánh mắt khi dễ, chăm chú nhìn A Tho. Bởi vì hình như ngay cả bọn họ đều nghe thấy được trong miệng hắn mùi vị đó, rất nặng, mùi vị. Hiển nhiên đây là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hơi chút khiến cho một chút thủ đoạn nhỏ. Ngươi, ta, ngươi chờ cho ta, mà A Tho hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên tiếng Anh có thể nói xong như vậy lưu sướng, tốt như vậy, càng không có nghĩ tới vì sao, dựa vào cái gì hắn cư nhiên đột nhiên trong miệng có khẩu khí. Rõ ràng hắn bình thường cũng không có A, hơn nữa trước khi tới sớm, trong biệt thự. Hắn còn trà răng. Có thể rất hiển nhiên hiện tại loại tình huống này đã không cho phép hắn tính hạ tâm lai, cân nhắc nhiều như vậy. Theo sát mà chỉ thấy thứ nhất mặt giận dữ lưu lại câu ngoan thoại, sau đó ngay tức khắc chui vào toilet. Không có biện pháp, đối với bọn hắn cho tới bây giờ đều quảng cáo dùm beng mình là một thân sĩ người Anh mà nói. Miệng mùi nùng, nhiều mất mặt, nhiều không phong độ A. Cái này thảo nhân ghét ngoại quốc lão. Thật cho rằng tùy tiện ngoắc ngoắc tay là có thể nhượng bản cô nương cấp lại a. Phi, thật là sống cần, cái gì đồ chơi. Mà ở nhìn thấy thảo nhân ghét Anh quốc lão rốt cục giống như gặp báo ứng vậy, ở bên trong buồng phi cơ đông đảo gờ giáp đâm trong ánh mắt của, da mặt nóng hừng hực, chạy chối chết, mất mặt đều đến bà ngoại nhà, phùng lộ trong lòng phiền muộn rốt cục chữ phát ra rồi. Quơ quả đấm nhỏ, vẻ mặt hưng phấn nói. Mặc dù nói hiện ở quốc nội tình huống như vậy quả thực rất nhiều. Rất phổ thông, quốc nội nữ nhân thích cấp lại ngoại quốc lão, vừa vặn vi quốc nhân, hắn nhưng vẫn là, gặp không quen. Cũng không muốn cùng này nông cạn nữ nhân thông đồng làm bậy. Cho nên hắn vậy đều rất đáng ghét loại này sẽ rất trực tiếp hướng các nàng đến gần, huyền diệu quốc tế, thân phận ngoại quốc lão, thật giống như bọn họ đại hội là chưa cả người tóc gáy trên tất cả đều dán đầy đô la, đồng euro dường như. Chớ nói chi là giống như ngày hôm nay như vậy. Bao nhiêu tiền có thể cùng hắn kết giao bằng hữu? Phi, cái gì đồ chơi? Được rồi, hồi chỗ ngồi đi. Mà đang nghe Phùng Lộ nói, Trần Phi cười lắc đầu, hồi đến vị trí rồi trên. Này, chờ ta một chút. Phùng Lộ nghe vậy thấy thế ngay tức khắc đi theo, hơn nữa còn là đầu tiên là vẻ mặt cảm kích, sau lại hơi hiếu kỳ nói vừa rồi thực sự là cảm ơn ngươi, nếu không lời của ngươi, ta cũng không biết cần làm thế nào mới tốt. Bất quá không nghĩ tới người tiếng Anh cư nhiên tốt như vậy, khẩu ngữ nói rất hay lưu sướng a. Trước đây ở Anh quốc đợi quá, có thể coi là ở Anh quốc đợi mấy năm, cũng sẽ không khẩu ngữ như thế lưu sướng đi. Phải biết rằng hắn ở trước khi tốt nghiệp, thế nhưng từng lấy trao đổi sanh thân phận, bị phái đi Anh quốc ta theo logic học phủ ở một năm rưỡi, có thể coi là như thế này, hắn tiếng Anh khẩu ngữ cũng vẫn sẽ có một ít lắp bắp, dừng một chút bỗng nhiên. Thế mà Trần Phi lại cùng hắn hoàn toàn khác nhau, nghe, thực sự nói quá lưu sướng. Thật giống như dường như tiếng mẹ đẻ vậy. Anh quốc, không, bất quá ta trước ở trong Âu,
Nam Âu đợi qua một đoạn thời gian. Ở bên kia đều là nói tiếng Anh. Nghe vậy Trần Phi nao nao, sau đó tùy tiện tìm cái cớ có lệ nói. Dù thế nào trong Âu, Nam Âu hắn quả thực đợi quá, cũng liền chỉ là thời gian, hơi, có chút ngắn mà thôi. Nhưng tính chất chắc là không sai biệt lắm. Mà nhưng vào lúc này, Anh Quốc lão A Tho rốt cục lại từ trong phòng vệ sinh đi ra. Chỉ là lúc này đây hắn lại cảm giác mình thật giống như thiên sang bách khổng vậy, bị gờ giáp đâm các loại nhãn thần, vây xem, chú mục chính là nóng hừng hực. Đây quả thực mất mặt ném đến mức tận cùng. Mà cũng chính bởi vì vậy, lại hơn nữa xem hắn nhãn thần liếc trộm đến đã trở lại chỗ ngồi Trần Phi hai người, tiện nữ nhân cư nhiên cùng hoa hạ cẩu nam nhân trò chuyện rất cởi mở tâm, mặt tươi cười thời gian, A Tho trong nháy mắt cũng cảm giác hình như ăn ép vậy, trong lòng không biết có bao nhiêu sỉ nhục, nhiều biệt khuất, nhiều phẫn nộ. Đồng dạng là nam nhân, hai người này bị đãi ngộ cũng một cái ở trên trời một cái trên mặt đất ha. Chớ nói chi là hắn A Tho thân phận gì địa vị gì. Hắn thế nhưng họ nói cách trong phu, phụ thân lại là nghị viên, lại có tiền, nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên bị một cái hoa hạ thối lẳng lơ cự tuyệt. Hơn nữa cái này còn chưa phải là tối trọng yếu. Tối trọng yếu là thối lẳng lơ, bây giờ còn cư nhiên lại cùng một cái khác cẩu nam nhân vừa nói vừa cười, hòa mình. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ hắn A Tho nói cách trong phu thậm chí ngay cả cậu tạp chủng, hoa hạ nữ nhân cũng không bằng sao. Mà loại ý nghĩ này từ lúc trong đầu hắn nhô ra, liền nhất thời như đêm tối hắc ám đã tới vậy, càng không thể vãn hồi. Thối lẳng lơ, cậu tạp chủng hoa hạ nam nhân. Chỉ thấy A Tho vừa thẹn vừa hận, xanh mặt, đem hàm răng cắn được khanh khách tiếng vang, quả đấm gắt gao nắm chặt, nổi gân xanh. Hắn thật lần đầu trong lòng cảm giác như sỉ nhục cùng nhục nhã. Phu, CK, chết tiệt hoa hạ tạp chủng các. Phu, CK, hai người các ngươi tốt nhất kỳ vọng ở London đừng. Nữa bị ta đụng với, nếu không, xem ta sẽ thế nào thu thập các ngươi hai cái. A Tho trong ánh mắt thấu bắn ra một tử âm ngoan sắc. Phải biết rằng London có thể là địa bàn của hắn. Bọn họ nói cách trong phu gia tộc, ở London, là thật rất nổi danh. Có năng lượng càng dị thường khổng lồ, xa không phải người thường có thể tưởng tượng. Nếu không phải là bởi vì London chân thực quá, hắn lại không biết lưỡng hoa hạ thối lẳng lơ, cầu tạp chủng xuống phi cơ sau, mục đích đến tột cùng ở đâu, hắn đều muốn hiện tại trực tiếp chuẩn bị người trả thù. Như vậy ước mấy canh giờ sau, Trần Phi ngồi chuyến bay, cuối cùng từ Phổ Đông phi trường quốc tế đã tới Anh Quốc London Heathrow. Bởi vì trước thì có đâu có muốn nhận Phùng Lộ trong tay giá đặc biệt phòng, Trần Phi xuống phi cơ sau liền không có trực tiếp ly khai, mà là đang bên trong phi trường chờ lên. Hắn lúc này đây đến không mang cái gì hành lý, nhưng này Phùng Lộ nhưng thật giống như dẫn theo không ít. Nữ sinh nha, đều như vậy, bất quá hành lý lĩnh hình như hơi có chút xuyên ngộ, Trần Phi đơn giản chỉ đi ra ngoài trước, đến hậu cơ phòng khách mua đồ ăn đi. Ngồi lâu như vậy máy bay, hắn thật là có giờ đói, muốn ăn cái gì? Ngài là Trần bác sĩ. Có thể chính khi chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu chuẩn bị đi tìm đồ vật ăn lúc, kỳ phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng Italia làn điệu, trong kinh ngạc mang theo một tia không dám khẳng định thanh âm. Nghe vậy Trần Phi giật mình, quay đầu đã qua thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cách hắn cách đó không xa một, khác cái lối đi lối ra, đang có một đám 7, 8 cái tóc vàng mắt xanh hoặc tông phát ngoại quốc lão, một người trong đó chính kinh nghi nhìn hắn. Mà lúc này chính kinh nghi nhìn hắn ngoại quốc lão không là người khác, lại chính là trước ở Italia Florence cùng hắn từng có ngắn, không thoải mái cùng xuất hiện, cần quốc đỉnh cấp tâm huyết quản quyền uy chuyên gia Jock Antequera. Mà lúc này bên cạnh hắn còn đứng theo một vị tựa hồ so với hắn niên kỷ đều còn muốn lớn hơn mấy tuổi, ăn mặc cực kỳ thâm trầm, rồi lại liếc mắt là có thể kỳ giá trị xa xỉ, mũi ưng, mắt xanh con ngươi, bộ mặt đường cong không gì sánh được minh xác, rồi lại có chút nếp uốn chồng chất cùng già nua lão nhân. Trên người hắn tự nhiên mà vậy chảy lộ ra ngoài khí thế nhưng thật ra rất khiếp người. Trần tiên sinh, thực sự là ngài a, mà ở nhìn thấy cư nhiên thực sự là Trần Phi. Jock Antequera không khỏi nhãn thần mãnh liệt run lên, theo sát mà bước nhanh đi lên. Không có biện pháp, phải biết rằng trước sự kiện kia mà còn không có đi qua bao lâu, hắn Jock Antequera trong lòng cũng hoàn toàn là khắc sâu ấn tượng, rõ ràng ở trước mắt. Cũng không nói lúc đó chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu một chiếc điện thoại là có thể đem Brett gia tộc đại nhân vật kinh động, liền nói hắn lúc đó sở cho thấy,
gần như thần hồ kỳ kỹ y thuật, cũng đã thật sâu đem Jock Antekera chiết phục. Chớ nói chi là một chiếc điện thoại là có thể đem đường đường Brett gia tộc đại nhân vật kinh động, đó là cái gì cảm động và nhớ nhung. Dù thế nào coi như là hắn Jock Antekera, cũng hoàn toàn không dám nghĩ, trong lòng không gì sánh được khắc sâu tủ nhớ kỹ lúc đó một màn kia. Đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Nguyên lai là ngươi, thực sự là đã lâu không gặp, mà Trần Phi đang nghe đối phương bắt chuyện thanh, con người hơi lóe lóe, sắc mặt bình thản mở miệng nói. Là ta, tôn kính Trần tiên sinh, thật cao hứng có thể tại đây nhìn thấy ngài, ngài biết không? Pierce bá tước phu nhân, là tòa tiểu thư hiện nay đã không sai biệt lắm khôi phục, thân thể ca tụng hãy cùng cái tiểu cô nương dường như, đây thật là quá thần kỳ cùng bất khả tư nghị. Xin lỗi. Ta cho ta ngay lúc đó lỗ mãng cùng vô tri cảm thấy sâu đậm xin lỗi, Trần tiên sinh, mời có thể tha thứ ta lỗ mãng cùng vô tri. Jock một bên không gì sánh được cảm thán, một bên hướng Trần Phi thật sâu bái một cái. Cúc cung sau, lại thấy hắn cực kỳ thành khẩn nói còn có Trần tiên sinh, ta cũng đã ở thời đại toàn cầu y học tuần san trên phát biểu tạ lỗi thanh minh, cùng với đúng thần kỳ mà lại vĩ đại trung y thừa nhận cùng tán thành. Cái này là ước định giữa chúng ta. Xin cho phép ta lần thứ hai hướng ngài thành khẩn tạ lỗi, ta cho ta vô tri mà cảm thấy xấu hổ. Jock bác sĩ khách khí. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng hơi buộc vòng quanh một nụ cười sáng lạng, trên mặt đường cong cũng không như vậy cứng lên. Sau đó chỉ thấy kỳ vỗ vỗ Jock Antekera vai, cười nói chúng ta hoa hạ có câu ngạn ngữ, là biết sai có thể cải thiện mạc đại yên. Người có thể nhận thức người đối với chúng ta hoa hạ trung y nhận thức là ngộ giải, cũng đã là rất tốt chuyện. Xấu hổ ngược lại cũng không đến mức. Jock bác sĩ người thế nào đến London? Là như vậy, có một vị cố chủ mời ta đến London làm một vị đại nhân vật chữa bệnh. Nga, được rồi, tốt lắm giống như cũng là vị Anh quốc tịch người Hoa, cũng là một vị rất nổi danh phú thương, dưới tay hắn sở sáng lập tìm Calabria tập đoàn đáng sợ hơn nói thế giới 500 cường một trong, nhưng không biết vì sao, hắn lần này hình như được một loại rất kỳ quái chứng bệnh. Jock Antekera nói rằng, kỳ quái bệnh gì, nghe vậy Trần Phi hơi hiếu kỳ nói. Ta hiện tại cũng không biết tình huống cụ thể, bất quá, căn cứ trước từ bên kia sở phản hồi trở về tin tức nói, tìm Calabria tập đoàn lão bản, trong khoảng thời gian này hầu như mỗi đêm đều ở đây thấy ác mộng. Hơn nữa, hắn mỗi lần làm cơn ác mộng thời gian, đều tốt giống như trái tim bị móng vuốt hung hăng tóm, không có biện pháp lại tiếp tục nhảy lên vậy. Nói chung là ta hiện tại tạm thời còn không có biện pháp lý giải. Có thể nghe cực kỳ nguy hiểm tình hình. Trần bác sĩ, người có đầu mối gì sao? Jock Antekera trước còn cau mày, tùy tiện lại đột nhiên trước mắt sáng ngời, nhìn Trần Phi nhãn thần mong mỏi nói. Hắn hiện tại không thể lý giải, thậm chí thúc thủ vô sách, nhưng bây giờ đứng ở trước mặt hắn Trần Phi Trần tiên sinh, lại tối thiểu y thuật đã hoàn toàn áp đảo hắn Jock Antekera trên. Cho nên nói bất định, hắn sẽ có đầu mối gì ni? Rồi hãy nói trung y không phải là lấy am hiểu loại này bệnh chứng cổ quái mà theo xương sao. Hầu như mỗi đêm đều ở đây thấy ác mộng, nhưng lại hình như trái tim bị hung hăng tóm. Nghe vậy Trần Phi đầu tiên là nao nao, sau đó trong con ngươi lướt ra ngoài lau một cái nhàn nhạt vẻ cổ quái. Loại phản ứng này, tựa hồ cũng không giống như là bệnh A. Thế nào, Trần tiên sinh ngươi có cái gì đâu? Mà giữa lúc Jock Antekera chuẩn bị hỏi thăm Trần Phi kết quả lúc, lại đột nhiên từ bên cạnh truyền đến một tiếng rất âm siêu siêu thanh âm. Jock bác sĩ, người ở bên này làm gì? Đây là người bằng hữu sao? Xin lỗi, chúng ta bây giờ tựa hồ có chút không có thời gian. Chỉ thấy mũi ưng, mắt xanh con ngươi, ăn mặc cực kỳ ý tứ lão giả mặt không thay đổi đến gần đến, một bên nhãn thần hơi có chút lãnh đạm nhìn lướt qua Trần Phi, một bên lại cấp tốc ánh mắt rơi xuống Jock Antekera trên người, sau đó lạnh lùng nói. Phải biết rằng bọn họ chuyến này có thể là vì tìm Calabria tập đoàn đại lão bản Lưu Hoa chính bệnh tới, thời gian cấp bách, cũng căn bản không bất luận cái gì dư thừa có thể dùng để đình lại. Vì vậy, lại làm sao có thời giờ nhượng Jock tại đây cùng người ôn chuyện. Chớ nói chi là Trần Phi còn trẻ tuổi như vậy, còn là một người đông phương. Nga, tôn kính Del Piero tiên sinh, ngươi nhìn ta thiếu chút nữa đã quên rồi giới thiệu, chủ yếu là tại đây đụng với Trần tiên sinh. Quả thật làm cho ta quá kinh ngạc. Mà Jock Antekera ở nhìn thấy mắt xanh con ngươi lão giả cư nhiên dùng loại thái độ này nói, nhất thời sắc mặt hơi đổi, sau đó nghiêng đầu qua, một bên không để lại vết tích cho đối phương nháy mắt, một bên phảng phất là bừng tỉnh đại ngộ vậy có chút nóng nảy vỗ vỗ trán của mình,
sốt ruột chỉ vào Trần Phi giới thiệu Del Piero tiên sinh, vị này chính là đến từ Đông Phương Hoa Hạ Trần Phi Trần tiên sinh. Đồng thời hắn còn là một vị rất lợi hại trung y. Trung y, nghe vậy Del Piero có chút nhíu. Hiển nhiên cái gọi là trung y, tại bọn hắn loại này người Âu Châu trong mắt, là thật có chút không thể tin, chớ đừng nói có thể lưu lại ấn tượng tốt gì. Không sai, chính là trung y. Giọng bác sĩ rất trịnh trọng, cũng rất dùng sức gật đầu, mở miệng nói Del Piero tiên sinh, ta có thể lấy danh dự của ta thề, trung y, tuyệt đối là một loại rất thần kỳ, rất lợi hại y học thủ đoạn. Thậm chí từ ở phương diện khác đến xem, trung y còn so với chúng ta Tây y lợi hại hơn, rất có hiệu. Ta nhớ kỹ lấy thân phận của ngài, hẳn là nhận thức chúng ta Italia Thánh La Lan tập đoàn Pierce Bá Tước đi. Pierce Bá Tước, ta đương nhiên nhận thức, có thể giọt bác sĩ. Cái này cùng Pierce Bá Tước có quan hệ gì? Del Piero không rõ Jock nói lời này là có ý gì, cau mày chậm rãi nói. Đương nhiên là có quan hệ. Jock Antequera vẻ mặt chỉnh trọng, nói Pierce Bá Tước thê tử La Toa tiểu thư, trước mắt có rất nghiêm trọng rất nghiêm trọng rất nghiêm trọng trái tim tâm huyết quản tật bệnh. Lúc đó không chỉ là ta thúc thủ vô sách, ngay cả ta ở Mỹ quốc các bằng hữu cũng đều nhất trí cho rằng có thể cứu sống tỷ lệ tuyệt không vượt lên trước ba thành. Nói đến đây hắn chậm rãi dừng một chút, vậy tại bọn hắn nghiệp nội nói là có ba thành tỷ lệ, kỳ thực hãy cùng hoàn toàn, không nắm chặt, liều mạng, chờ mong kỳ tích các loại nói không khác nhau chút nào. Nhưng bây giờ, La Toa tiểu thư cũng đã bình yên vô sự còn sống, thậm chí đều nhanh khôi phục cùng tiểu cô nương vậy khỏe mạnh. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Trần Phi Trần bác sĩ y thuật không chỉ có so với hắn Jock Antequera lợi hại, thậm chí cũng còn nếu so với hắn hai vị kia Mỹ quốc lạc Á Bác y học liên minh bằng hữu đều còn lợi hại hơn. Nhưng vấn đề là, hắn hai vị kia lạc Á Bác y học liên minh bằng hữu, đây chính là cũng phải quá tương quan Nobel y học giải thưởng đoạt huy chương. Là trên địa cầu này cao cấp nhất, lợi hại nhất tâm huyết quản quyền uy chuyên gia. Mà bây giờ, Trần Phi Trần tiên sinh y thuật còn càng so với bọn hắn lợi hại, đây là khái niệm gì? Pierce Bá Tước thê tử La Toa tiểu thư. Hắn không phải là. Vân vân chờ đã, lẽ nào? Del Piero nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, bởi vì hắn mấy ngày trước đây đi Italia thỉnh Jock đến Anh quốc thời gian, còn cùng Pierce Bá Tước phu phụ đã gặp mặt, khi đó hắn thoạt nhìn không phải là thân thể tốt, rất khỏe mạnh sao? Có thể theo sát mà trên mặt hắn thần sắc lại bỗng nhiên đổi đổi, chợt ánh mắt cấp tốc kinh dị rơi xuống một bên Trần Phi trên người. Hiển nhiên, hắn không ngốc, tựa hồ đoán được cái gì. Không sai. Mà Jock Antequera đang nghe Del Piero kinh dị, lẽ nào, giọng hát điều lúc, rốt cục chậm rãi trịnh nặng gật đầu, nói là toa bệnh của tiểu thư chính là Trần tiên sinh chữa xong. Nếu là không có Trần tiên sinh nói, hiện tại là toa tiểu thư. Chỉ sợ cũng đã mất. T, là như thế này. Nghe vậy dù là Del Piero cũng không nhịn được hơi hút một cái lương khí, già nua trong con ngươi hiện lên một vẻ kinh ngạc. Tùy theo chủ động vươn tay hướng Trần Phi chào hỏi xin chào, tôn kính Hoa Hạ Trần tiên sinh, xin tha thứ ta trước thất lễ, ta cho ta lỗ mãng hành vi xin lỗi. Ta là các tập đoàn Del Piero, thật cao hứng có thể tại đây nhận thức ngươi. Hiển nhiên hắn lúc này thái độ cùng vừa rồi so với, đã hoàn toàn triệt để đại không giống nhau. Không có biện pháp, Italia Thánh La Lan tập đoàn đó là cái gì khái niệm? Đây chính là trên thế giới này cao cấp nhất tứ đại đỉnh cấp xa xỉ phẩm tập đoàn một trong, hoàn toàn siêu cấp ấn sao cơ. Coi như là phía sau hắn sợi tổng hợp người tập đoàn, cũng hoàn toàn không có cách nào khác cùng cái loại này quái vật lớn so với, mà bây giờ. Hắn lại biết lúc này đứng ở trước mặt hắn Trần Phi, lại là Thánh La Lan tập đoàn trưởng khống giả Pierce Bá Tước yêu nhất thệ tử, là tòa tiểu thư ân nhân cứu mạng. Điều này làm cho hắn làm sao có thể lại tiếp tục bảo trì lạnh lùng. Cái gì có thể đủ chấn định lại? Chỉ sợ cũng coi là bọn hắn tập đoàn hiện nay cần thảo hảo tìm Calabria tập đoàn đại lão bản, ở Anh quốc được xưng là, người hoa thủ phủ, lưu hoa chính lưu lão bản, cũng đều so với Pierce Bá Tước loại trình độ đó, muốn hơi chút kém một chút đi. Dù sao lấy Thánh La Lan tập đoàn tại thế giới xa xỉ phẩm trong vòng lực ảnh hưởng đến xem, vậy cũng thật không vậy đùa giỡn. Del Piero tiên sinh xin chào, ta là Trần Phi. Rất hân hạnh được biết ngươi. Mà ở thấy tình cảnh này Trần Phi nhưng thật ra vươn tay cùng hắn cầm, sau đó hơi gật đầu cười nói. Thẻ này ngươi tập đoàn hắn không có gì ấn tượng, bất quá tìm Calabria tập đoàn hắn nhưng thật giống như nghe qua, nhưng cái này cũng không sao. Bởi vì,
này hình như cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn cũng không phải đến cùng người xem bệnh. Có thể nhưng vào lúc này, Jock Antequera lại đột nhiên hướng Del Piero chính trọng nói rằng Del Piero tiên sinh, nếu không ngươi lại mời Trần tiên sinh theo chúng ta cùng đi tìm Calabria tập đoàn bên kia xem một chút đi. Nói thật đi, ta đúng Lưu lão bản bệnh tạm thời còn không đầu mối gì, bất quá nếu Trần tiên sinh nguyện ý đi nói, khẳng định tựu không vấn đề gì. Hiển nhiên hắn đúng Trần phi y thuật thần kỳ, là tràn đầy lòng tin. Chỉ cần hắn nguyện ý ý kiến khẳng định không có lòng tin gì. Đúng vậy. Nghe thế Del Piero trước mắt chợt sáng ngời, sau đó ngay tức khắc hướng phía Trần Phi thành khẩn nói tôn kính Trần tiên sinh, không biết ngươi bây giờ có thì giờ rảnh không? Ta muốn mời ngươi theo chúng ta cùng đi tìm Calabria tập đoàn, làm một vị phi thường đại nhân tôn quý vật xem bệnh. Hắn được một loại rất cổ quái bệnh, gần nhất hết sức thống khổ. Tìm Calabria tập đoàn ngươi phải có nghe nói qua chứ? Đó là chúng ta Anh quốc thập đại giàu có nhất tập đoàn một trong, hơn nữa tìm Calabria tập đoàn lão bản, còn giống như ngươi, là một vị người Hoa. Có thể nghe nói, Trần Phi lại lắc đầu, cự tuyệt xin lỗi, ta lần này tới London cũng có chuyện muốn làm vì vậy sẽ không có vô ích cùng các ngươi cùng đi. Xin lỗi. Nghe thế Del Piero trên mặt thần sắc mạnh ngẩn người, không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên sẽ cự tuyệt. Sau đó chỉ thấy kỳ sắc mặt hơi có chút nóng nảy tiếp tục nói Trần tiên sinh, ta nghĩ ta trước nói có chút không nói rõ ràng. Tìm Calabria tập đoàn đại lão bản là chúng ta Anh quốc giàu có nhất, tối năng lượng to lớn vài người một trong. Thậm chí còn bị vương thất ban cho hầu tước tước vị, ngươi nên biết cái này ý vị như thế nào đi. Nếu là ngươi, có thể vì vị kia chăm sóc bệnh nói, sợ có thể có được chỗ tốt đúng là khó có thể tưởng tượng. Xin lỗi. Ta đúng đó cũng không phải rất cảm thấy hứng thú. Jock bác sĩ, bằng hữu ta tựa hồ đi ra, có cơ hội, lần sau trò chuyện. Nhưng Trần Phi nghe vậy lại vẫn lắc đầu một cái. Bọn họ Anh quốc giàu có nhất, tối năng lượng to lớn vài người một trong. Thậm chí còn bị vương thất ban cho hầu tước tước vị. Mấy thứ này nếu nghe đang bình thường người trong lỗ tai, đúng là sẽ rất chấn động. Nhưng vấn đề là hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu là người thường sao? Hiển nhiên không phải, vì vậy hắn hiện nay là thật đã không cảm thấy cái loại này cái gọi là thân phận, cái gọi là có tiền, cái gọi là hầu tước danh hiệu, có cái gì, chớ đừng nói gì có thể đúng trong lòng của hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng cùng ba động. Nói chung hắn lần này tới London có thể không phải là vì cho ai, gì gì ta xem bệnh, cũng không cái kia tâm tình. Dù sao hắn bây giờ tâm tư, đã hoàn toàn rơi vào lớp Strickland gia tộc. Hắc Long, bóp mạc tư nhân trên người cuối cùng nhất kiện ngọc khí phía trên. Đồ chơi kia mới là hắn hiện tại chân chính mong muốn. Vừa vặn lúc này hắn cũng nhìn thấy Phùng Lộ lung lay lắc lắc cầm đông đảo hành lễ từ xuất khẩu đi ra, liền thẳng thắn lắc đầu cự tuyệt, xoay người trực tiếp ly khai. Cái này, hắn, hanh, mà ở thấy tình cảnh này, Del Piero lăng tại chỗ tốt nửa ngày, sau cùng chân thực nhìn không được sắc mặt trầm xuống. Hừ lạnh một tiếng, có vẻ rất không cao hứng. Dù sao hắn thấy, coi như là Trần Phi là Piers bá tước thê tử ân nhân cứu mạng, nhưng nói cho cùng hắn cũng chính là cái tiểu bác sĩ mà thôi, oai cái gì oai. Vẫn còn hắn Del Piero trước mặt sĩ diện, dám cự tuyệt hắn. Del Piero tiên sinh, nếu Trần tiên sinh không muốn đi, chúng ta đây tự còn là chớ miễn cưỡng đi. Chúng ta nhanh lên đường đi, đi tìm Calabria tập đoàn. Đi thôi đi thôi. Mà ở thấy tình cảnh này, Jock Antequera tựa hồ sợ Del Piero cùng Trần Phi khởi xung đột, một bên lau giọt mồ hôi trên trán, một bên liên lôi oai đưa hắn cho kéo. Không có biện pháp, Del Piero không biết Trần bác sĩ thân phận, lẽ nào hắn Jock Antequera còn không biết sao? Phải biết rằng vị này ra, đương sơ một chiếc điện thoại thế nhưng đem Brett gia tộc đại nhân vật đều cho kinh ngạc đến. Hắn Del Piero cho rằng Trần bác sĩ vẻn vẹn chỉ là Piers bá tước ái thê là tòa tiểu thư ân nhân cứu mạng, có thể hắn Jock lại biết, vị này ra chân chính bối cảnh là Brett gia tộc A. Cái loại này hoàn toàn đã quân lâm bọn họ Italia dưới đất hắc ám thế giới, thậm chí kỳ phóng xạ phạm vi đạt tới toàn bộ Âu Châu. Loại trình độ đó, quả thực chính là chiếm giữ ở toàn bộ Âu Châu địa giới phía dưới quái vật, đừng nói cái gì khác, tìm Calabria tập đoàn, chỉ sợ cũng xem như là thánh La Lan. Cùng đều không phải là một tầng thứ. Hoàn toàn không có biện pháp đánh đồng. Vì vậy hắn bây giờ có thể không sợ sao? Hắn cũng không muốn nhượng đương sơ một màn kia tái hiện một lần a. Cái loại này tư vị, quả thực đừng nói nữa. Này, Trần Phi, những người ngoại quốc kia là ai?
Ngươi có thể đừng nói cho ta này đều là ngươi bằng hữu. Bên kia, mà ở nhìn thấy Trần Phi hướng đến gần mình sau, Phùng Lộ vừa có chút mệt xách hành lý, một bên tò mò nhìn phía dốc đám người rời đi bóng lưng, hỏi. Dĩ nhiên không phải. Nghe vậy Trần Phi cười lắc đầu, thuận miệng loạn kéo nói là mấy cái người Ý, tựa hồ chưa quen thuộc Luân Đôn đường, muốn hỏi một chút ta, nào biết ta cũng là lần đầu tiên tới, không biết. Vừa nói theo, hắn tiện tay hướng về Phùng Lộ trong tay mang theo hành lý vươn tay, nói ta đến đây đi. Ngươi không phải là đến du lịch sao? Thế nào mang nhiều đồ như vậy? Cùng hắn loại này tự chỉ dẫn theo cá nhân đến Luân Đôn người so với, Phùng Lộ cái này bao lớn bao nhỏ quả thật có chút kém nhau quá nhiều, làm hắn nhịn không được hỏi. Ta còn muốn hỏi vì sao ngươi cái gì hành lý cũng không có? Chẳng lẽ ngươi đều không chuẩn bị đổi giặt quần áo các loại sao? Nào biết Phùng Lộ cũng kỳ quái Trần Phi cái này hai tay trống không trạng thái, một bên đem trong tay dương hành lý kéo can đưa cho Trần Phi, một bên mắt trợn trắng hỏi. Nàng là có nghe nói loại này đi ra chơi cái gì cũng không mang người, mà khi hắn mình bây giờ chân chính nhìn thấy thời gian, lại vẫn là không nhịn được khó chịu a. Dựa vào cái gì bản cô nương bao lớn bao nhỏ nhiều như vậy, người này cư nhiên cái gì cũng không mang. Đổi giặt quần áo, không đều nói cho ngươi biết ta là hàng tỷ phú ông sao. Đến lúc đó biên chơi biên mua được rồi, mang như thế đồ vật đi ra, không chê phiền phức sao. Dù thế nào ta ghét nhất bị phiền toái, tốt rồi, đi thôi. Nghe vậy Trần Phi vẻ mặt đương nhiên mở miệng, sau đó tiêu tiêu sái sái xoay người hướng ngoài phi trường phương hướng đi. Phi, còn hàng tỷ phú ông, thực sự là suy nghiêu không đả thảo cào. Nghe vậy Phùng Lộ tự nhiên rất bất mãn. Nhưng có chút khả ái khịt khịt mũi, theo sát mà hướng đã bán ra bước chân Trần Phi đuổi theo. Trong miệng hô này, người đi nhanh như vậy làm gì, chậm một chút, không phát hiện ta chân ngắn như vậy sao? Người cái này hoàn toàn là kỳ thị ngắn chân cô gái xinh đẹp. Ta, Trần Phi mãn chán hắc tuyến. Ngắn chân cô gái xinh đẹp, trách ta lạc. Phùng Lộ tuy rằng đã có một hai năm không có tới cái này Luân Đôn, có thể hiển nhiên hay là đối với cái này Luân Đôn rất quen thuộc. Cũng rất rõ ràng tiết kiệm tiền phương pháp. Khi bọn hắn ngồi xe lửa đi đến khu vực thành thị sau, liền một bên hưng phấn mà mang theo Trần Phi tùy ý đi đi, một bên lại đang khu vực thành thị mua du ngoạn thông nhau vé suốt, sau đó ngồi xe lửa, đi một chút dừng một chút, ở mấy canh giờ hậu đã tới công viên tháp kỵ sĩ Kiều Sa Hoa tinh tuyển tửu điếm. The Park Tower Nightbridge, A Luxury Collection Hotel, công viên tháp kỵ sĩ Kiều Sa Hoa tinh tuyển tửu điếm Anh Quốc Luân Đôn cực kỳ theo danh cấp 5 sao Sa Hoa tửu điếm một trong, ở quốc tế trên đều rất nổi danh, nghe nói là xuất xứ từ mới đều Italia La Mã nội dung vở kịch cần, nói là ẩn. Không thể không nói, loại này nước ngoài đỉnh cấp xa xỉ tửu điếm quả thực rất xa hoa, rất khí phái, càng tối muốn là cùng quốc nội này tửu điếm cấp 5 sao hoàn toàn không phải là một cái phong cách, tự nhiên rất có mới mẻ cảm cùng lực hấp dẫn. Có thể ở trên phi cơ điên bá nhiều như vậy, lại đang Luân Đôn bên trong thị khu làm đường sắt ngầm, đi một chút dừng một chút lâu như vậy, tuy rằng Trần Phi một điểm đánh giám không có, có thể giống như Phùng Lộ cái loại này người thường, nhưng cũng còn là đã sớm uể oải không chịu nổi, vì vậy cũng không tâm tư gì thưởng thức bên trong tửu điếm mỹ lệ thiết kế, trang phục. Vừa tiến vào cửa chính quán rượu, Phùng Lộ liền không chút do dự thẳng đến trước sân khấu đi. Xin chào, chúng ta đặt trước qua phòng. Hiện tại có thể vào ở sao? Phùng Lộ vẻ mặt mệt mỏi về phía trước đài mỹ nữ tóc vàng hỏi. Có thể trước sân khấu mỹ nữ tóc vàng nghe vậy, ngẩng đầu, nhìn thấy Phùng Lộ cái loại này rõ ràng cho thấy người đông phương mặt, lại rõ ràng trong con ngươi xinh đẹp lướt qua vẻ khinh miệt, giống như là hắn Luân Đôn thân phận của người liền thiên nhiên ở người da vàng trước mặt có ưu thế vậy, sẽ cao hơn nhất đẳng. Sau đó chỉ thấy kỳ tùy tiện phiên liễu phiên Phùng Lộ cùng Trần Phi hai người hộ chiếu. Thậm chí ngay cả đặt trước ghi lại đều không tra, liền trực tiếp cứng rắn nhìn Phùng Lộ mở miệng nói xin lỗi. Tửu điếm 3 giờ chiều sau mới có thể vào ở, bây giờ còn có nửa giờ, 30 phút, thỉnh hai vị kiên trì chờ một chút. Thế nhưng, vậy được rồi, nghe vậy Phùng Lộ vẻ mặt phiền muộn, muốn tranh thủ một chút, mà khi hắn ngẩng đầu thấy đến trước sân khấu tiểu thư vẻ mặt đông cứng và ánh mắt khinh miệt lúc, liền thức thời ngậm miệng. Hiển nhiên hắn cũng không phải giống như Trần Phi loại này lần đầu tiên tới Anh Quốc, tự nhiên minh bạch những. Này Anh Quốc lão, nhất là Luân Đôn Anh Quốc lão, kỳ thực có không ít là coi thường bọn họ người Hoa. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo hắn các Anh Quốc là phát đạt quốc gia, mà bọn họ Hoa hạ, nhưng chỉ là quốc gia đang phát triển.
chỉ sợ bọn họ Luân Đôn Anh Quốc lão trong mắt người Hoa, tự theo chân bọn họ người Hoa trong mắt người Việt Nam, Campuchia người không có gì khác nhau đi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác mà. Nghĩ như vậy, hắn liền lại một mặt ủ rũ, xách hành lý hướng phòng khách phương hướng Trần Phi đi đến. Làm sao vậy? Quả thực, Trần Phi nghi hoặc hỏi. Ai, đừng nói nữa, các nàng nói vào ở thời gian còn chưa tới, nhượng chúng ta chờ một chút. Thực sự là không thông tình đạt lý. Phùng Lộ buồn bực nói. Vào ở thời gian còn chưa tới. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn người, lúc này mới nhớ tới nước ngoài này tửu điếm đều là 3 giờ chiều mới có thể đúng giờ vào ở, sau đó chỉ là lắc đầu, nói nếu là tửu điếm quy định, vậy không có biện pháp. Dù thế nào cũng sẽ không đến nửa giờ, chúng ta ở nơi này chờ một chút đi. Quả thực, nhân gia dựa theo quy định làm việc, hắn là không tốt phát làm cái gì. Có thể nhưng vào lúc này, một lớn lên thật cao thật to người Mỹ từ bọn họ bên cạnh sát bên người mà qua, thẳng tắp hướng về trước quán rượu đài đi đến. Sau đó chỉ thấy Kỳ dùng một ngụm lưu loát Mỹ thức tiếng Anh, hướng trước quán rượu đài nói rằng xin chào, ta nhất định giá đặc biệt phòng, là tới vào ở. Bởi vì thật cao thật to người Mỹ nói rất lớn thanh, trong đại sảnh lúc này lại không bao nhiêu người, rất an tĩnh, vì vậy Trần Phi, Phùng Lộ hai người cũng nghe được hắn theo như lời nói. Nhất thời, hai người cũng không từ dựng thẳng theo cái lỗ tai lẳng lặng nghe. Xin chào, thỉnh chờ một chút. Nhất thời trước sân khấu tóc vàng nữ lang nụ cười trên mặt tự hiện lên đi ra. Nhất là khi nàng ở nhìn thấy đối phương hộ chiếu, là Mỹ quốc hộ chiếu sau, càng nhiệt tình rất nhiều. Sau đó chỉ thấy Kỳ hơi chút kiểm tra một chút người Mỹ hộ chiếu visa tin tức, cùng với đính phòng ghi lại, liền cư nhiên trực tiếp xuất ra chìa khóa cho người Mỹ. Thấy thế Phùng Lộ trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau đó cắn môi không nói chuyện. Đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại không hắn tốt như vậy tính tình, trực tiếp đứng dậy đi ra phía trước, hỏi tiểu thư, ta nghĩ ta hiện tại cần ngươi cho một lời giải thích. Vì sao vị tiên sinh này có thể sớm vào ở, mà ta và bằng hữu ta lại phải ở cái này trong đại sảnh chờ nửa tiếng đồng hồ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu là dưới tình huống bình thường, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cho dù có một ít tính tình, tiểu tính cách, cũng không đến mức để không có khả năng tại đây tửu điếm cấp 5 sao sớm vào ở mà tức giận phát tác, nhiều lắm cũng sẽ phiền muộn một chút mà thôi. Bởi vì quy củ chính là quy củ, chỉ nói quy củ mà không van xin hộ mặt cũng không gì đáng trách. Nhưng bây giờ loại tình huống này ni, coi là cái gì? Đồng dạng là vào ở, đồng dạng là giá đặc biệt phòng, khác nhau cận ở chỗ một là bọn họ người Hoa, Hoa hạ hộ chiếu, một cái khác cũng người Mỹ, Mỹ quốc hộ chiếu. Trước quán rượu đài tựu thậm chí ngay cả, vào ở thời gian là nửa cái thời điểm sau, 3 giờ chiều về sau, lời như vậy nói đều không nói, trực tiếp đem căn phòng kia chìa khóa giao cho người Mỹ, đây coi là cái gì? Coi thường người. Hắn ma, tuy rằng trên thực tế bọn họ người Hoa xuất ngoại, nhất là ở Anh Quốc, Pháp, Nhật Bản loại này phát đạt quốc gia, là sẽ rất thông thường đã bị loại này khinh thị cùng coi thường, thậm chí ở rất nhiều quốc trong mắt người, đây là, rất bình thường, chuyện tình. Có thể ở Trần Phi trong mắt, cái này lại không bình thường. Hắn năm nay mới 27 tuổi, chính là huyết khí phương cương, thậm chí có một ít trong xương cốt kiệt ngạo bất tuân niên kỳ kỳ, chưa chịu được loại này không công bình, khác nhau đãi ngộ. Là người Mỹ quốc cha rất nghiêu ép, cũng là người hắn mà Anh quốc lão rất oai. Thảo. A. À, có thể đang nghe Trần Phi khẩu ngữ cực kỳ thành thạo lãnh đạm chất vấn thanh, trước sân khấu tóc vàng nữ lang tuy rằng hơi chút kinh ngạc dưới. Có thể ngay sau đó, nhưng vẫn là trang điểm đẹp xóa sạch gương mặt của trầm xuống, ánh mắt kia, thật giống như đang nhìn quy củ nông dân, nụ cười trên mặt cực kỳ cứng ngắc nói xin lỗi, tiên sinh, xin ngươi không nên quấy rầy ta công tác được không? Hiển nhiên, ở nàng nhìn lại hắn thế nhưng phát đạt quốc gia Anh quốc Luân Đôn hợp pháp công dân, mà Trần Phi cùng Phùng Lộ nhưng chỉ là chính là Đông Phương Hoa Hạ, nông dân, nhưng bây giờ hắn lại bị chất vấn, bị chính là, nông dân, chất vấn. Điều này làm cho trong lòng nàng rất không thoải mái, thậm chí cảm giác mình Luân Đôn thân phận của người đều nhận được vũ nhục. Nếu không phải là bởi vì hắn hiện tại đang ở đi làm, tửu điếm cấp 5 sao quy định rất nghiêm ngặt, tuyệt không thể gian dậy khách nhân. Sợ rằng hắn hiện tại cũng sớm đã trở mặt đi. Hành, nông dân chính là nông dân, thật không có tố chất. Cũng không tự mình hiểu lấy. Chính là quốc gia đang phát triển người lại còn dám vọng tưởng cùng phát đạt quốc gia. Nhất là Mỹ quốc cái loại này cự vô phách cực mạnh phát đạt quốc gia công dân hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ,
ngang nhau đặc quyền, quả thực đều không biết mình là cái gì trình tự, cấp bậc gì. Thực sự là không biết lượng sức. Mà người Mỹ hiển nhiên cũng có loại cảm giác này, khóe miệng Vi hơi mang theo cơ tiếu quét Trần Phi liếc mắt, sau đó liền ngẩng đầu mang theo chìa khóa chuẩn bị đi bên trong tửu điếm vào ở. Hiển nhiên hắn thấy, trước sân khấu tóc vàng nữ lang tuyệt đối làm đúng. Chính là da vàng hầu tử còn vọng muốn cùng hắn các đại Mỹ công dân hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Vị Miễn cũng quá ngây thơ rồi đi. Không biết mình quốc gia là đẳng cấp gì, bản thân, da vàng hầu tử vậy là cái gì đẳng cấp cùng trình tự. À, nông dân, chính là như vậy. Vị tiểu thư này, xem ra ngươi là không chuẩn bị cho ta một lời giải thích lạc. Có thể nhưng vào lúc này, hắn lại từ phía sau nghe được da vàng hầu tử bình thản. Rồi lại không hiểu làm người sợ hãi chính là lời nói. Không biết vì sao, hắn đột nhiên không nhúc nhích đường. Giải thích, xin lỗi khách nhân, ta không rõ người những lời này đến tột cùng là có ý gì, bất quá người biết cái này đến tột cùng là địa phương nào sao. Còn ở nơi này nháo sự, ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, xin lỗi tiên sinh, các ngươi vào ở thời gian còn chưa tới, thỉnh kiên trì chờ. Trước sân khấu tóc vàng nữ lang hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phi loại này da vàng. Nông dân, lại dám răn dậy hắn, nhất thời nhìn không được trong lòng giận lên, mặt lạnh mở miệng. Nháo sự, nghe thế, tha là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu chân thực không muốn tức giận, lúc này cũng thật có một ít không nhịn được. Xem ra cái này anh quốc lão là từ trong lòng nhìn không thấy bọn họ người Hoa. Nghĩ giải thích đều không cần. Nếu không ni, nơi này là công viên tháp kỵ sĩ tửu điếm, có thể vãng lai nhập ở nơi này đều là đến từ thế giới các nơi thượng tầng nhân vật nổi tiếng. Tiên sinh ta khuyên ngươi nếu là không muốn bị bọn họ coi thường, hoặc là càng giảm bớt người Hoa các ngươi vốn là ở quốc tế trên cực kỳ hỏng bét phong bình nói, tự còn là thỉnh kiên trì chờ một chút đi. Ta nói, các ngươi vào ở thời gian còn chưa tới. Trước sân khấu tóc vàng nữ lang rõ ràng giọng nói xinh cứng rắn, khẩu khí tràn đầy không nhịn được mùi. Hiển nhiên, hắn chân thực không nghĩ ra, chính là hai cái quốc gia đang phát triển nông dân. Đến tột cùng dựa vào cái gì có lá gan tại bọn hắn công viên tháp kỵ sĩ tửu điếm nháo sự, thật là không có tố chất. Hiện ở bên trong đại sảnh có quản lý sao? Hoặc là có hay không có thể nói xong trên nói, đây là 100 bảng Anh, trong các ngươi nếu là có ai có thể đủ giúp ta đem bọn ngươi tửu điếm quản lý gọi tới, nó sẽ là của ngươi, có người nguyện ý không? Nhưng ngay khi tiếp, Trần Phi lại chẳng biết lúc nào đã mặt không biểu tình từ bóp nội xuất ra 100 bảng Anh hướng cách đó không xa bảo an dơ. Sau đó lại đem kỳ đặt ở ra vị kia tóc vàng nữ lang trước sân khấu ngoại tránh mấy vị trước sân khấu trước mặt, cất cao giọng nói, cử động này nhất thời làm hướng dẫn mua sắc mặt mạnh thay đổi. Làm gì, người có đúng hay không đang còn muốn cái này nháo sự, Nga, trời ạ, nguyên lai đây chính là người Hoa các ngươi tố chất, thực sự là quá tệ. Mấy người các ngươi còn lo lắng làm gì, cho ta đem bọn họ đánh ra đi, ngươi cho là ngươi coi là cái gì, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Thật cho là chúng ta công viên tháp kỵ sĩ tửu điếm quản lý là ngươi muốn gặp thì gặp. Nhất thời tóc vàng kia nữ lang trước sân khấu thoáng cái trở nên diện mục khả tăng lên, đại hống đại khiếu nói. Thế mà hắn nhãn thần nhưng cũng có chút hoảng loạn lên. Này, Trần Phi ngươi làm gì chứ? Không phải nửa giờ nha, Vân. Vân chờ đã, thì chờ một chút đi, đây chính là Anh quốc Luân Đôn, ngươi như vậy xung động làm gì? Mà ở thấy tình cảnh này cách đó không xa Phùng Lộ ngay tức khắc thần sắc hoảng loạn chạy tới khuyên. Không có biện pháp, nước ngoài không có thể như vậy bọn họ quốc nội, chuyện gì đều cùi trỏ ra bên ngoài lừa gạt, người một nhà không giúp, chuyên giúp người nước ngoài. Vì vậy vậy bọn họ người trong nước hiện tại xuất ngoại đều là khiêm tốn không có khả năng khiêm tốn nữa, đinh chút hít ủy khuất nhịn một chút cũng liền đi qua, hà tất như thế nháo ni. Vạn nhất kết quả là chịu thiệt chính là bọn hắn bản thân. Như vậy nên làm cái gì bây giờ? Ta không phải là xung động, chỉ là ta muốn nhìn một chút trong quán rượu này, có phải là thật hay không như thế không chào đón chúng ta người Hoa vào ở. Nhưng Trần Phi lại lắc đầu. Người có thể điệu thấp, nhưng lại không thể không còn cách nào khác, đầu khớp xương loan, nếu không cùng phế vật, kẻ bất lực có cái gì khác nhau. Chặt tiếp theo liền thấy kỳ ánh mắt lại rơi xuống cách đó không xa sắc mặt do dự dự bảo an. Cùng với trước sân khấu nội đồng dạng sắc mặt cũng do dự chỗ tóc vàng nữ lang ngoại cái khác trước sân khấu trên mặt lúc, lại từ bóp nội lấy ra 900 bảng Anh thản nhiên nói có ai nguyện ý đem quán rượu này quản lý tìm đến, 1000 này bảng Anh chính là của hắn. Xôn xao. Nhất thời hiện trường không ít người hơi ổ lên,
tùy theo tất cả nhãn thần khác thường nhìn phía Trần Phi. Tuy nói có thể bỏ được tiền vào ở tửu điếm cấp 5 sao, vậy đều vẫn là hơi có chút của cải, hoặc thẳng thắn là kẻ có tiền, 1.000 bảng Anh đối với bọn họ mà nói cũng không coi là nhiều lắm. Có thể giống như Trần Phi hiện tại loại hành vi này, vẻn vẹn chỉ là giúp hắn tìm cá nhân, tự trả thù lao cao tới 1.000 bảng Anh nhiều như vậy, cũng vẫn còn có chút dọa người. Hãy cùng quốc nội 1 vạn khối mua cây kem là một cái đạo lý. Cũng bởi vì như thế, bản trước khi tới không ít người liếc trộm Trần Phi ánh mắt đều là châm chọc, nhưng bây giờ cũng thay đổi hoàn toàn, trở nên có chút đồng tình tóc vàng kia nữ lang trước sân khấu lên. Hiển nhiên bọn họ hiện tại coi như là lại ngu xuẩn, cũng khẳng định minh bạch Trần Phi cũng không phải cái loại này phổ thông người Hoa, bằng không tuyệt không khả năng bỏ được cầm 1.000 bảng Anh như vậy lung tung tiêu xài. Dù thế nào tối thiểu so với một mình người tiểu tiểu trước sân khấu mạnh hơn nhiều. Bất kể là tại đây tửu điếm cấp 5 sao đi làm mà thôi, hơn nữa còn là tầng dưới chót nhất trước sân khấu, tự thật cho là mình là kẻ có tiền, thượng đẳng người, có thể tùy tiện coi thường người. Mà những an ninh kia, trước sân khấu, cũng rất hiển nhiên bị Trần Phi chiêu thức ấy trấn trụ, minh bạch nếu thật như vậy tiếp tục nháo xuống phía dưới, khẳng định ảnh hưởng thật không tốt. Hơn nữa coi như là bọn họ tửu điếm lãnh đạo tới, cũng nhất định là tóc vàng kia nữ lang trước sân khấu đuối lý A. Nghĩ đến đây trong bọn họ có vài người liền muốn đi khuyên. Ngược lại không phải là nói bọn họ không muốn 1.000 bảng Anh, chỉ là, một là bởi vì đồng sự một hồi, không muốn về sau quan hệ quá cương, thứ hai là bởi vì tóc vàng kia nữ lang trước sân khấu ở quán rượu này nội là có hậu trường, bọn họ là ở không thể trêu vào. Vị này tiên sinh tôn kính, ngươi nhanh trước đem tiền thu đi. Ta bên này ngay tức khắc đã giúp ngươi công việc thủ tục nhập trụ, ngươi thấy thế nào? Theo sát mà chỉ thấy tóc vàng kia nữ lang trước sân khấu bên cạnh một vị khác trước sân khấu, một vị có tiểu mạch màu da tóc dài nữ lang một bên cho tóc vàng nữ lang nháy mắt, một bên hướng về Trần Phi bài trừ dáng tươi cười nói rằng. Nghe vậy thấy thế, tóc vàng kia nữ lang trước sân khấu mặc dù phản xạ có điều kiện mặt cười dâng lên khởi lau một cái tức giận, nhưng lúc này đây hắn nhưng vẫn là thành thật ngậm miệng. Bởi vì nàng cũng không ngốc, minh bạch có thể tùy tùy tiện tiện cầm 1.000 bảng Anh đến lung tung tiêu xài người. Nhất là người thường. Chủ yếu nhất là cái này người Hoa chân thực quá cường thế, mà hắn lại quả thực chân thực đối lý, nếu sự tình làm lớn chuyện, hắn bị khai trừ, đã đánh mất phần công tác này lại nên làm cái gì bây giờ? Tuy nói hắn đúng là quán rượu này nội có hậu trường, chỉ khi nào bị mặt trên biết hắn khác nhau đối đãi khách nhân, đây tuyệt đối là chuyện rất nghiêm trọng. Càng là xa hoa tửu điếm, thì càng đúng điểm này thấy rất nặng cùng kiêng kỵ. Đồng dạng, nếu là xúc phạm loại vấn đề này, lại bị chọc lớn nói, vậy khẳng định, không hề nghi ngờ nghiêm phạt độ mạnh yếu sẽ tương đối lớn Này, người còn lo lắng làm gì? Còn không đem tiền thu hồi. Mà ở thấy tình cảnh này, Phùng Lộ vốn là còn một ít nhạc, thúc giục Trần Phi nhanh đưa tiền thu, dễ làm nằm viện thủ tục. Nhưng Trần Phi hành động kế tiếp lại làm cho hắn không hết nói trực tiếp thẻ chủ, dần dần há to mồm, lăng lên. Chỉ thấy Trần Phi trước hướng hắn mặt không thay đổi lắc đầu, sau đó lại từ bóp nội tiện tay lấy ra một chương đen xì sợi tổng hợp, đặt ở trước sân khấu trên, thản nhiên nói có ai nguyện ý đem quán rượu này quản lý tìm đến, ta quét 1 vạn bảng Anh cho hắn. Hắn lúc này lấy ra nữa tấm thẻ này, chính là ban đầu ở Ma Cao Ngân Hà Cửu Thiên cũng từng lấy ra nữa quá một lần Bách Phu trưởng Hắc Kim thẻ. Hắn lần này tới Anh Quốc cũng không có đổi 1 vạn bảng Anh nhiều như vậy. Mà nước hắn nội chi phiếu lại thích giống như không có cách nào khác tại đây dùng, vì vậy, cũng chỉ có thể cầm tấm thẻ này đi ra. Bởi vì, này tấm thẻ có thể tùy tiện quét. 1 vạn bảng Anh. Mà khi Trần Phi lời như vậy vừa ra, ở đây không ít người cũng không nhìn được bị kinh điệu đầu lưỡi, thậm chí ngay cả một số ít kẻ có tiền ánh mắt lần thứ hai rơi xuống trên người hắn lúc, cũng không khỏi nhiều hơn lau một cái nghiền ngẫm, cùng đồng tình tóc vàng kia nữ lang trước sân khấu lên. Xem ra cái này người Hoa là căn bản không có ý định quên đi chuyện này, 1 vạn bảng Anh, thật đúng là bỏ được, thủ bút không nhỏ a. Dĩ nhiên, không chỉ là bọn họ, coi như là tóc vàng kia nữ lang trước sân khấu ở gặp đến lúc này như vậy một màn, Trần Phi loại này nông dân cư nhiên cầm ra được, bỏ được dùng 1 vạn bảng Anh tới đây dạng lung tung tiêu xài, cũng có chút luống cuống, nhìn Trần Phi mặt không thay đổi thần sắc không có tới trong lòng mặt chột dạ, nhưng hắn còn là cường chống đỡ theo. Hướng Trần Phi quát lạnh hanh, 1 vạn bảng Anh, ngươi thật khi chúng ta người Anh là ngu ngốc sao? Chỉ ngươi tờ này ta chưa từng thấy qua thẻ, còn 1 vạn bảng Anh,
thật là không có tư chất người Hoa, chỉ biết dối trá gạt người. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tự xem loại này tên ở tửu điếm chúng ta nháo sự sao? Còn không đem bọn họ đuổi ra ngoài. Nhanh, đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Hắn muốn cho bảo an đuổi người. Tiên sinh, người vẫn là đem ngươi số tiền này cất xong đi, ta bên này ngay tức khắc giúp ngươi công việc thủ tục nhập trụ. Sát Lâm Na ngươi cũng nhanh câm miệng, đừng nói nữa. Chính mình tiểu mạch màu da tóc dài nữ lang trước sân khấu cũng hiển nhiên chưa thấy qua Trần Phi lấy ra nữa loại này hắc thẻ, tưởng giả, liền một bên hướng Trần Phi mở miệng, một bên lại hướng tóc vàng nữ lang trước sân khấu Sát Lâm Na nhỏ giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Có thể nhưng vào lúc này, một thân cao đầu có một thước chín tả hữu tây trang nam tử từ cách đó không xa đi tới, nhất thời làm tóc vàng nữ lang trước sân khấu Sát Lâm Na còn có tiểu mạch màu da tóc dài nữ lang ngẩn người. Đầu tiên là phản xạ có điều kiện sắc mặt một trận hốt hoảng, nhưng theo sát mà đã thấy Sát Lâm Na khuôn mặt trong nháy mắt lại trở nên kinh hỉ cùng quyến rũ, từ trước đài đi ra, nghênh đón. Nga, thân ái, ngày hôm nay tại sao là ngươi ở trực ban? Ngươi ngày hôm nay không phải là nghỉ ngơi sao? Tóc vàng kia nữ lang Sát Lâm Na một đôi tay trực tiếp lâu hướng về phía đối phương, đầy đặn rất tròn chèn ép đối phương khuỷu tay, vui vẻ nói. Tu Đức tạm thời có việc mà, theo ta đổi một chút giờ làm việc. Sát Lâm Na, chuyện gì xảy ra? Vì sao biết bảy mồm tám mỏ? Thân cao chừng một thước chín tây trang nam tử hình như cùng tóc vàng nữ lang Sát Lâm Na quan hệ, rất mật thiết, một bên rất tự nhiên ôm hắn hôn một chút, một bên cau mày nói rằng. Nghe vậy tóc vàng kia nữ lang Sát Lâm Na nhất thời lộ ra vẻ mặt ủy khuất vẻ, ác nhân cáo trạng trước Nga, thân ái, người không biết, lưỡng người Hoa đang ở cái này nháo sự ni. Nháo sự. Quản lý kia không để lại vết tích khẽ nhíu mày, chợt hơi bỏ qua một bên tóc vàng nữ lang Sát Lâm Na, hướng Trần Phi đi đến, nói vị tiên sinh này, xin lỗi, có thể các ngươi cùng Sát Lâm Na có cái gì hiểu lầm, ta hiện tại đại thế hắn hướng các ngươi xin lỗi. Ngươi là đến vào ở tửu điếm chúng ta sao? Ta hiện tại để nhân viên công tác cho các ngươi công việc thủ tục nhập trụ. Hiểu lầm, ta có thể cũng không cảm thấy đây là cái gì hiểu lầm. Có thể nghe nói Trần Phi lại lắc đầu. Nói xin hỏi ở các ngươi tửu điếm trong mắt, là có phải hay không chúng ta người Hoa vào ở các ngươi tửu điếm, cùng người Mỹ vào ở các ngươi tửu điếm, là có khác nhau đãi ngộ? Đương nhiên không có, ở chúng ta công viên tháp kỵ sĩ tửu điếm, bất luận cái gì một vị khách nhân đều là giống nhau tôn quý, cái này cũng vẫn luôn là tửu điếm chúng ta chuẩn tắc. Tây Trang Nam nhất thời nghiêm túc nói. Có thể hắn hình như cũng không cho là như vậy. Trần Phi chỉ Tây Trang Nam sau lưng tóc vàng nữ lang Sát Lâm Na, lại ánh mắt rơi vào Tây Trang Nam trên người, đem trước phát sinh tất cả thuật lại một lần, sau đó thản nhiên nói ngươi đã là quán rượu này quản lý, ta đây muốn, ta hiện tại cần ngươi cho ta một lời giải thích. Nếu như các ngươi tửu điếm không chào đón chúng ta người Hoa, ta và bằng hữu ta có thể ngay tức khắc xoay người rời đi. Giải thích, ngươi cho là ngươi coi là cái gì, còn muốn nhượng ta thân ái cho ngươi loại này Hoa hạ gia vàng hầu tử giải thích. Không muốn ở tửu điếm chúng ta hãy mau lăn, nói cho người biết, chúng ta công viên tháp kỵ sĩ tửu điếm có thể là cả Luân Đôn cao cấp nhất tửu điếm cấp 5 sao một trong, không kém người loại này khách nhân. Mà tóc vàng kia nữ lang Sát Lâm Na đang nghe Trần Phi nói trực tiếp tạc mau, diện mục khả tăng trào phúng lên. Hiển nhiên, ở nàng nhìn lại lúc này hắn thân ái đều tới, nàng kia thì sợ gì. Cái này người Hoa quả thực chính là không biết lượng sức. Câm miệng, Sát Lâm Na ngươi nói bậy chút gì ni. Còn không mau nhanh cho khách người nói xin lỗi. Quả nhiên, nghe vậy Tây Trang Nam tuy rằng quát hắn liếc mắt, lại hoàn toàn là không đến nơi đến chốn cái loại này. Sau đó chỉ thấy kỳ lại ánh mắt nhìn phía Trần Phi, thật giống như vừa rồi cái gì đều không phát sinh, hắn cũng cái gì đều không nghe được vậy, nói rằng tiên sinh, ngươi còn cần ở tửu điếm chúng ta vào ở sao? Nếu cần, hiện tại có thể công việc thủ tục nhập trụ. Hiển nhiên, cái này hắn thấy chính là nhất kiện. Rất nhỏ chuyện tình. Không phải là muốn sớm vào ở tửu điếm sao? Bây giờ làm ngươi công việc không phải tốt sao? Trách không được chính là một cái trước sân khấu, đều ở đây dám đối với chúng ta những khách nhân này lớn lối như thế, nguyên lai, là có chỗ dựa a. Trần Phi lời vừa nói ra, ngay tức khắc khiến Tây Trang Nam sắc mặt nhất thời đổi, trong lời nói trở nên hơi chút có như vậy giờ không quá khách khí, hướng Trần Phi lạnh lùng nói vị khách nhân này, còn xin ngươi nói chú ý một chút. Chúng ta đây là tửu điếm, không có gì dựa vào không chỗ dựa vững chắc. Ngươi còn cần vào ở tửu điếm chúng ta sao? Nga, phải.
Nghe vậy Trần Phi khóe miệng ngoéo. Một cái, Lau một cái nhàn nhạt cười nhạt hiện lên đi ra. Này, coi như hết. Ở phía sau hắn Phùng Lộ kéo lại hắn, dùng tiếng Trung nhỏ giọng nói. Sợ hắn xung động, hành động theo cảm tình. Hiện tại coi như là tên đầu heo đều có thể đủ nhìn ra, quản lý kia hoàn toàn là đứng ở đó tóc vàng nữ lang một bên, như vậy, coi như gây nữa xuống phía dưới, thì có ý nghĩa gì chứ? Có thể ở cái này Luân Đôn đỉnh cấp tửu điếm cấp 5 sao đều hỗn thượng quản lý vị trí người, lại là người thường. Huống hồ bởi vì làm việc nhỏ mà như thế nháo, chân thực không cần thiết a. Nếu ngươi nơi này là tửu điếm, vậy được rồi, các ngươi tửu điếm bây giờ còn lại bao nhiêu gian phòng, sở hữu toàn bộ, một gian không dư thừa, đều mở cho ta. Đã có thể sau đó một khắc, từ chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong miệng nhàn nhạt nói ra, lại khiến không chỉ là Tây Trang Nam, tóc vàng nữ lang sát Lâm Na sắc mặt tại chỗ thay đổi, ngay cả cách đó không xa vãng lai xem náo nhiệt kẻ có tiền, thượng lưu nhân sĩ, nghe nói như thế đều ngây ngẩn cả người, không tự chủ được lần thứ hai hướng về Trần Phi bên kia nhìn lại. Muốn đem công viên này tháp kỵ sĩ tửu điếm còn dư lại gian phòng, sở hữu toàn bộ, một gian không dư thừa toàn bao. Cái này người Hoa lai lịch gì a, cái này vui đùa cũng không tốt cười. Khách nhân, mời không muốn nói đùa. Có thể Tây Trang Nam lúc này sắc mặt nhưng có chút dị dạng lên, ánh mắt lóe ra. Trần Phi khẩu khí này chân thực quá, thậm chí, lớn đến hắn có chút sợ. Có thể ở công viên này tháp kỵ sĩ tửu điếm trộn đến quản lý vị trí, hắn đương nhiên không ngốc, nếu thật là người thường, ai dám tại bọn hắn công viên tháp kỵ sĩ tửu điếm nói lời như vậy. Không có khả năng. Nga, thân ái, ngươi xem gặp, cái này người Hoa chính là một tên lường gạt. Mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh đưa hai cái này quấy rối tên bắn cho ra tửu điếm chúng ta. Lại dám nói muốn đem chúng ta công viên tháp kỵ sĩ tửu điếm còn dư lại gian phòng toàn bộ bao, hắn cho rằng. Tóc vàng kia nữ lang còn cho là mình bắt được, cơ hội, vẻ mặt đắc ý, muốn sai xử theo bảo an đem Trần Phi hai người đánh ra đi. Nói đùa, ngươi nghĩ ta là đang nói đùa sao? Có thể ngay sau đó, Trần Phi lại không nhìn thẳng hắn. Đem đặt ở trước trên đài bách phu trưởng hắc kim thẻ cầm lên, phóng tới Tây Trang Nam trước mặt lạnh lùng nói có biết hay không tấm thẻ này. Không biết tự cho người người của phía trên gọi điện thoại, nói cho hắn biết cái này có trương Mỹ quốc vận thông bách phu trưởng hắc kim thẻ, nhượng hắn qua đây nhìn, giám định một chút. Ngoài ra ta nói lại lần nữa xem, các ngươi tửu điếm bây giờ còn lại bao nhiêu gian phòng, sở hữu toàn bộ, một gian không dư thừa, đều mở cho ta. Mỹ quốc vận thông bách phu trưởng hắc kim thẻ. Tây Trang Nam mạnh sắc mặt đổi, ánh mắt rơi xuống Trần Phi trong tay trương hắc phía trên thẻ, nhịn không được mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt tuôn ra, thậm chí trong con ngươi còn dần dần để lộ ra lau một cái vẻ kinh hãi. Rất hiển nhiên, thân là công viên tháp kỵ sĩ tửu điếm như vậy đỉnh cấp Luân Đôn tửu điếm cấp 5 sao quản lý, hắn tuy rằng đời này đều chưa thấy qua được khen là thế giới hắc thẻ vua truyền thuyết thẻ. Nhưng này loại thẻ đại danh hắn vẫn khẳng định nghe nói qua a. Hắn trăm triệu không nghĩ tới từ Trần Phi trong miệng cư nhiên sẽ nói ra cái loại này nói, Mỹ quốc vận thông bách phu trưởng hắc kim thẻ. Nếu đây là thực sự, thân phận của đối phương. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên nhìn không được cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được bản thân tựa hồ bị quấn vào một cái thiên đại phiền phức, nếu đối phương thật có tư cách chính mình cái loại này truyền kỳ thẻ. Thật là chính mình kinh khủng bực nào bối cảnh, cùng thân phận. Coi như là bọn họ công viên tháp kỵ sĩ tửu điếm đại lão bản, chỉ sợ cũng so ra kém đi. Ngươi có đúng hay không nghe không hiểu ta đang nói cái gì? Ta hỏi ngươi có biết hay không tấm thẻ này? Không biết tự cho ngươi người của phía trên gọi điện thoại, có thể đừng nói cho ta các ngươi lớn như vậy cái tửu điếm cấp 5 sao, liên một cái có thể nhận thức tấm thẻ này người, đều tìm không ra đến. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tựa hồ có chút không nhịn được, thản nhiên nói. Không phải là, vị khách nhân này, ta, ngươi. Tây Trang Nam nghe vậy đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, thậm chí ngay cả tứ chi đều cảm giác hơi có chút không khí lực. Hắn khó có thể tưởng tượng nếu tấm thẻ kia thật là thật, vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Trong truyền thuyết, thế giới hắc thẻ vua, người cầm được, muốn đối phó hắn loại tiểu nhân vật này. Không theo tay niết chết con kiến vậy dễ dàng tùy ý. Hai người hoàn toàn không ở một tầng thứ trên. Nghĩ đến đây, chỉ thấy kỳ cả người mạnh run rẩy, theo tay lè lưỡi liếm liếm khô khốc khóe miệng, lại một chút loan thấp hông của mình, hướng Trần Phi cẩn cẩn rực rực,
Bồi cười rộ lên, khách, khách nhân, xin chờ một chút, ta hiện tại ngay tức khắc là vì ngươi thẩm tra còn dư lại bao nhiêu trống không căn phòng. Thân ái ngươi làm sao vậy, làm gì a? Nghe vậy thấy thế tóc vàng kia nữ lang sắt Lâm Na trực tiếp người choáng váng, thanh âm run rẩy mở miệng nói. Vì sao bạn trai nàng lại đột nhiên làm như vậy a? Muốn bao xuống bọn họ công viên tháp kỵ sĩ tửu điếm còn thừa lại sở hữu gian phòng, đây không phải là mở chơi, cười đùa chuyện này là cái gì? Khó khăn, lẽ nào hắn tấm thẻ kia thật có thể đủ đùa giỡn nhiều tiền như vậy? Có thể điều này sao có thể a? Coi như tấm thẻ kia có thể quét nhiều tiền như vậy, nhưng làm sao có thể có người bỏ được cầm nhiều tiền như vậy tùy tiện như vậy lung tung tiêu xài a? Trừ phi người Hoa thực sự rất có tiền đến hoàn toàn không để bụng, điểm ấy mà. Cần phải là thật như thế, vậy người Hoa cần chính mình kinh khủng bực nào bối cảnh, cùng thân phận. Nghĩ đến đây tóc vàng kia nữ lang sắt Lâm Na liền càng thêm tâm hoảng lên, cả người run, thân thể mềm mại run lên. Thân ái, ta, sau đó chỉ thấy hắn kết ba muốn nói cái gì. Câm miệng cho ta, từ giờ trở đi, người đã bị khai trừ rồi, lập tức cút cho ta chứng. Thế mà, trong miệng nàng, thân ái, cũng chính là Tây Trang Nam quản lý lại phản ứng xa so với bất luận kẻ nào trong tưởng tượng đều kịch liệt. Chỉ thấy Kỳ hung hăng cắn răng, cư nhiên trực tiếp đem hắn nữ bằng hữu, cũng chính là tóc vàng kia nữ lang sát Lâm Na bị khai trừ, cũng người sau bị lại càng hoảng sợ, sợ choáng váng. Nga, không đúng, xin lỗi, thân ái là ta sai lầm rồi, vị này khách nhân tôn kính, van cầu ngươi, là ta không nên giống như trước làm như vậy. Van cầu ngươi, không nên khai trừ ta, nghìn vạn không nên khai trừ ta. Tóc vàng kia nữ lang sắt Lâm Na hầu như muốn khóc lên, một bên hướng Tây Trang Nam thất kinh, một bên lôi kéo bản thân nam bằng hữu Tây Trang Nam cầu xin tha thứ, cầu hắn có thể hay không muốn đem bản thân từ tửu điếm khai trừ. Phải biết rằng hiện nay toàn bộ Âu Châu bao quát Anh quốc London đều kinh tế không quá khởi sắc, thất nghiệp suất cũng là cư cao không dưới. Tuy nói quán rượu này trước sân khấu nói ra cũng không phải quá thể diện công tác, có thể phần công tác này thu nhập thực sự rất tốt, nếu là đã đánh mất, muốn một lần nữa tìm cái loại này thu nhập công tác tự quá khó khăn trọng trọng. Nghĩ đến đây, một phần như vậy thu nhập phong phú công tác lại sắp bị bản thân thân thủ chôn vùi, tóc vàng kia nữ lang sắt Lâm Na thật muốn hung hăng cho mình một bạt tai. Tại sao muốn hèn như vậy, tại sao muốn mắt chó coi thường người? Mà trước hết còn có chút châm biếm Trần Phi không biết lượng sức Mỹ quốc lão, hiện từ lâu trải qua xám xịt chạy. Không có biện pháp, cái này chân thực quá mất mặt, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới người Hoa cư nhiên có tiền như vậy, hắn cùng với đối phương quả thực hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Xin lỗi, ta dù thế nào là nghĩ ngươi cũng không thích hợp làm trước quán rượu đài phần công tác này. Ngươi cảm thấy thế nào, vị này quản lý? Có thể nếu chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đều đã sinh khí, tự nhiên không có khả năng đều đến loại thời điểm này, cũng bởi vì ngươi một câu nói xin lỗi, coi như. Nếu nhìn không thấy chúng ta người Hoa, ta đây dựa vào cái gì muốn để mắt ngươi? Đương nhiên, khách nhân ngươi nói không sai. Nghe vậy Tây Trang Nam quản lý ngay tức khắc một bên lau mồ hôi trán tích, một bên kiên định gật đầu nói. Tây Trang Nam hiển nhiên là một người thông minh, minh bạch Trần Phi người như thế một khi tức giận, là tuyệt không khả năng dễ nói chuyện. Hơn nữa hắn còn hiểu hơn, trong truyền thuyết thế giới hắc thẻ vua, người chủ, cái loại này đại nhân vật có bối cảnh, năng lượng sẽ có bao nhiêu khủng bố, mới có thể phù hợp thân phận của hắn. Dù thế nào cũng không phải hắn loại tiểu nhân vật này có thể đắc tội. Thậm chí ngay cả phía sau hắn công viên tháp kỵ sĩ tửu điếm lợi hại nhất đại lão bản, chỉ sợ cũng đắc tội không nổi cái loại này cao độ đi. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn muốn khai trừ sát Lâm Na, còn có cùng chia tay ý niệm liền càng kiên định hơn, mãnh liệt. Sát Lâm Na, thật đáng tiếc nói cho người biết, người bây giờ đã mất đi tửu điếm chúng ta trước sân khấu phần công tác này, vì vậy ngay tức khắc mời ly khai. Còn có, từ nay về sau giữa chúng ta cũng lại không có quan hệ gì, chúng ta chia tay. Sau đó chỉ thấy Kỳ nói rằng, Nga, không muốn, thân muốn, ta biết sai lầm rồi, van cầu ngươi không nên khai trừ ta, không phải cùng ta chia tay. Tóc vàng kia nữ lang sắt Lâm Na nghe vậy một chút luống cuống, nước mắt lả chả nhìn Tây Trang Nam cầu khẩn nói. Lúc này hắn thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, đâu còn có nửa điểm mới vừa kiêu ngạo. Xin lỗi, sắt Lâm Na, cái này hoàn toàn là ngươi tự tìm.
ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi bất quá chỉ là cái nho nhỏ trước quán rượu đài, chúng ta công viên tháp kỵ sĩ tửu điếm cũng không phải là sản nghiệp của ngươi, vì vậy, ngươi có tư cách gì ở như vậy khách nhân tôn quý trước mặt làm càn. Lời giống vậy ta không muốn nói thêm lần thứ hai, cũng không muốn nhượng mét tu tư bọn họ đuổi ngươi, đi nhanh đi, ngươi đã bị khai trừ rồi. Thế mà Tây Trang Nam thái độ lại dị thường kiên quyết. Nữ bằng hữu không có có thể lại tìm, có thể như vậy thân phận khủng bố cùng khách nhân tôn quý, coi như là hắn, cũng không dám đắc tội. Hiển nhiên hắn tuyệt đối là một người thông minh, minh bạch hiện tại loại tình huống này, cần chọn lựa như vậy. Không. Tóc vàng kia nữ lang sát Lâm Na hạ thơ xong chưa từ bỏ ý định kêu lên, nước mắt tựa như trân châu vậy treo rơi xuống. Sau đó hắn lại đưa mắt quét về phía Trần Phi, muốn đi cầu hắn vị khách nhân này, van cầu ngươi. Xin lỗi, ta nghĩ giữa chúng ta hình như cũng không có gì dễ nói. Đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại hoàn toàn không nhúc nhích chút nào. Hắn rất dễ nói chuyện, nhưng thật muốn khó mà nói lên, nàng là liên khóc đều phải không kịp. Còn có, chủ yếu nhất là đối phương hiện tại loại hành vi này, đã hơi có chút va chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn. Tuy nói chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng không phải truyền thống ý nghĩa trên phẫn xanh, có thể ở trong lòng hắn mặt, nhưng vẫn là có như vậy một chút nhiệt huyết, một chút dân tộc tự tôn. Là cùng bẩm sinh đến, không cho vũ nhục. Ta, tóc vàng kia nữ lang sát Lâm Na bị Trần Phi ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua. Nhất thời cảm thấy một khí tức âm lãnh từ hắn con người đâm thẳng của nàng đầu óc, để cho nàng nhìn không được sợ run cả người, cũng nữa không dũng khí cầu xin, như cha mẹ chết vậy rời đi. Mà ở thấy tình cảnh này, chính mắt thấy trước cái này hoàn toàn chỉnh chỉnh một màn, Phùng Lộ nhìn không được há to mồm, thật lâu không có biện pháp khép lại. Cái này, trước mắt đã phát sinh đây hết thảy, chân thực có chút đỉnh, chấn động thời gian của hắn quan. Mỹ quốc vận thông bách phu trưởng hắc kim thẻ, đó là cái gì? Như vậy thân phận khách nhân tôn quý, từ công viên tháp kỵ sĩ tửu điếm quản lý trong miệng chính mồm nói ra, thậm chí còn bởi vì cái này, quản lý kia cư nhiên cùng bạn gái mình chia tay, không chút do dự. Nhất thời hắn trong đầu quả thực chính là một đoàn tương hồ vậy, bị hoàn toàn rung động, có chút khó có thể tin. Dù sao phải biết rằng, giống như bọn họ Hoa Hạ loại này quốc gia đang phát triển quốc dân xuất ngoại, sẽ đụng phải kỳ thị. Khinh thị, không công chính đãi ngộ, loại tình huống này có thể tuyệt đối là hơn đi, nhưng bây giờ. Lúc nào bọn họ người Hoa cũng có thể như vậy như bức. Nhất còn là tại đây Luân Đôn đỉnh cấp tửu điếm cấp 5 sao bên trong, đem quản lý kia đều cho huấn, sợ đến khúm núm, đại khí cũng không dám nhiều xuyến một chút cái loại này. Truyền đi, khẳng định bọn họ người trong nước đều sẽ không tin tưởng. Bởi vì đây là ở thật bất khả tư nghị, cũng quá cho bọn hắn Hoa Hạ tăng thể diện. Nghĩ đến đây, Phùng Lộ tiếu lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhìn không được đỏ rực. Khái là bởi vì hưng phấn, kích động, ngày hôm nay tốt thậy là uy phong một thanh. Vị tiểu thư này, hiện tại có thể giúp chúng ta công việc thủ tục nhập trụ sao? Còn là cần phải chờ tới, 20 phút sau, sau đó chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu xem đều không nhìn nữa Tây Trang Nam liếc mắt, lại đem ánh mắt dừng lại ở trước sân khấu, chính mình tiểu mạch màu da tóc dài nữ lang trên mặt. Chậm rãi nói. Hắn còn nhìn một chút mình giá hạ đồng hồ đeo tay. Có thể, đương nhiên có thể. Tiên sinh mời chờ, ta hiện tại ngay tức khắc là vì ngài còn có bằng hữu ngài công việc thủ tục nhập trụ. Chính mình tiểu mạch màu da tóc dài nữ lang liên tục gật đầu, nào còn dám làm khó Trần Phi. Không phát hiện nàng kia thì ra là đồng sự tóc vàng nữ lang sắt Lâm Na đều đã quăng đi phần này đến không dễ công tác. Hắn cũng không muốn cùng hắn là kết quả giống nhau. Đến lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong lòng khí cũng đã sớm tiêu mất hơn phân nửa, tự nhiên cũng lười cùng một cái trước quán rượu đài nhiều tính toán, hơn nữa đối phương cũng không cùng hắn có cái gì xung đột. Nghe vậy chỉ thấy Kỳ khẽ gật đầu, thản nhiên nói cảm tạ. Sau đó chỉ thấy chính mình tiểu mạch màu da tóc dài nữ lang lấy tốc độ nhanh nhất đem Trần Phi, Phùng Lộ hai người thủ tục nhập trụ đều làm xong, và lại còn cực kỳ khách nhân, thậm chí câu nệ dặn dò cái khác các hạng công việc. Mà Tây Trang Nam tuy rằng gặp được Trần Phi trong tay giá đặc biệt phòng ngọn gian chìa khóa, cũng có chút sững sờ. Hắn thấy, có thể có được bách phu trưởng hắc kim thẻ đại nhân vật, tối thiểu cũng muốn bọn họ tửu điếm đỉnh cấp tổng thống phòng xếp, mới có thể xứng đôi thân phận của hắn, nhưng bây giờ làm sao sẽ? Bất quá nếu hắn là một người thông minh, tự nhiên sẽ không ngu ngốc hỏi nhiều suy nghĩ nhiều.
sau đó chỉ thấy Kỳ hướng về Trần Phi rời đi, đi hướng thang máy bối cảnh cung kính nói khách nhân xin đi thong thả. Chỉ bất quá chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu còn là mặc kệ hắn. Một lát sau, làm Trần Phi còn có Phùng Lộ hai người bước vào thang máy sau, người sau chân thực không nhẫn nại được kiên nhẫn hiếu kỳ cùng kích động, nắm chặt tay, nhỏ giọng hỏi, này, vì sao bọn họ sẽ như thế sợ ngươi a? Lẽ nào ngươi thực sự là hàng tỷ phú ông? Hiển nhiên lúc này, hắn liền nghĩ tới chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ở trên phi cơ cho nàng thổi qua ngưu bức. Chỉ là, hiện tại hắn nhưng có chút phải tin. Nếu không phải hàng tỷ phú ông, như thế nào có lớn như vậy khẩu khí, nói cái loại này nói. Lời thừa, trước nói với ngươi ngươi còn không tin, hiện tại tin chưa? Không thể giả được, anh quốc lão cư nhiên dám xem thường chúng ta người Hoa, từng phút dùng tiền đập chết hắn, phải thỏa thỏa. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lập tức bày ra một bộ đương nhiên tư thế, ngươi còn không tin. Sau đó lại thấy Kỳ lòng đầy căm phẫn lên, nhếch lên khóe miệng khinh thường nói. Thần sắc thập phần khoa trương, khoa di động. Bản trước khi tới đột nhiên nhìn thấy Trần Phi như vậy ngưu bức, Phùng Lộ còn có chút không quá thích ứng, cảm giác giữa hai người cự ly một chút bị kéo xa rất nhiều, nhưng bây giờ, một nhìn thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu còn là như vậy đùa ép, nói không cái tránh hành mà. Cũng liền một chút nhịn không được, xì, nở nụ cười, trong lòng nguyên vốn cả chút thấp thỏm tâm tình bất an cũng một chút tiêu tán rất nhiều. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, trước hại ta khẩn trương như vậy, dù sao đây chính là Anh quốc Luân Đôn, lại không phải chúng ta quốc nội. Ngươi nếu sớm nói cho ta biết ngươi lợi hại như vậy, ta cũng không đến mức như vậy trong lòng thất thượng bát hạ. Sau đó chỉ thấy Kỳ ném cho Trần Phi một cái oán trách nhãn thần, nhẹ vỗ về bộ ngực phập phồng nói. Nói cho ngươi biết, này, trước không phải là nhìn ngươi thật cơ trí sao, loại sự tình này nhân huynh muốn ta nói như thế nào a? Huống hồ ta nói ngươi sẽ tin. Bất quá, ta đây sao anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, như trong đêm đen đom đóm lóe sáng chính là nhân vật, còn cần chính mồm nói. Ngươi hẳn là chỉ là xem, là có thể nhìn ra ta rất ngưu ép đi. Nghe vậy Trần Phi đầu tiên là thật không biết nói gì, mà lại khóe miệng buộc vòng quanh nâng lên dáng tươi cười, nói. Phi, tự kỷ cuồng, trang bức đáng thẹn. Nghe vậy Phùng Lộ tự nhiên nhìn không được hướng Trần Phi ném tới ánh mắt khi dễ, bất quá nói qua sau, lại nhìn không được hé miệng nở nụ cười. Mà sau đó thang máy đến bọn họ tầng trệt. Ta đi nghỉ trước một chút, chân thực quá mệt mỏi. Ngày mai ngươi nếu có rảnh rỗi chơi với nhau. Phùng Lộ một bên đã qua thang máy ngoại đi, vừa nói. Đi, đến lúc đó điện thoại liên lạc đi. Trần Phi gật đầu, cũng đi ra thang lầu. Cùng lúc đó, Anh quốc giàu có nhất 10 đại tập đoàn một trong tìm Calabria tập đoàn nội, chính diễn ra như vậy một màn. Đến từ thế giới các nơi cao cấp nhất não vực, tâm huyết quản chuyên gia, đều đúng nằm ở trên giường bệnh lưu hoa chính lưu lão quái bệnh một đám mặt ủ mày trao, thúc thủ vô sách. Anh quốc Luân Đôn, cần quốc gia thập đại giàu có nhất tập đoàn tài chính tìm Calabria tập đoàn kỳ dưới cao cấp nhất tư nhân dành riêng bên trong bệnh viện, mấy vị người mặc thẳng tây trang đen. Mỗi người thần sắc lạnh lùng nam tử chính thủ vệ ở ngoài cửa. Mà ở căn phòng kia nội, đều biết vị màu da khác nhau, lại ăn mặc áo bào trắng bác sĩ trang phục người, đang nhìn mê man ở trên giường bệnh nhân, mặt ủ mày trao. Mà ở trong những người kia, bất ngờ có chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trước ở phi trường vô tình gặp được Italia cao cấp nhất tâm huyết quản chuyên gia Jock Antequera. Cùng với Anh quốc các tập đoàn đại lão bản, Del Piero các. Mà trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, cũng còn có cái khác không ít người thoạt nhìn cực kỳ thấy được. Cái này trong lấy hai vị 40-50 tuổi đông phương mặt trung niên nhân vi tối. Tìm Calabria tập đoàn đại lão bản Lưu Hoa chính Lưu lão cả đời này có hai đứa con trai, theo thứ tự là con lớn nhất Lưu Tuấn Nghĩa, nhị nhi tử Lưu Thiên Sơn. Hiển nhiên hai vị kia 40-50 tuổi đông phương mặt trung niên nhân, liền đúng là bọn họ. Mà nhưng vào lúc này... Jock Antequera đang ở vi trên giường bệnh Lưu Hoa chính Lưu lão làm kiểm tra, lại Kỳ chân mày vẫn nhíu chặt theo. Cùng lúc đó cách hắn cách đó không xa bên trong gian phòng một. Khác sừng, cũng còn có vị tóc vàng mắt xanh, sóng mũi cao ngoại quốc lão trong tay chính nắm bắt một phần kết quả kiểm tra báo cáo, đồng dạng cũng là chân mày thật sâu nhíu. Làm hai vị kinh nghiệm phong phú thế giới đỉnh cấp tâm huyết quản chuyên gia và não vực tật bệnh chuyên gia, Jock Antequera cùng với sóng mũi cao ngoại quốc lão. Lần này tựa hồ cũng phạm vào khó khăn. Uy sát. Sau một khắc, Jock Antequera đình chỉ kiểm tra, đưa mắt nhìn sang tóc vàng mắt xanh, sóng mũi cao ngoại quốc lão.
có thể hắn lại vẻn vẹn chỉ gọi ra cái tên, người sau, cũng chính là được xưng là, Uyêu Sát, tóc vàng mắt xanh, sóng mũi cao ngoại quốc lão liền trực tiếp sảng khoái buông kết quả kiểm tra báo cáo, hướng hắn lắc đầu. Nhất thời bên trong căn phòng Lưu lão đại nhi tử Lưu Tuấn Nghĩa, nhị nhi tử Lưu Thiên Sơn, tất cả nhìn không được sắc mặt đổi đổi, trong lòng phát chìm. Uyêu Sát bác sĩ, Giọc bác sĩ, xin hỏi ta bệnh của phụ thân tình đến cùng thế nào? Sau đó chỉ thấy Lưu lão nhị nhi tử Lưu Thiên Sơn chân thực không nhịn được, sắc mặt khẩn trương tiến lên hỏi. Giọc Antekera, trên thế giới này cao cấp nhất tâm tạng, tâm huyết quản tật bệnh chuyên gia một trong, tại thế giới trong phạm vi đều cũng có danh có họ, đủ để có thể bài thượng hào. Ngoại trừ chờ thu được quá Nobel tưởng hai vị kia, sợ rằng ở phương diện này là thuộc hắn, lợi hại nhất. Uyêu Sát bội phân, trên thế giới này cao cấp nhất não vực, não tật bệnh chuyên gia một trong. Tại thế giới trong phạm vi đồng dạng là thanh danh hiển hách, tại bọn hắn cái vòng kia nội địa vị, hãy cùng rót tại trái tim, tâm huyết quản vòng tròn nội là giống nhau. Bởi vì bọn họ phụ thân Lưu Hoa chính Lưu lão đoạt được quái bệnh chân thực quá kỳ quái, bọn họ những này người ngoài nghề cũng chân thực không hiểu, lại càng không từ hạ thủ, vì vậy cũng chỉ có thể hoa đại giới đem hành nghiệp nội đứng đầu nhất hai vị này bác sĩ mời tới. Thấy ác mộng, chắc là não vực vấn đề đi. Còn có sau khi tỉnh lại tâm tạng co quắp, ngắn ngưng đập, vậy hẳn là trái tim vấn đề đi. Lưu tiên sinh, xin lỗi. Chúng ta còn là đi ra bên ngoài nói đi. Có thể nghe nói, Uyêu Sát bội phân lại như vậy mở miệng, khiến Lưu lão đại nhi tử Lưu Tuấn Nghĩa, cùng với nhị nhi tử Lưu Thiên Sơn đều sắc mặt càng thay đổi. Theo sát mà, tự thấy bọn họ tùy theo Uyêu Sát bội phân cùng với Giọc Antekera đi ra phòng bệnh. Lưu lão bệnh tình, không tốt lắm. Uyêu Sát bội phân thở dài, hướng Lưu lão hai vị nhi tử chậm rãi nói rằng cho tới bây giờ, ta cũng không có tìm được Lưu tiên sinh cái này quái bệnh căn nguyên chỗ, thế nhưng, hắn bây giờ não vực cũng đã rõ ràng có chút héo rút, nếu tiếp tục nữa, Lưu tiên sinh sợ rằng sẽ trở thành người sống đời sống thực vật. Người sống đời sống thực vật, nghe vậy nhất thời Lưu lão hai vị nhi tử thất kinh, sắc mặt cũng bởi vậy ngay tức khắc trở nên có chút bối rối cùng khó xem. Bọn họ phụ thân Lưu Hoa chính Lưu lão có thể là bọn hắn tìm Calabria tập đoàn Lưu gia trụ cột, nếu lão nhân gia ông ta thật thành người sống đời sống thực vật, vậy bọn họ tìm Calabria tập đoàn tất sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn, đến lúc đó, bọn họ tìm Calabria tập đoàn Lưu gia nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến đây, Lưu lão đại nhi tử Lưu Tuấn Nghĩa nhịn không được lại hướng Giọc hỏi, Giọc bác sĩ, người bên kia có cái gì? Không manh mối, hoặc là biện pháp giải quyết? Xin lỗi, Lưu tiên sinh, ta bên này cũng là không đầu mối gì. Nghe vậy Giọc Antekera không chút do dự lắc đầu, cười khổ nói tuy rằng Lưu lão tâm tạng thoạt nhìn là có chút vấn đề, nhưng cũng có thể chỉ là bởi vì tuổi tác cao, mà đưa đến cơ tim suy nhược, trái tim đập đều công năng giảm xuống. Đây đối với Lưu lão cái kia tuổi trẻ người mà nói, hẳn là xem như là tình huống bình thường. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Luôn không khả năng cứ định như vậy đi. Này! Hai người các ngươi không phải là rất lợi hại bác sĩ sao? Lẽ nào không có biện pháp nào? Lưu lão nhị nhi tử tâm tình táo bạo lên, hỏi. Nghe thế Uyêu Sát bội phân cùng với Giọc Antekera đều sắc mặt hơi có chút khó coi. Bọn họ là bác sĩ không sai, có thể bọn họ cũng không phải thần, làm sao có thể bệnh gì đều có thể trị. Nhưng bởi vì thân phận của đối phương, bọn họ cũng không tiện bộc phát ra, chỉ có thể nhịn theo. Thiên Sơn, câm miệng. Cũng may Lưu lão đại nhi tử Lưu Tuấn Nghĩa coi như là một người hiểu chuyện, cũng hiện vào thời khắc này tương đối lãnh tĩnh. Chỉ thấy kỳ đầu tiên là khiển trách một tiếng đệ đệ mình, sau lại hướng về Uyêu Sát, Giọc hai người thành khẩn nói Uyêu Sát bác sĩ, Giọc bác sĩ, mặc kệ nói như thế nào, ta bệnh của phụ thân còn thỉnh hai vị nghĩ một chút biện pháp. Chúng ta tìm Calabria tập đoàn cũng không thể mất đi cha ta. Thỉnh hai vị yên tâm, chỉ cần có thể chữa cho tốt cha ta, cái gì thù lao. Đáp tạ đều tốt nói. Nếu đổi lại là bình thường khi bọn hắn nghe được câu này, từ đường đường tìm Calabria tập đoàn nhị công tử trong miệng nói ra những lời này, dù là Uyêu Sát, Giọc bọn họ loại thân phận này, cũng tuyệt đối đủ để làm bọn hắn tâm động, kích động. Có thể bọn hắn bây giờ lại cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Lưu tiên sinh, không phải chúng ta không muốn hỗ trợ, mà là... Thật sự là chúng ta thật không đầu mối gì à. Lưu lão bệnh này quá cổ quái, ta không biết nên như thế nào hạ thủ. Uyêu Sát nói rằng, nghe thế Lưu Tuấn Nghĩa trên mặt thần sắc cứng đờ,
sau lại lần nữa rơi xuống một bên róc trên mặt, thế mà người sau lại cũng chỉ là tiếc nuối lắc đầu. Đáng chết! Phanh! Nghe vậy thấy thế Lưu lão nhị nhi tử trực tiếp một quyền đánh vào trên vách tường, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ thống khổ. Không có biện pháp, không có biện pháp, đây chẳng phải là chỉ có chờ theo chờ chết. Tôn kính Lưu Tuấn Nghĩa, Lưu Thiên Sơn tiên sinh, có thể, ta bên này còn có cái biện pháp có thể thường thử một chút. Ngay tại lúc này, vẫn đứng bên trong gian phòng không nói chuyện Del Piero Cac, lại đột nhiên mở miệng nói. Biện pháp gì, nói mau, nghe vậy Lưu lão nhị nhi tử Lưu Thiên Sơn ngay tức khắc vội la lên. Nghe vậy Del Piero Cac thẳng thân thể, chậm rãi ánh mắt rơi xuống Jock trên người nói chúng ta trước ở phi trường vô tình gặp được đến Jock bác sĩ một người bạn, hơn nữa theo Jock bác sĩ theo như lời, hắn vị bằng hữu kia y thuật rất lợi hại. Nếu là có thể nhượng hắn đến vì Lưu tiên sinh khám bệnh, có thể, có khả năng. Thực sự, nghe thế vô luận là Lưu Thiên Sơn, hay hoặc là Lưu lão đại nhi tử Lưu Tuấn Nghĩa đều trên mặt mạnh hiện ra vẻ vui mừng. Sau đó chỉ thấy Kỳ cất giọng nói Jock bác sĩ, người vị bằng hữu kia hiện tại ở đâu? Là ở London sao? Nếu ở London ta hiện tại ngay tức khắc tự phái người đi qua đón hắn. Hiển nhiên, huynh đệ bọn họ lưỡng căn bản cũng không có cân nhắc qua, cái gọi là Jock thầy thuốc bằng hữu, đến tột cùng có nguyện ý hay không vì bọn họ phụ thân xem bệnh, mà há miệng chính là, ngay tức khắc phái người đi qua đón hắn, còn là cái loại này mệnh lệnh giọng. Điều này làm cho Jock một chút phạm vào khó khăn, thậm chí trong lòng cũng bắt đầu oán giận khởi Del Piero lên. Hắn đương nhiên biết rõ Del Piero trong miệng bạn hắn, không là người khác, đúng là bọn họ trước ở phi trường vô tình gặp được Trần Phi Trần tiên sinh. Có thể rõ ràng Trần Phi Trần tiên sinh cũng đã nói đối với chuyện này mà không có hứng thú, hắn Del Piero hiện vào thời khắc này vẫn còn muốn đem chuyện này nói ra, đây không phải là rõ ràng làm khó hắn. Hại chết, nếu sớm biết là như thế này, hắn lần này Anh Quốc đi thì không nên đến. Jock bác sĩ ngươi làm sao vậy? Mà ở gặp Jock Antequera cư nhiên không tiếp lời của mình, trái lại trên mặt còn do dự mà lộ ra làm khó, vẻ trần trờ, Lưu Tuấn Nghĩa đương nhiên không ngốc, nhất thời sắc mặt có chút khó coi trầm xuống, lạnh lùng nói. Cái này có ý tứ, chẳng lẽ, cái gọi là Jock Antequera bằng hữu còn không muốn giúp bọn hắn tìm Calabria tập đoàn xem bệnh phải không? Đừng nói đây là đang London, coi như là toàn bộ Âu Châu. Cũng không mấy cái bác sĩ dám như thế tại bọn hắn tìm Calabria tập đoàn Lưu ra trước mặt như vậy làm dáng, kiêu ngạo đi. Cũng liền một bác sĩ mà thôi, thật cho là mình coi là vật gì vậy. Jock bác sĩ, hiện tại mời ngay tức khắc cho bằng hữu người gọi điện thoại, nhượng hắn đến chúng ta tìm Calabria tập đoàn vì cha ta xem bệnh. Liền nói là ta Lưu Tuấn Nghĩa nói, theo sát mà chỉ thấy Lưu lão đại nhi tử dùng không thể nghi ngờ giọng nói chậm rãi mở miệng nói. Thậm chí nhìn phía Jock ánh mắt đều lạnh một ít. Đối với những này không tán thưởng tên, hắn đương nhiên sẽ không khách khí nữa cái gì. Phải biết rằng hắn Lưu Tuấn Nghĩa thân phận gì địa vị gì. Lưu Tuấn Nghĩa tiên sinh, ta. Có thể nghe nói, nghe được cái loại này lãnh băng giọng, Jock Antequera trên mặt thần sắc là hoảng loạn lên, nhưng sau cùng hắn vẫn lắc đầu một cái, nói xin lỗi, Lưu Tuấn Nghĩa tiên sinh, ta cũng không có Trần tiên sinh phương thức liên lạc. Vì vậy cũng không có biện pháp liên lạc với hắn. Ngươi nói thật, ngươi nói Trần tiên sinh, họ Trần, lẽ nào hắn là? Nghe vậy Lưu Tuấn Nghĩa đầu tiên là giận dữ có thể sau lại hắn lại chú ý tới Jock trong lời nói dòng họ, họ Trần. Chẳng lẽ là bọn họ người Hoa? Tuy rằng bọn họ tìm Calabria Lưu ra là Anh quốc tịch, có thể bọn họ tâm nhưng vẫn là ở Hoa hạ phiến trên đất. Không sai, Trần tiên sinh chính là Đông phương người Hoa. Hắn là vị rất lợi hại rất lợi hại rất lợi hại trung y, chỉ bất quá ta hãy cùng hắn gặp một lần, hơn nữa lúc đó còn ở chung không tốt lắm, vì vậy, ta cũng không có hắn phương thức liên lạc, xin lỗi, Lưu Tuấn Nghĩa tiên sinh. Jock Antequera gật đầu, lại theo thực lấy đáp. Vậy ngươi lần trước là ở chưa nhìn thấy hắn, nghe thế Lưu Tuấn Nghĩa chân mày sâu mặt nhăn, lại nhìn không được chậm rãi hỏi. Lần trước, Jock nhãn thần khác thường trộm liếc một cái Lưu Tuấn Nghĩa, rốt cục nói ra. Nói ta lần trước nhìn thấy Trần tiên sinh là ở chúng ta Italia Florence. Mà khi đó, hắn chỉ chúng ta Italia Thánh La Lan tập đoàn Pius bá tước thê tử La Toa tiểu thư quái bệnh, là của nàng ân nhân cứu mạng. Nghe thế, Lưu Tuấn Nghĩa hai huynh đệ nhất thời sắc mặt đổi đổi. Thánh La Lan tập đoàn Pius bá tước. Đối với Lưu thị huynh đệ mà nói,
Thánh La Lan tập đoàn cái loại này nghe tiếng thế giới bốn đại thế giới xa xỉ phẩm tập đoàn một trong, bọn họ đương nhiên sẽ không, cũng tuyệt không khả năng xa lạ. Huống chi Pierce bá tước còn là như vậy lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, đường đường Thánh La Lan tập đoàn hiện giữ người chấp trưởng. Họ Trần bác sĩ là Pierce bá tước thê tử La Toa tiểu thư ân nhân cứu mạng. Thánh La Lan tập đoàn Pierce bá tước, dù là Lưu Tuấn Nghĩa cái loại này tìm Calabria gia tộc Lưu gia trừ Lưu lão ngoại, quyền phát biểu là tối trọng yếu đại nhân vật, hiện vào lúc này cũng không nhịn được hơi nhíu mày, mâu quang hơi lóe ra. Thánh La Lan tập đoàn không có thể như vậy bọn họ Anh Quốc sợi tổng hợp người tập đoàn, người trước chẳng qua là tại bọn hắn Anh Quốc quốc nội nổi danh, sau đó người cũng kỳ lực ảnh hưởng hoàn toàn đủ để khiêu động toàn thế giới. Được khen là thế giới tứ đại xa xỉ phẩm tập đoàn Italia Thánh La Lan tập đoàn, kỳ tài phú tối thiểu là lấy trăm tỷ đến tính toán, thật không vậy đùa giỡn. Toàn bộ Đông Tây Phương, trăm tỷ cấp bậc siêu cấp lớn tập đoàn có thể có bao nhiêu? Dù thế nào coi như là bọn họ tìm Calabria tập đoàn lưu ra, cũng còn hơi chút thiếu chút nữa. Càng trọng yếu là cái loại này trình tự nếu là có thể tiến thêm một bước, chỉ sợ cũng coi là cả Âu Châu tài chính giới vương vị, ngôi vị hoàng đế, vậy cũng là có khả năng. Vì vậy coi như là hắn Lưu Tuấn Nghĩa tự phụ nhà bọn họ tìm Calabria tập đoàn chính là hiện nay Anh Quốc, giàu có nhất 10 đại tài đoàn một trong, nhưng nếu là để cho bọn họ chính diện chống lại Italia Thánh La Lan gia tộc, hắn cũng là cảm thấy hết sức vướng tay chân. Không phải vạn bất đắc dĩ, cũng tuyệt không nguyện cùng cái loại này quái vật lớn có cái gì hiểu lầm cùng xung đột. Đại ca, không phải là cái bác sĩ mà thôi, có cái gì tốt kiêng kỵ. Coi như là Thánh La Lan tập đoàn, cũng không có khả năng để chính là một cái bác sĩ, liền theo chúng ta tìm Calabria tập đoàn lưu ra dở mặt đi. Rồi hãy nói, đây chính là ở chúng ta Anh Quốc London, mà không phải hắn Italia La Mã. Còn là mau đưa họ Trần tìm ra cho chúng ta ba xem bệnh, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Có thể Lưu lão nhị nhi tử Lưu Thiên Sơn lại nói như thế. Hoàn toàn không cho là Thánh La Lan tập đoàn vì bởi vì chính là một cái bác sĩ, mà theo chân bọn họ tìm Calabria tập đoàn Lưu ra dở mặt. Nghe được đệ đệ mình nói, Lưu Tuấn Nghĩa cũng cảm giác mình suy nghĩ nhiều. Coi như họ Trần bác sĩ là Pierce bá tước thê tử ân nhân cứu mạng, có thể để chính là một cái bác sĩ, đối phương cũng không có khả năng theo chân bọn họ tìm Calabria tập đoàn lưu ra trở mặt sao. Căn bản cũng không có bất luận cái gì có khả năng. Chính là một cái bác sĩ versus bọn họ tìm Calabria tập đoàn lưu ra, tin tưởng cho ai cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Ừ, đi tìm người cha một chút đi, nếu là ở phi trường đụng phải, hơn phân nửa chắc là vừa nhập cảnh. Vậy khẳng định sẽ có nhập cảnh ghi lại. Sau đó chỉ thấy Kỳ khẽ gật đầu, giọng nói chân thật đáng tin nói. Lấy bọn họ tìm Calabria tập đoàn lưu ra ở Anh Quốc địa vị cùng năng lượng, nếu muốn tra cá nhân, còn không tùy tùy tiện tiện, dễ dàng. Không phải là, Lưu Tuấn Nghĩa tiên sinh. Mà Job Antekera ở nhìn thấy một màn này, tự nhiên sắc mặt mạnh đổi, sau đó mặt kia thượng thần sắc đã hoàn toàn không tự nhiên lại, muốn nói lại thôi nửa ngày. Ở biết được Trần Phi Trần bác sĩ thông thiên bối cảnh sau, hắn đã hoàn toàn minh bạch, loại nhân vật đó, cái loại này thần y đã tuyệt không thể lấy thông thường bác sĩ thân phận đi so sánh hắn. Cái loại này đại nhân vật làm cho xem bệnh hoàn toàn là xem tâm tình, không ai có thể ép buộc. Nhưng bây giờ, Trần Phi Trần bác sĩ minh xác bày tỏ không có hứng thú, có thể Lưu Tuấn Nghĩa, Lưu Thiên Sơn hai huynh đệ nhưng vẫn là có cưỡng bách ý tứ. Cái này chân thực nhượng trong lòng của hắn có chút bất an a. Dù sao cùng bọn họ Italia, Hắc Ám Hoàng đế, Brett gia tộc so với, chính là một cái tìm Calabria tập đoàn lưu ra, thật chưa tính là cái gì. Nhưng bây giờ việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp ngăn trở, nếu không đó chính là hai đầu đắc tội với người. Mấy giờ sau, công viên tháp kỵ sĩ tửu điếm tư nhân bên trong phòng ăn, Trần Phi chính một thân một mình thảnh thơi ăn cơm tối, thưởng thức rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh ngoại mê người cảnh đêm, vui vẻ thoải mái. Này, lão Brett, ta có thể đã đến London, hiện tại đang ở. Nhưng vào lúc này hắn nhận được lão Brett điện thoại. Xin lỗi, thân ái Trần, ta đêm nay sợ rằng không có biện pháp với ngươi trước hội hợp. Gia tộc bọn ta nội bộ đột nhiên có một chút chuyện phiền toái mà, ta hiện tại chính đang xử lý. Từ bên đầu điện thoại kia truyền đến lão Brett hết sức xin lỗi, rồi lại rõ ràng sứt đầu mẻ chán thanh âm, khiến Trần Phi nao nao. Không có chuyện gì, chỉ là... Lớp Strickland gia tộc bên kia. Sau đó chỉ thấy Kỳ khẽ lắc đầu, nói.
Lớp Strickland gia tộc bên kia ngươi yên tâm, ta đã nhượng con ta ngày mai trước thay thế ta đi Luân Đôn. Đến lúc đó hắn sẽ trực tiếp liên hệ ngươi, thân ái Trần, thực sự là xin lỗi. Lão Brett một bên giải thích, một bên lại lần nữa nói xin lỗi. Được rồi, cái này không có gì, ta đây ngày mai sẽ chờ con trai ngươi liên hệ ta đi. Ta hiện tại đang dùng cơm, tự cúp trước. Trần Phi cũng không nghĩ có cái gì, cười nói hai câu, trước hết cúp điện thoại. Love Strickland gia tộc A. Xem hắn cúp điện thoại sau, hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn thật lớn rơi ngoài cửa sổ tuyệt vời bầu trời đêm. Một luồng sợi phảng phất là tia sáng kỳ dị ánh sáng màu chảy ra ngoài, khóe miệng vẽ bề ngoài theo nhàn nhạt mỉm cười. Nếu đổi lại là ở tính tháng trước, hắn quả thực không nhiều lắm nắm chặt cũng không vậy có thể chịu đựng trực tiếp tới cửa muốn đổ vật. Nhưng bây giờ, nói chung nếu lần này tại nơi lớp Strickland gia tộc sở tổ chức đấu giá hội trên, nếu là hắn không cuối cùng nhất kiện ngọc khí nói, chỉ sợ cũng chỉ có tự mình tới cửa đi, cùng Hắc Long, Bóp Mạc Tư Nhân, thương lượng một chút hạ. Cuối cùng món đó ngọc khí hắn tìm khắp lâu như vậy, chắc chắn sẽ không buông tay, tình thế bắt buộc. Ừ, có thể ngay sau đó hắn lại đột nhiên nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn linh thức đã bắt được có đoàn khách không mời mà đến, chính hướng hắn đi tới. Một lát sau, hắn chỗ ở tư nhân nhà hàng cửa phòng bị mở ra, một gã giữ lại tiểu hồ tử 4-50 tuổi đông phương mặt trung niên nhân dẫn không ít hắc y nhân đi đến. 4-50 tuổi đông phương mặt trung niên nhân chính là Lưu Tuấn Nghĩa chính là thủ hạ, tên là Viên Khải, cũng là người Trung Quốc. Sau đó chỉ thấy kỳ không trải qua Trần Phi đồng ý, tự đẩy cửa ra, thậm chí đi tới, nhãn thần kiêu căng nhìn chung quanh bên trong gian phòng một vòng, sau cùng rơi xuống chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu thần sắc, tùy theo khóe mắt xẹt qua lau một cái khinh miệt cùng không nhịn được vẻ. Còn trẻ như vậy, chỉ là nhìn thấy Trần Phi rõ ràng chỉ có 27-28 tuổi niên kỳ. Để hắn cái loại này thân phận, cái loại này niên kỷ lão nhân hoàn toàn kìm lòng không đậu, cũng hoàn toàn cũng đủ có tư cách khinh miệt, không nhịn được. Tự loại này chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử, cũng có tư cách nhượng hắn Viên Khải tự mình đến thỉnh. Thực sự là xui. Ngươi chính là Trần Phi. Nhưng khi hắn vừa nghĩ tới Lưu Tuấn Nghĩa tiên sinh cho hắn ra lệnh, liền nhịn không được ra mặt tử hơi vừa kéo, chịu nhịn tính tình đi ra phía trước, nhìn Trần Phi, trên cao nhìn xuống. Vẻ mặt kiêu căng nói trước tự giới thiệu mình một chút, ta là tìm Calabria tập đoàn Viên Khải. Nói đến đây chỉ thấy kỳ hơi dừng lại một chút, sau đó lấy một loại mệnh lệnh giọng nói chúng ta tìm Calabria tập đoàn Lưu Hoa chính Lưu Tiên sinh thân thể có chút không khỏe, vì vậy hiện tại, người ngay tức khắc đi theo ta đi, đi giúp Lưu Tiên sinh nhìn. Tìm Calabria tập đoàn, Trần Phi con ngươi lóe lóe, lại nghiêng đầu nhìn lướt qua, khách không mời mà đến, liền tựa hồ không hề cảm thấy hứng thú vậy. Nghiêng đầu mở, lực chú ý lại chuyên chú đến trước mặt mỹ thực trên, xâm một khối bỏ bít tết để vào trong miệng, vừa ăn, một bên thản nhiên nói không rảnh. Lúc đầu nha, tuy rằng hắn chuyến này trước là không muốn quá cái gì xem bệnh không xem bệnh, có thể mọi người đều là người Trung Quốc, xuất môn tại ngoại, nếu là thật có thể giúp, hắn cũng không ngại hơi chút giúp dưới. Mà bây giờ người này vừa lên đến tự lại là cái loại này ngạo mạn không gì sánh được, tự cho là ngưu bức trời cao thái độ. Làm người ta cực kỳ phản cảm mệnh lệnh giọng, không cho cự tuyệt. Đây quả thực hãy cùng đương sơ Tiêu Thiên nhượng một cái ngu ngốc hình dáng. Lý để ý đều mặc kệ. Ngươi nói cái gì, không rảnh. Mà Viên Khải hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phi lại dám lấy loại thái độ này đáp lại bản thân, hầu như trong nháy mắt sắc mặt tựu trầm xuống, thật không tốt xem. Cái này hắn cho rằng, bọn họ tìm Calabria tập đoàn hãng như bức. Đây chính là cái này Anh quốc thập đại giàu có nhất tập đoàn một trong, ai không muốn lấy lòng, nịnh bợ bọn họ. Chỉ cần hắn đến thỉnh, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì bác sĩ đều nhất định sẽ khóc cầu muốn đi cho Lưu Hoa chính Lưu lão tiên sinh xem bệnh. Có thể hiện tại xem ra đây cũng là hắn suy nghĩ nhiều. Viên Khải trên mặt vốn là ngạo mạn thần sắc cứng ở trên mặt, kiềm chế theo tính tình chết nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lùng nói thanh niên nhân, đừng tưởng rằng có chút bản lĩnh là có thể cậy tài khinh người. Do bác sĩ hẳn là nói với ta ngươi các tìm Calabria tập đoàn Lưu Hoa chính Lưu lão tiên sinh thân phận đi. Hắn loại vẻ mặt này, loại giọng nói này, sợ rằng đã coi như là ngoài cười nhưng trong không cười, xích lõa Trần trên mặt dấu đao. Hắn thấy, Lưu Hoa chính Lưu lão tiên sinh hạng thân phận, đây chính là tại đây hải ngoại Âu Châu cao cấp nhất, ngưu bức nhất Hoa Kiều đại một trong những nhân vật, thân phận tôn quý không cần nhiều lời, một cái tiểu bác sĩ,
lại cũng dám vẫy mặt mũi của hắn. Muốn chết, còn là không biết lượng sức. Biết thì thế nào, không biết thì thế nào. Nếu không ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Có thể ngoài Viên Khải ngoài ý liệu chính là, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trên mặt lại không kinh hoàng chút nào thất thố vẻ, trái lại ngẩng đầu khóe miệng thong thả vung lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thế nào? Mà chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu, loại thái độ này, lớn lối như thế, ngay tức khắc tới khiến Viên Khải trong lòng khó chịu, mất hứng. Sắc mặt âm trầm, trong mắt bất thiện mâu quang nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh nhạt nói không phải nếu ta nói như vậy minh bạch ngươi mới hiểu. Xem ra ngươi chỉ số thông minh quả thực thoáng có như vậy một ít vấn đề. Nghe thế Trần Phi con ngươi lạnh một ít. Ngươi đã muốn biết, thế nào, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Chúng ta Lưu Hoa chính Lưu lão tiên sinh, chính là tìm Calabria tập đoàn người sáng lập, hiện giữ trưởng khống giả. Mà tìm Calabria tập đoàn, lại là cái này Anh quốc giàu có nhất 10 đại tài đoàn một trong, liên Anh quốc vương thất cũng không dám bỏ qua chúng ta, ngươi minh bạch cái này ý vị như thế nào. Bất quá lúc này Viên Khải lại lần nữa cười lạnh, con ngươi nhìn chằm chằm Trần Phi chẳng đáng, khinh miệt nói tiểu tử, ta hiện tại có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Ngươi nếu có thể chữa cho tốt Lưu Hoa chính Lưu lão tiên sinh quái bệnh, vậy đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là ngươi cả đời này cường thịnh nhất, tột cùng nhất thời khắc. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ, có thể ngươi nếu là dám cự tuyệt vi Lưu lão tiên sinh xem bệnh, hoặc là không trị hết. Hắn chợt ngôn ngữ thanh dừng một chút. Sau lại thanh âm trở nên khoan dung, ngạo nghễ nói thanh niên nhân, làm người từng trải ta khuyên ngươi một câu, hiện tại thành thật theo chúng ta đi, đi giúp Lưu lão tiên sinh xem bệnh, trước phát sinh tất cả ta còn có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, đều đã quên, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Có thể ngươi muốn tiếp tục không tán thưởng, cậy tài khinh người, ha ha, đến cuối cùng ngươi khẳng định sẽ hối hận. Đến mặt sau, hắn vẻ mặt cười nhạt. Cậy tài khinh người, không tán thưởng. Lúc đầu bởi vì trước vào ở chuyện của quán rượu, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu tâm tình sẽ so với bình thường kém một chút, hiện tại lại gặp gỡ như thế một cái ngu ngốc, tự nhiên trong lòng rất có một ít phiền não, ngẩng đầu, hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lãnh đạm lược hướng đối phương, đem trong tay dĩa ăn nặng nề, phanh một tiếng, đặt trên bàn, nói ta nghĩ ngươi tựa hồ nghĩ sai rồi một việc mà đi. Tuy rằng ta là một cái bác sĩ, đối với ngươi cũng không có nghĩa vụ nhất định phải đi theo ngươi làm cho xem bệnh đi. Ngươi dám không cho chúng ta tìm Calabria gia tộc Lưu gia mặt mũi. Là không phải là không muốn sống. Viên Khải sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói rằng. Mặt mũi, ta tại sao phải cho các ngươi mặt mũi, chỉ bằng ngươi cái này ngu ngốc. Thế mà chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lại dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, khóe miệng vẽ bề ngoài theo nhàn nhạt châm chọc nụ cười nói. Nếu không phải đối phương cái loại này phổ thông thân phận của người thật là làm lười hắn tức giận, ha ha. Ngươi nói cái gì, Viên Khải nhất thời bị tức được yêu thích ra vừa kéo, vẻ mặt vẻ giận dữ. Hiển nhiên hắn trăm triệu không nghĩ tới, mình cũng đã mang ra bọn họ tìm Calabria tập đoàn đại danh, thậm chí, hạ mình hàng đắt, tự mình đến thỉnh, tiểu tiểu một cái bác sĩ nhưng vẫn là như vậy không tán thưởng, cậy tài khinh người, thậm chí trong lời nói thật giống như hoàn toàn không đưa hắn Viên Khải. Không đem phía sau hắn tìm Calabria tập đoàn không coi vào đâu vậy. Dám lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, thậm chí còn nhục mạ hắn vì ngu ngốc. Tiểu tạp, theo sát mà nhất thời chỉ thấy Kỳ Gia mặt điên cuồng chịu động, như là nhịn không được muốn tức giận, mắng lên. Nhưng sau đó hắn vẫn nhịn xuống, vẻ mặt vẻ âm trầm, lấy ra một tờ chi phiếu nói đây là 100 vạn bảng Anh chi phiếu, nếu như ngươi đi giúp chúng ta tìm Calabria tập đoàn Lưu lão tiên sinh xem bệnh. Mặc kệ kết quả thế nào, tấm chi phiếu này đều là ngươi. Thanh niên nhân, ta cuối cùng khuyên nữa ngươi một lần, ngươi cũng liền chỉ là cái tiểu bác sĩ mà thôi, còn trẻ tuổi như vậy, một năm qua có thể có bao nhiêu tiền. Chỉ sợ cả đời tử cũng không kiếm được số này đi. Thật giàu có 100 vạn bảng Anh. Nghe vậy Trần Phi hai tròng mắt nhất thời có chút phi trầm xuống, thậm chí từ từ lạnh lùng nheo lại. Hắn vốn là đối với cái ngu ngốc không quá thích. Hiện tại người này còn muốn cầm tiền đập người. Càng làm cho trong lòng của hắn khó chịu. Thế nào, ngươi cũng không cần giả bộ nữa, cái này 100 vạn bảng Anh, đổi thành nhân dân tệ đều cũng đủ ngươi ở đây thủ đô Bắc Kinh mua bộ phòng ở. Được rồi, đi thôi, Lưu Tuấn Nghĩa tiên sinh còn có Lưu Thiên Sơn tiên sinh vẫn còn tập đoàn chúng ta chờ ngươi đi cho Lưu lão tiên sinh xem bệnh đi. Viên Khải tựa hồ bình thường làm loại sự tình này mà, cầm tiền đập người đập ra cảm giác về sự ưu việt. Hắn lạnh lùng,
thần sắc châm chọc nhìn Trần Phi, thật giống như đã nhìn thấy đối phương khẩn cấp đem chi phiếu đoạt lấy đi nhét vào trong túi, sau đó cùng hắn đi. Có thể thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu khí theo đều đột nhiên một chút nở nụ cười. Hắn hình như đã là vài lần bị người dùng tiền như thế đập, 100 vạn bảng Anh. Nghe tựa hồ không ít, nhưng nếu là những ngu ngốc biết mình tiện tay một chiếc điện thoại, là có thể tìm đến mấy trăm ức, mấy nghìn ức, cũng không biết hắn còn sẽ không ngu xuẩn đến cầm ít tiền đến đập người. Lời nói khoa trương giờ nói, chút tiền ấy coi như là bị người nhét vào dưới chân hắn, chỉ sợ hắn đều lười đưa tay đi nhặt. Bởi vì lấy hắn hiện nay tu vi cùng trình tự, thế tục cái gọi tiền tài, với hắn mà nói còn có thể bao lớn ý nghĩa. Bất quá là một đống chữ số mà thôi, muốn bao nhiêu, tự sẽ có bao nhiêu. 100 vạn bảng Anh a, nguyên lai ngươi lão bản mệnh ở trong lòng ngươi mặt chỉ đáng giá chút tiền ấy mà. Theo sát mà, chỉ thấy Trần Phi tiện tay đem chi phiếu kia tiếp nhận đi liếc một cái, sau đó nở nụ cười. Ngươi lời này có ý tứ, chút tiền ấy mà, ngươi có biết hay không trong miệng ngươi chút tiền ấy mà, tuyệt đối là ngươi đời này đều khả năng không lớn kiếm được. Nga, ta hiểu, xem ra ngươi là lòng tham chưa đủ, còn muốn công phu sư tử ngoạm, đập chúng ta tìm Calabria tập đoàn Trúc Giang. Viên Khải trước còn vẻ mặt âm trầm, lúc này lại đột nhiên nở nụ cười, thần sắc phảng phất cao cao tại thượng vậy, bao quát Trần Phi, vẻ mặt khinh miệt nói muốn tiền. Vậy còn không giản đơn, chỉ cần chị cho ngươi tốt chúng ta tìm Calabria tập đoàn Lưu lão tiên sinh bệnh, đừng nói là cái này 100 vạn bảng Anh, coi như là 300 vạn, 500 vạn, thậm chí 10 triệu cũng không phải là không có khả năng. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, chúng ta tìm Calabria tập đoàn không thiếu tiền. Hiển nhiên, hiện vào thời khắc này hắn nghĩ Trần Phi đã khuất phục, chẳng qua là muốn công phu sư tử ngoạm, lòng tham nhiều tiền hơn. Mà đối với bọn hắn tìm Calabria tập đoàn mà nói, có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện này, đâu còn gọi chuyện này sao? Có thể trên mặt hắn khinh miệt, cười nhạt vẻ đều còn không có duy trì nửa giây, lại mạnh sắc mặt chợt biến lên. Các ngươi tìm Calabria tập đoàn không thiếu tiền, đối với ngươi cũng không thiếu tiền a. Nếu không ngươi cầm ít tiền trở lại kinh thành mua phòng xếp. Bởi vì chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lại trực tiếp đem 100 vạn bảng Anh chi phiếu đã đánh mất trở lại, thật giống như đó là một trương giấy vụn vậy, khiến nguyên bản trên mặt thần sắc tràn đầy khinh miệt, cười nhạt Viên Khải, cả khuôn mặt trong nháy mắt ngay tức khắc cứng, sau đó trở nên so với đáy nổi còn đen hơn, còn khó hơn xem. Tiểu tạp chủng ngươi có đúng hay không hơi quá đáng. Viên Khải trên mặt thần sắc trở nên có chút dữ tợn, vặn vẹo. Hướng về Trần Phi cả giận nói ngươi có hiểu hay không ngươi bây giờ đang làm gì? Không phải là đều nói cho ngươi biết sao, chỉ cần ngươi đem chúng ta tìm Calabria tập đoàn Lưu lão tiên sinh trị, đừng nói là 100 vạn, coi như là 300 vạn, 500 vạn, thậm chí 10 triệu bảng Anh cũng không có vấn đề gì. Hắn còn nghĩ Trần Phi là cho rằng không đủ tiền. Oa, 10 triệu bảng Anh a, thật nhiều a. Bất quá ngươi biết ta hiện tại đến khám bệnh tại nhà tiền xem bệnh là bao nhiêu sao? Trần Phi khoa trương kêu lên, khóe miệng ngoéo. Một cái nói. Bao nhiêu, Viên Khải nhìn không được hỏi. 100 ức, Trần Phi mắt mị cười nói ra đáp án. Nhất thời Viên Khải trên mặt thần sắc mạnh cương lên, sau đó lại trở nên không gì sánh được dữ tợn, nhãn thần chết nhìn chằm chằm Trần Phi cả giận nói 100 ức. Nhân dân tệ, ngươi là ở đùa ta chơi. Hiển nhiên hắn đương nhiên không có khả năng tin tưởng chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu tiền xem bệnh, là thật muốn 100 ức. Tuy nói đây chỉ là Trần Phi hiện tại vừa mới quyết định. Vì vậy hắn chỉ cho rằng tiểu tạp chủng này tuyệt đối là đang đùa hắn. Một lần đến khám bệnh tại nhà muốn 100 ức nhân dân tệ, người hắn mà làm bản thân là vật gì? Nhân dân tệ. Có thể nghe nói, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lại cư nhiên vẫn lắc đầu một cái, vẻ mặt trào phúng cùng tự tiếu phi tiếu nói đây là đang Âu Châu, nhân dân tệ cái quỷ gì? Ta nói là đồng euro. Ta hiện tại đến khám bệnh tại nhà một lần tiền xem bệnh, là 100 ức, đồng euro. Ngươi nói cái gì? Viên Khải không dám tin con ngươi giữ tợn nhìn chằm chằm Trần Phi, không nghĩ tới đối phương trong miệng lại dám nói ra loại này, khinh người quá đáng, nói. Hắn đương nhiên không cho là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu đến khám bệnh tại nhà một lần cần tiền xem bệnh, thật là 100 ức, hơn nữa còn là đồng euro. Vì vậy hắn hiện tại đương nhiên chỉ cho rằng Trần Phi là ở đùa giỡn hắn, đương nhiên cũng là ở xích lõa khỏa thân cự tuyệt hắn. Cự tuyệt bọn họ tìm Calabria tập đoàn. Viên Khải chưa từng gặp qua như vậy, không biết trời cao đất rộng, tiểu tạp chủng,
lại dám như vậy trêu chọc hắn Viên Khải, còn dám can đảm cự tuyệt bọn họ tìm Calabria tập đoàn, không để cho Lưu lão tiên sinh xem bệnh. Đây quả thực là buồn cười, không đưa bọn họ tìm Calabria tập đoàn không coi vào đâu. Tiểu tạp chủng, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ nói cái gì nữa? Ngươi thực sự nếu muốn cùng chúng ta tìm Calabria tập đoàn là địch, cự tuyệt chúng ta. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn thần sắc sốt cục triệt để trở nên diện mục khá tăng, cũng vô cùng vặn vẹo cùng dữ tợn, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, một chữ một cái điểm nhiên nói ta cho ngươi biết, đây chính là Anh Quốc, là chúng ta tìm Calabria tập đoàn địa bàn. Ngươi muốn là thật muốn chết, chúng ta đây tìm Calabria tập đoàn đại khả lấy thành toàn ngươi. Ha ha! Nghe vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng không có thể đưa không cười cười, thản nhiên nói thế nào, không cho các ngươi chữa bệnh chính là sinh tử đại thù. Tốt lắm a, ta Trần Phi hiện tại chính là không trị. Nếu không các ngươi tới đối phó ta thử xem. Viên tiên sinh, cùng loại này không tán thưởng, không biết trời cao đất rộng tiểu tử nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Trực tiếp đưa hắn mang đi không được sao? Một bên có Bảo Tiêu rốt cục nhịn không được lạnh lùng nói. Mang đi, nghe vậy Viên Khải giờ này khắc này cũng lười nhiều lời nữa, thanh âm cực kỳ lạnh như băng nói rằng. Trước hắn không muốn mạnh mẽ đem Trần Phi mang đi, là bởi vì sợ trong lòng đối phương có tâm tình mâu thuẫn, không ở cho Lưu lão tiên sinh chữa bệnh lúc đem hết toàn lực, nhưng bây giờ. Hay là trước đem người mang đi rồi hãy nói. Ta khuyên các ngươi tốt nhất rời ta xa một chút, bằng không, một cánh tay. Có thể ngay sau đó Trần Phi lại lãnh đạm, lạnh như băng nói rằng. Ngữ điệu khá có vài phần làm người ta cực sợ. Tuy nói hắn hiện tại loại này chuyện hư hỏng mà đã gặp hơn, cho nên nói về nói, hắn cũng lười tức giận, chớ đừng nói khí đến xuất thủ. Có thể nếu là đối phương này không có mắt tên muốn động thủ trước, vậy cũng chớ trách hắn không nói tình cảm. Tự mấy cái người thường Bảo Tiêu, ở trước mặt hắn cùng con kiến có cái gì khác nhau. Một cánh tay, mẹ, tiểu tử ngươi nhưng thật ra rất phách lối a. Ta cũng muốn nhìn một chút. Người muốn thế nào? A, tay của ta, tay của ta. Ngay từ đầu nói chuyện Bảo Tiêu trước còn nghe không hiểu, một cánh tay, cái gì một cánh tay? Nhưng theo sát mà hắn lại bừng tỉnh, nghe hiểu Trần Phi lại còn nói muốn hắn một cánh tay, nhất thời vẻ mặt khinh thường cười cười, hùng hổ bắt chuyện thủ hạ vây hướng Trần Phi, muốn bắt người. Có thể nhưng vào lúc này, hắn thậm chí đều còn chưa hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tự trước mắt đột nhiên tìm hoa. Sau đó tay phải cánh tay tựa như sóng chiều vậy vò tới nhằm vào chùy vậy đến xương, đau đớn kịch liệt, nhượng hắn nhịn không được kêu lên thảm thiết. Không chỉ có như vậy, cả người hắn thậm chí còn hình như bị một cổ cự lực, đụng, bay ra ngoài, rơi vào cách đó không xa trên bàn cơm, xuất hiện bùm bùm tiếng vang, bàn ghế nát một nơi. T. Nhất thời Viên Khải cùng với chưa tới kịp xuất thủ bọn Bảo Tiêu đều ngây người, thậm chí nhịn không được cũng hút lương khí. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy, cơ hồ là trong nháy mắt, nằm xuống đất trên Bảo Tiêu cánh tay phải trực tiếp bị xoay thành bánh quai trèo, nhìn đều đau. Bọn họ toàn bộ nhìn không được trong nháy mắt phía sau lưng lạnh cả người, tứ chi run lên, sắc mặt tái nhợt lên. Cái này, tiểu tạp chủng này cư nhiên lợi hại như vậy. Hoa, Nga, trời ạ, các ngươi vừa mới nhìn thấy không? Đó là hoa hạ công phu sao, quả thực quá mạnh, ta đều không thấy rõ. Hộ vệ kia cũng đã cả người bay ra ngoài, tay biến thành bánh quai trèo. Đây tuyệt đối là Trung Quốc công phu, tựa như trong phim ảnh, Lý Tiểu Long, ha. Ta đánh một chút đánh một chút đánh một chút. Đây tuyệt đối là Trung Quốc công phu, tựa như trong phim ảnh, Lý Tiểu Long, ha. Ta đánh một chút đánh một chút đánh một chút. Không chỉ là bọn họ, bên trong phòng ăn cái khác ngoại quốc lão cũng có chút trong nháy mắt nổ tung. Một đám hưng phấn kích động không thôi. Biểu hiện trên mặt cực rung động cùng khoa trương. Không có biện pháp, coi như là bọn họ loại này có thể bỏ được vào ở giá phòng đắt giá Luân Đôn tử điếm cấp 5 sao ngoại quốc lão, cũng rất ít thậm chí chưa từng thấy qua như vậy đặc sắc một màn, lợi hại như vậy hoa hạ công phu. Hộ vệ kia mặc dù là người Hoa, nhưng cũng, ít nhất, là một thước 8 một thước 9, cả người cơ thể phình, không gì sánh được cường tráng, có thể bây giờ lại bị Trần Phi thoáng cái đánh bay. Nga, Thượng Đế, đây quả thực là thật lợi hại. Đây là hoa hạ công phu. Hầu như sẽ ở đó người Hoa Bảo Tiêu tiếng kêu thảm thiết nhớ tới trong sát na, ở đây đông đảo ngoại quốc lão, đến từ thế giới các quốc gia hoàng hắc bạch mọi người kìm lòng không đậu dùng một loại nghẹn họng nhìn chân chối,
trợn mắt hốc mồm thần sắc nhìn Trần Phi, một bộ tròng mắt trợn tròn bất khả tư nghị dáng dấp. Không có biện pháp, cái này xác xác thật thật có chút làm người ta chấn động đến ngây người, nguyên lai đây chính là Hoa Hạ công phu, thực sự là quá lợi hại, quá ngưu bức. Ngươi, ngươi, ngươi. Mà Viên Khải giờ này khắc này tự nhiên sợ ngây người, trên mặt thần sắc đều có chút cứng ngắc. Không nghĩ tới Trần Phi thân thủ cư nhiên lợi hại như vậy. Nhưng sau đó còn là gặp kỳ rất nhanh thì sắc mặt khôi phục lại, dù sao lấy thân phận của hắn, trình tự, cũng không phải cái loại này chưa thấy qua, đại quen mặt, người. Sau đó chỉ thấy kỳ trùng Trần Phi mặt âm trầm, điềm nhiên nói xem ra ngươi là từ đáy lòng muốn cùng chúng ta tìm Calabria tập đoàn đối nghịch. Các ngươi tìm Calabria tập đoàn rất rất tốt sao? Thế mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nghe vậy, lại dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Viên Khải, khinh thường nói ta nói, muốn cho ta cho các ngươi cái gì Lưu lão tiên sinh đến khám bệnh tại nhà, có thể, chỉ cần xuất ra 100 ức đồng euro đảm đương tiền xem bệnh là được rồi, các ngươi tìm Calabria tập đoàn không phải là không thiếu tiền. Cho không dậy nổi nói, tự lăn, đừng quấy rầy ta ăn. Ngươi, ngươi, ngươi. Viên Khải hoàn toàn tức giận cả người run, trước mắt dữ tợn nhìn Trần Phi, hắn chân thực không nghĩ ra chính là một cái tiểu bác sĩ đến tột cùng là có cái gì lo lắng, lại dám cùng hắn Viên Khải, dám cùng phía sau hắn tìm Calabria tập đoàn nói như vậy. Người ta ta cái gì a? Cho không dậy nổi tiền xem bệnh hãy mau cút đi, đỡ phải tại đây mất mặt xấu hổ, ta đều thay ngươi e lệ. Trần Phi miệng cũng là đã lâu không độc như vậy, cùng nhằm vào tựa như... hung hăng, đâm vào, Viên Khải tâm trong. Ngươi, ta cho ngươi biết, ngươi lại dám cự Trần. Tiểu tạp chủng, ngươi nếu muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Viên Khải trước mắt dữ tợn, chết nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Bọn họ tìm Calabria tập đoàn tại đây Anh Quốc hạng trình tự hạng cao độ. Đây chính là giàu có nhất 10 đại tài đoàn một trong, bao nhiêu người muốn nịnh bợ đều nịnh bợ không đến. Thậm chí ngay cả Anh Quốc Vương thất cũng không dám không cho bọn hắn tập đoàn mặt mũi, trao tặng bọn họ tìm Calabria tập đoàn Lưu gia thế tập hầu tước gia tộc xưng hào. Có thể không nghĩ tới bây giờ lại bị Trần Phi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, vũ nhục. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu, làm sao có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ. Quả thực buồn cười. Ta vì sao không dám cự Trần? Tự bởi vì các ngươi tìm Calabria tập đoàn là cái gì Anh Quốc thập đại giàu có nhất 10 đại tài đoàn một trong. Tự bởi vì các ngươi không thiếu tiền. Xin lỗi, ta đời này đều còn chưa có chết quá, nếu không các ngươi thử xem làm sao có thể giết chết ta. Đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu miệng một khi độc lên, đây tuyệt đối là làm cho, không muốn không muốn. Miệng pháo no một. Ngươi có biết hay không đây là đâu? Đây chính là ở Anh Quốc Luân Đôn. Ở chúng ta Anh Quốc cự Trần là phạm pháp. Ngươi bây giờ đã trái với chúng ta Đại Đế quốc Anh pháp luật, hiểu không? Viên Khải giữ tợn giận dữ hét. Trái pháp luật, ta đây thực sự là rất sợ đó a. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng khinh thường ngoéo một cái, sau đó chơi tâm cùng nhau, biểu tình khoa trương làm ra, rất sợ đó, hình dạng, đem từ lâu trước mắt giữ tợn Viên Khải càng tức giận ngứa răng. Trong lòng hận không thể đem Trần Phi tiểu tạp chủng này xé tám khối. Thế mà chơi nháo tâm sau, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng có chút nị, chợt trên mặt nghiêm sắc mặt, lãnh đạm nói được rồi, mau cút đi. Bằng không ta khó giữ được chứng chờ ta kiên trì không có sau, các ngươi có thể hay không cùng hắn là một cái hạ tràng. Nghe thế Viên Khải trên mặt lại là nhất thời biến sắc. Tiểu tạp chủng, ngươi nếu là dám đụng đến ta Viên Khải một cọng tóc gáy, ngươi có tin ta hay không hắn mà cái này cho ngươi lăn đi ngồi tù. Viên Khải không nghĩ tới Trần Phi loại này tiểu bác sĩ, lại còn dám uy hiếp bản thân, nhất thời nổi giận, hét lớn. Nhường ta ngồi tù, được rồi, ta là thật không tin. Đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đó là cái gì chờ chưa tới phút cuối chưa thôi, hết lần này tới lần khác là hắn ma chính là không tin tàng người. Chỉ thấy kỳ ngoài cười nhưng trong không cười chậm rãi từ bàn ăn vị trí đứng lên, một bên ánh mắt chậm rãi quét về phía Viên Khải. Một bên ở phía sau người từ từ cứng ngắc sắc mặt, và chậm rãi lớn lên trong con ngươi, phanh một tiếng, một cước không chút khách khí, đá vào Viên Khải trên bụng, trực tiếp khiến người sau tới chó ăn ét. Trên mặt đất lăn vài vòng sau, cả người đều choáng váng, ngơ ngác. Tốt rồi, ta hiện tại động ngươi mấy cây tóc gáy, đi tìm người bắt ta đi. Đang làm hết đây hết thảy sau, Trần Phi lúc này mới hoặc như là một người không có chuyện gì vậy, cười tủm tỉm vỗ vỗ tay. Ngồi xuống cầm lấy dĩa ăn cùng đao tiếp tục viết ăn bò bí tết,
hoàn toàn không cảm giác mình vừa rồi làm cỡ nào rung động chuyện này. Wow, cool! Đây là hoa hạ công phu sao? Thực sự là quá cool! Đừng cản ta nghĩ đi học công phu. Nhất thời hiện trường lại một lần nữa bầu không khí nổ tung, lửa nóng. Khái bởi vì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tiêu sái vô cùng một cước. Tuy nói bọn họ cũng không rõ, Trần Phi cùng Viên Khải trong lúc đó tiếng Trung giao lưu, đến cùng nói cái gì quỷ đồ vật, thế mà cái này nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ vì Trần Phi đẹp trai 10 phần, không gì sánh được cun một cước, mà cảm thấy hứng thú cùng tâm tình phấn khởi. Không có biện pháp, là một mọi người thích vô giúp vui, chớ nói chi là đánh người, vậy đơn giản chỉ là nhìn tự thoải mái a. Một cước kia chân thực quá mạnh. Ngươi hắn mà lại dám đạp ta. Ngươi có biết hay không ta Viên Khải là ai? Đúng lúc này thống khổ nằm trên mặt đất gào thảm Viên Khải, một bên đau, một bên khuôn mặt vặn vẹo gầm hét lên. Mẹ, phải biết rằng hắn Viên Khải thân phận gì? Hắn thế nhưng đường đường tìm Calabria tập đoàn Lưu Gia Lưu Tuấn Nghĩa tiên sinh tối coi trọng chính là thủ hạ một trong. Thậm chí tại nơi tìm Calabria tập đoàn trong địa vị, đều đủ để đứng vào trước 20. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại ở trước mắt bao người, bị người một cước đạp bay, đây là hạng nhục nhã. Quả thực như là ở trên mặt hắn hung hăng tát một bạt tai, lửa giận trong nháy mắt dường như chiều dâng vậy điên cuồng hiện ra đến, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Còn chưa cút, có đúng hay không muốn ta sẽ cho ngươi đến một cước, vừa rồi một chút không cho ngươi thoải mái. Đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc này đã có một ít không nhịn được, lạnh lùng nhãn thần lạnh như băng quét mắt nhìn hắn một cái, phất phất tay, giống như là đang đuổi đáng ghét con ruồi. Ngươi! Viên Khải nghe vậy thấy thế tuy rằng tức giận, nổi giận tới cực điểm, có thể lại hay là bởi vì Trần Phi một ánh mắt, mà trong nháy mắt cả người run một cái, lại mạc danh kỳ diệu chỉ cảm thấy cả người băng lạnh. Phải biết rằng đây chính là tửu điếm cấp 5 sao nội bộ, làm sao có thể sẽ lãnh. Có thể hắn lúc này lại còn là sẽ cảm giác thân thể bốn phía băng hàn đến xương, tay chân không có một chút nhiệt độ. Tốt, tiểu tạp trùng, có bản lĩnh ngươi ở nơi này chờ cho ta. Lại dám đắc tội ta Viên Khải, miệt thị ta tìm Calabria tập đoàn, chuyện này không để yên. Ta sẽ nhường ngươi hối hận, đến lúc đó ngươi cũng khóc cầu ta. Viên Khải cuối cùng vẫn không dám lại tiếp tục làm càn xuống phía dưới, một bên chật vật không ngớt lăn, còn vừa không tha để xuống vài câu ngoan thoại. Dĩ nhiên, sự tình không hoàn thành, nhưng lại bị lớn như vậy nhục nhã, hắn làm sao có thể thực sự lăn. Vì vậy hắn hiện tại cũng chỉ là đi viện binh, tìm trợ thủ mà thôi. Lấy bọn họ tìm Calabria tập đoàn tại đây Anh Quốc năng lượng, nếu thu thập một cái tiểu bác sĩ, khiến cho hắn đi vào khuôn khổ, vậy còn không giản đơn. Tuyệt đối là dễ dàng, tùy tiện tiện sự tình. Ai, con rồi rốt cục đi, cuối cùng cũng thanh tịnh. Mà ở nhìn thấy này ngu ngốc rốt cục ma lưu lăn đi, mặc dù chỉ là tạm thời, đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng còn là thở một hơi dài nhẹ nhõm, sướng thoải mái nói. Không có biện pháp, những này ngu ngốc đánh hắn lại lười đánh, mắng hắn lại lười mắng, cũng chỉ có thể giống như bây giờ ma lưu tạm thời cút đi, mới là tốt nhất kết quả. Ít nhất, có thể làm cho hắn tạm thời thanh tĩnh. Nhưng vào lúc này, một rõ ràng thoạt nhìn như là người Đông Phương thân ảnh kiều tiểu từ rộng mở nhà hàng ngoài cửa xông vào đến, một bên hướng Trần Phi đến gần đến, một bên lại là nghi hoặc lại là khẩn trương nhỏ giọng nói này, ta nói ngươi lại chọc chuyện gì. Vừa rồi những tên kia là ai? Ta nghe người bên ngoài nói này hình như là tìm Calabria tập đoàn. Cái này thân ảnh kiều tiểu không là người khác, chính là cùng Trần Phi cùng ở quán rượu này Phùng Lộ. Hắn cái này vừa tỉnh ngủ rời giường, nghĩ đến quán rượu này trong phòng ăn muốn ít đồ ăn, lại vừa vặn gặp được trước một màn kia, tự nhiên nghi hoặc, khẩn trương không ngớt. Hiển nhiên coi như là hắn cái này người Hoa, đều nghe nói qua tìm Calabria tập đoàn đại danh. Đây chính là Anh Quốc cao cấp nhất đại tài đoàn một trong, kỳ năng lượng, lực ảnh hưởng không biết bao lớn, nhưng bây giờ. Vì sao người của bọn họ sẽ cùng Trần Phi phát sinh xung đột a? Ngươi nói bọn họ a? Một đám lông gà đương mùa mũi tên cho tên, không cần thiết lưu ý. Ngược lại thì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vẻ mặt không sao cả nói câu, sau tự hết sức chuyên chú cầm dĩa ăn, đối phó, khởi trên bàn bò bít tết đến, khiến Phùng Lộ đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nhịn không được thổi phù một tiếng nở nụ cười. Này, những tên kia có như thế cho ngươi nhìn không thấy sao?
như thế nào đi nữa nói bọn họ cũng là tìm Calabria người của tập đoàn đi. Ngươi không phải không biết tìm Calabria tập đoàn, là cái gì sao? Phùng Lộ một bên cười, một bên vẫn còn có chút lo lắng, vì vậy liền từ mặt bên nói ra nói như vậy. Ngươi cứ yên tâm đi. Trần Phi đương nhiên biết Phùng Lộ là ở hỏi mình tốt, chợt nghiêm trang nói tất cả nói ta là hàng tỷ phú ông, có tiền, hơn nữa bằng hữu nhiều. Này ngu ngốc có thể làm gì ta? Được rồi, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta thực sự không có việc gì. Thực sự. Phùng Lộ gặp Trần Phi là thật không có chút nào hoảng loạn cùng lo lắng, liền chân thực nhịn không được kinh ngạc, nháy mắt nói. Lẽ nào, hắn thật không sợ tìm Calabria tập đoàn? Thực sự. Nghe được Phùng Lộ kinh nghi giọng, Trần Phi chỉ biết hắn không được, chợt chỉ thấy kỳ khóe miệng vi ôm lấy chỉ cách đó không xa bệ cửa sổ ta góc, nhỏ giọng nói nhìn thấy không? Cái gì? Phùng Lộ tự nhiên không làm cho hiểu Trần Phi cái này không giải thích được một ngón tay, đến tột cùng là có ý gì? Vẻ mặt nghi ngờ nói. Con kiến A, bệ cửa sổ bên cạnh này con kiến, ngươi sẽ không cho tới lo lắng con kiến sẽ đem ngươi thế nào sao? Trần Phi vẻ mặt mỉm cười mở miệng nói. Đương nhiên không, Phùng Lộ ngay tức khắc không chút nghĩ ngợi bật thốt lên trả lời. Thế mà hắn những lời này đều còn chưa nói hết, đến một chữ cuối cùng. Hắn lại bỗng nhiên trợn to mắt nhìn chính lại một mặt hết sức chuyên chú cầm dao nĩa, đối phó trên bàn bò bít tết Trần Phi, sửng sốt tốt nửa ngày, sau cùng mới đột nhiên khanh khách nở nụ cười. Này, không phải đâu, coi như là ngươi là hàng tỷ phú ông, cũng không đến mức như vậy hình dung bọn họ đi. Con kiến, tìm Calabria tập đoàn khẳng định so với ngươi có tiền nhiều hơn, đây chính là hiện nay Anh quốc giàu có nhất đại tài đoàn một trong. May là vừa rồi những tên kia không nghe được ngươi lời này, nếu không không được tức chết mới là lạ. Theo hắn lại thấp giọng nói. Tuy nói hắn cũng biết, Trần Phi lời này khẳng định có, khoa trương, thành phần ở bên trong, nhưng này cũng không tránh khỏi quá miệng giận dữ đi. Tìm Calabria người của tập đoàn là con kiến, thực sự là may là không để cho bọn họ nghe được, nói cách khác. Tức chết tự tức chết lạc, dù thế nào không muốn ta thường tiền. Bất quá ngươi hay là trước đi vừa ăn đi, tên kia hẳn là còn có thể rồi trở về. Trần Phi không sao cả cười cười, lại đột nhiên nghiêm sắc mặt nói. Tuy nói hắn có thể không đem cái gì tìm Calabria mấy ngày để trong mắt, có thể Phùng Lộ cũng không đi, hắn chỉ là người thường mà thôi, tự nhiên không có khả năng liên lụy đến hắn. Ta, vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút, nghe vậy Phùng Lộ trước còn phản xạ có điều kiện muốn cự tuyệt, nhưng sau đó hắn lại phản ứng kịp. Minh bạch Trần Phi lời này có ý tứ, cắn môi một cái, có chút ngượng ngùng nói. Sau đó chỉ thấy Kỳ rón ra rón rén đi ra, đến cách đó không xa công cộng dùng cơm khu vực ngồi xuống. Quả nhiên, một lát sau, vẻ mặt dữ tợn Viên Khải lại mang người giết đã trở về. Hơn nữa lúc này đây hắn còn mang đến giúp đỡ Anh quốc Luân Đôn, công viên tháp kỵ sĩ tửu điếm chỗ phiến khu cảnh sát. Lý Ngõa Nhiều, chính là hắn, nhanh đem hắn bắt lại cho ta. Viên Khải có giúp đỡ sau rất hiển nhiên lo lắng lại chân rất nhiều, một giết trở về, tự trực tiếp vẻ mặt cười nhạt, chỉ cao khí ngang hướng về phía Trần Phi đi tới, hướng bên cạnh hắn rõ ràng như là Luân Đôn cảnh sát tóc rối bạch nhân quát lên. Rất vinh hạnh phục vụ cho ngươi, tôn kính Viên Khải tiên sinh. Ăn mặc Anh quốc Luân Đôn đồng phục cảnh sát tóc rối bạch nhân rất hiển nhiên là cùng Viên Khải một phe, vừa nghe đến lời của hắn, liền ngay tức khắc trên mặt hiện ra ngạo nghễ cười nhạt gật đầu. Thét thủ hạ hướng Trần Phi vây lại lão Hoa Đức, bố trong tư, nhanh, các ngươi không nghe được Viên Khải tiên sinh nói sao. Còng tay lấy ra nữa, chúng ta muốn đem hắn bắt lại. Nhất thời này mặc Anh quốc Luân Đôn đồng phục cảnh sát ngoại quốc lão, liền vẻ mặt cười nhạt hướng Trần Phi hơi đi tới, còn lấy ra còng tay. Hiển nhiên bọn họ là muốn trực tiếp bắt người. Vân, Vân chờ đã. Có thể nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên nói chuyện. Trên mặt thần sắc hơi có chút tự tiếu phi tiếu nói các vị cảnh quan, các ngươi đây là muốn bắt ta. Được rồi, không biết có thể hay không nói cho ta biết trước phạm vào tội gì, các ngươi muốn bắt ta. Hắn đương nhiên sẽ không sợ, cũng không tức giận, chỉ là cảm giác có chút chơi thật khá mà thôi. Xem ra không chỉ là quốc nội có chút sâu mọt cảnh sát sẽ, như vậy, hành động kẻ có tiền chính là tay sai, cái này nước ngoài Anh quốc, cũng tựa hồ là một cái điếu dạng. Hoàn hảo giống như càng. Trực tiếp một ít, cái này vừa lên đến mượn cớ cũng không trước tiên là nói về cái, trực tiếp lại muốn bắt người. Phạm vào tội gì, Nga, trời ạ,
lẽ nào ngươi còn không biết ngươi đắc tội người nào? Ngươi có biết hay không Viên tiên sinh ở chúng ta Luân Đôn là nhiều hơn chảy đại nhân vật? Phía sau hắn thế nhưng tìm Calabria tập đoàn Lưu Tuấn Nghĩa, Lưu tiên sinh. Tóc rối bạch nhân cảnh quan rất hiển nhiên cũng là cái ngay thẳng boy, cái gì mù cầm ghế đừng nói lời vô nghĩa, thẳng thắn nói thẳng. Ngươi đều đắc tội tìm Calabria tập đoàn Viên tiên sinh, còn hỏi phạm vào tội gì? Đây không phải là khôi hài sao? Viên tiên sinh nói ngươi là tội gì, chính là cái đó tội, hiểu không? Hanh! Hanh, tiểu tạp chủng, hiện tại biết được tội ta Viên Khải, cự tuyệt chúng ta tìm Calabria tập đoàn là cỡ nào ngu xuẩn hành vi. Mà ở thấy tình cảnh này, Viên Khải tựa hồ cho rằng Trần Phi đã sợ, đã luống cuống, nhất thời còn có chút hiện lên xanh, hiện lên xương sắc mặt hiện ra chỉ cao khí ngang cười nhạt vẻ, nhìn chăm chăm Trần Phi bao quát nói họ Trần, ta hiện tại cuối cùng sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Hiện tại ngay tức khắc hướng ta quỳ xuống nhận sai, sau đó cùng đi với ta cho Lưu lão tiên sinh xem bệnh, chuyện lúc trước mà ta có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Còn nếu là ngươi còn muốn không tán thưởng, không biết lượng sức nói, vậy. Được cái đó, Trần Phi chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Ngươi, ngươi, chẳng biết tại sao, Viên Khải lại đột nhiên cả người run run một cái, phía sau lưng tâm lạnh cả người lên. Tựa hồ nhớ lại trước Trần Phi thân thủ bất phàm một màn. Nhất thời sắc mặt thần sắc âm trầm khó xem, nhìn chằm chằm Trần Phi nói rằng họ Trần, ta biết ngươi rất có thể đánh, có thể vậy thì thế nào? Lẽ nào ngươi còn có thể lì lợm? Hơn nữa ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất cho ta làm rõ ràng, đây là Đăng Anh quốc Luân Đôn, không phải là quốc nội. Ngươi coi như lại có thể đánh, chẳng lẽ còn có thể đối kháng quốc gia sao? Đây chính là xã hội pháp trị. Xã hội pháp trị. Ngươi cũng thật không biết xấu hổ cho ta đem điều này, không cảm thấy mặt đỏ sao? Ha ha ha, nghe vậy Trần Phi thật giống như nghe được trên thế giới này hoang đường nhất, buồn cười nhất trò cười, đến cuối cùng chân thực nhịn không được cười ha ha lên. Cười, cười cái rắm, xem ra ngươi là phải không tán thưởng, tự tìm tử lộ. Nghe được Trần Phi như vậy càn rỡ dáng tươi cười, Viên Khải trong nháy mắt trong lòng thật giống như ăn ét vậy khó chịu. Bởi vì hắn hoàn toàn cảm giác được khinh miệt cùng nhục nhã. Hắn vẻ mặt tức giận, nhìn tóc rối bạch nhân ra mặt tử cuồng quất, quát lạnh Lý Ngõa Nhiều, mau đưa hắn bắt lại. Rất vinh hạnh phục vụ cho ngươi, tiên sinh tôn kính. Tóc rối bạch nhân rõ ràng chính là đảm đương chó săn, tự nhiên vừa nghe đến Viên Khải dùng tiếng Anh theo như lời nói, liền không chút do dự gật đầu, thét thủ hạ, lấy còng ra, lại lần nữa hướng Trần Phi vẻ mặt cười nhạt hơi đi tới, muốn đem hắn bắt lại. Dĩ nhiên, trong miệng hắn mặt còn là, rất khách khí, nói rằng xin lỗi, tiên sinh, ngươi còn có thể ngoan ngoãn nhượng chúng ta đem ngươi còng đi. Ngươi không biết là bắt bớ đi, tội kia danh ở chúng ta Anh quốc, thế nhưng rất nghiêm trọng Nga. Nói xong lời cuối cùng, tóc rối trắng người vẫn là, thiện ý nhắc nhở, muốn Trần Phi đàng hoàng một chút, phối hợp bọn họ. Nga, được rồi, vị này cảnh quan, nếu không ngươi trước hết chờ một chút, nhượng ta gọi điện thoại. Nghe vậy thấy thế, Trần Phi đến nhìn ra đối phương là thật chuẩn bị bắt hắn, cũng thu hồi chơi nháo tâm tư, vì hơi híp mắt cười nói. Dù sao xuất ngoại tại ngoại, hắn vẫn muốn chú ý một chút ảnh hưởng, ít chọc chút chuyện. Gọi điện thoại, nghe vậy tóc rối bạch nhân rất hiển nhiên ngẩn người, lại chú ý tới Trần Phi trên mặt, tựa hồ tự thủy chí chung cũng không có bất luận cái gì vẻ bối rối, ngược lại là vẻ mặt mỉm cười, điều này làm cho trong lòng của hắn hơi cảm giác được có chút không ổn lên. Kìm lòng không đậu lại đem đầu chuyển hướng một bên sắc mặt cũng có chút vậy Viên Khải. Hiển nhiên tóc rối bạch nhân mặc dù là cái ngay thẳng boy, nhưng cũng không ngốc. Hắn gặp Trần Phi đều như vậy lại còn không sợ, còn nói muốn gọi điện thoại, liền ngay tức khắc đoán được, chẳng lẽ cái này hoa hạ thanh niên nhân cũng có lợi hại gì bối cảnh. Nếu không hắn làm sao sẽ chấn định như vậy, như thế sắc mặt dễ dàng. Ta chỉ là muốn gọi điện thoại mà thôi, thế nào? Các ngươi nhiều người như vậy vây bắt ta lẽ nào nhường ta gọi điện thoại dũng khí cũng không có. Gặp tóc rối bạch nhân còn có Viên Khải đều không hẹn mà cùng, đồng thời trầm mặc xuống, Trần Phi nhất thời sừng câu dẫn ra lau một cái khinh thường cười nhạt, chậm rãi nói. Đánh, vậy ngươi tự đánh, ta cũng muốn nhìn một chút, một mình ngươi nho nhỏ bác sĩ, còn có thể có thật lợi hại bối cảnh phải không? Viên Khải nói như thế nào cũng là tìm Calabria tập đoàn đại nhân vật. Chưa chịu được Trần Phi loại này trào phúng, nhất thời quát lạnh. Hiển nhiên, hắn thấy,
Tựu Trần Phi loại này tiểu bác sĩ mặc dù có những người này mạch bối cảnh, lại làm sao có thể cùng bọn chúng tìm Calabria tập đoàn đánh đồng. Người đã muốn đánh, vậy đánh đi. Vừa vặn cũng có thể nhường tiểu tạp chủng hết hy vọng, sau đó ngoan ngoãn cùng hắn trở lại, cho Lưu lão tiên sinh xem bệnh. Sảng khoái, ta đây tựu đánh. Trần Phi trên mặt thần sắc có chút tự tiếu phi tiếu, sau đó lấy điện thoại ra gọi đi ra ngoài. Bất quá hắn điện thoại này nhưng cũng không là cho hắn bất luận cái gì người quen biết có, mà là ra hắn Trương Bách Phu trưởng Hắc Kim thẻ, đối chiếu mặt trái một lủi dãy số, bấm đi ra ngoài. Làm Bách Phu trưởng Hắc Kim thẻ người cầm được, hắn tự nhiên bằng vào thẻ này là có chứa nhiều đặc quyền. Vừa vặn hắn tại đây Anh Quốc cũng không một cái có thể, cầm cho ra tay, bằng hữu. Đơn giản chỉ thử xem thẻ này đặc quyền đi. Đó là, đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vừa mới đem thẻ lấy ra nữa, bị Viên Khải ánh mắt bắt được, người sau liền nhất thời dường như bị thi triển định thân pháp vậy, con mắt trợn tròn, mãn mâu đều là bất khả tư nghị vẻ. Hiển nhiên hắn trăm triệu không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên có thể xuất ra tấm thẻ kia. Lấy thân phận của hắn cùng trình tự, lại làm sao có thể sẽ không biết Trương từ Mỹ quốc vận thông sở đẩy rời đi thế giới hắc thẻ vua. Có thể điều này sao có thể a? Hắn thế nào cầm cho ra tấm thẻ kia? Không phải nói tối thiểu đều phải chính mình 10 ức Mỹ nguyên trở lên tài phú, hoặc là đã bị Mỹ quốc vận thông SSS cấp siêu cấp quý khách mời, mới có tư cách chính mình tấm thẻ kia sao? Nhưng bây giờ, chính là một cái tiểu phá bác sĩ, hắn dựa vào cái gì, làm sao sẽ? Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Viên Khải cả người đều choáng váng. Hoàn toàn không dám tin tưởng một màn này. Bởi vì coi như là lấy hắn trình tự cùng cao độ, cũng cho tới bây giờ muốn đều không cảm tưởng được khen là, thế giới hắc thẻ vua, Bách Phu trưởng hắc kim thẻ, nhưng bây giờ, Trần Phi lại cư nhiên đem ra, đây đối với hắn lúc này tâm hồn trùng kích tự nhiên là không gì sánh được to lớn, thậm chí đều làm hắn có chút không có biện pháp tiếp thu. Chỉ là kinh dị sau, trên mặt hắn thần sắc lại trở nên dị thường khó xem. Bởi vì hắn biết rõ lúc này điểm ấy cho trẻ con đã hoàn toàn không có biện pháp làm khó Trần Phi, chỉ cần Mỹ quốc vận thông bên kia một câu nói, bên này xác định vững chắc ngay tức khắc cút đi. Nói cách khác, đó chính là ngoại giao sự kiện, những, này lính cảnh sát, tiểu lâu la chưa gánh nổi khởi. Bọn họ cũng không lá gan đó gánh chịu, trừ phi là bọn họ tìm Calabria tập đoàn nguyện ý tự mình đứng ra. Quả nhiên, không ra Viên Khải sở liệu. Chuyện liên quan đến thế giới hắc thẻ vua, người chủ, coi như là Mỹ quốc vận thông đô hoàn toàn không dám chút nào đình lại, ở vừa tiếp xúc với đến Trần Phi điện thoại, lại xác định tốt thân phận sau, lợi dụng tốc độ nhanh nhất liên lạc với Mỹ quốc bộ ngoại giao, lấy trực tiếp nhất, cũng là có lực nhất phương thức bắt đầu hướng Anh quốc phương diện thử đè ép. Sau đó người tự nhiên lại là mạc danh kỳ diệu, lại là vô cùng lo lắng. Như vậy rất nhanh, một chiếc điện thoại tự đánh tới tóc rối bạch nhân ở đâu tới. Mà người sau lúc này vừa thấy được điện báo dãy số, liền trong nháy mắt nhịn không được cả người run lên, trên mặt thần sắc lại hoảng lại loạn lên. Lý ngõa nhiều người hắn mà có biết hay không? Sau đó xem hắn nhận điện thoại, ống nghe nội đổ ập xuống liền truyền đến một trận lảm nhảm tiếng mắng chửi. Vâng, 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 xin lỗi, ta biết. Điện thoại này là từ Vương Thất trực tiếp đánh tới, tóc rối bạch nhân tự nhiên liền cắt đứt dũng khí cũng không có. Chỉ có thể một bên bảo sao nghe vậy nghe, một bên trong lòng may mắn vừa rồi nhượng Trần Phi đánh cú điện thoại kia, nói cách khác, nếu thật đem Trần Phi bắt, hắn sợ rằng liên chết như thế nào cũng không biết. Một lát sau, tóc rối bạch nhân rốt cục bị giày xong, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt cười khổ cúp điện thoại, quay đầu hướng về Trần Phi cúi người chào nói địa đạo xin lỗi, tôn quý tiên sinh, ta trước chân thực không biết thân phận của ngươi. Xin ngươi tha thứ cho ta. Hắn trong lòng bây giờ mặt tự nhiên hối hận muốn chết. Kỳ thực hắn sớm cần minh bạch, dám không đem tìm Calabria tập đoàn Viên Khải tiên sinh để trong mắt người, khẳng định cần phải là một rất đại nhân vật lợi hại. Cái loại này tầng thứ đại nhân vật có mâu thuẫn, hắn loại tiểu nhân vật này không có việc gì theo mù đúc kết cái gì. Muốn tìm cái chết, cũng may là hắn lần này phản ứng nhanh hơn, nói cách khác, tự thực sự. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Bất quá các người mấy vị cảnh quan nếu không chuyện gì khác mà, có thể hay không tự rời khỏi nơi này trước. Ta nghĩ cùng vị này Viên Khải viên tiên sinh, đơn độc trò chuyện vài câu. Trần Phi khoát tay áo, híp mắt cười nói. Đương nhiên, chúng ta bây giờ đã đi, hiện tại đã đi. Viên tiên sinh,
thực sự là xin lỗi, là vương thất bên kia trực tiếp gọi điện thoại tới, chúng ta cũng là không có biện pháp. Mấy người chúng ta tự đi trước, hai vị đơn độc trò chuyện, đơn độc trò chuyện. Một bên nói như thế, một bên tóc rối bạch nhân mang một phiếu thủ hạ xòe ra chân tự rút lui, không mang theo chút nào do dự cùng dừng lại. Mà ở nhìn thấy tóc rối bạch nhân cảnh sát mang theo một phiếu thủ hạ ma lưu cút đi sau, Trần Phi lúc này mới vẻ mặt tự tiếu phi thiếu lần thứ hai xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào viên khải xấu xí trên mặt, tuét miệng nói ta nói, ngươi tìm những này giúp đỡ tựa hồ có chút không lớn dùng được a. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng tùy tiện tìm vài người lính cảnh sát là có thể làm khó dễ được ta? Rốt cuộc là ngươi ngốc, còn là ngươi nghĩ rằng ta ngốc? Ngươi, tuy rằng lần này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu miệng như trước rất độc, có thể Viên Khải lại cư nhiên không lại uống mắng Trần Phi, mà là mặt âm trầm, kiêng kỵ nói ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi có Mỹ quốc vận thông bách phu trưởng Hắc Kim Thẻ, là có thể tùy ý làm bậy, cuồng vọng không biên. Coi như là loại trình độ này ở chúng ta tìm Calabria tập đoàn trong mắt, kỳ thực cũng không coi vào đâu. Mỹ quốc vận thông sở đẩy rời đi bách phu trưởng Hắc Kim Thẻ công việc cánh cửa là tối thiểu có 10 ức đô la tài phú, có thể bọn họ tìm Calabria tập đoàn có tài phú, lại đâu chỉ 10 ức. Sợ rằng vài tỷ, mấy trăm ức đều có. Vì vậy tự nhiên cũng sẽ không sợ bách phu trưởng Hắc Kim Thẻ người chủ. Có thể tuy rằng hắn trong lòng bây giờ mặt như là nghĩ như vậy, nói cũng là nói như vậy, nhưng hắn nhưng cũng vẫn là không có dám. Nữa giống như trước như vậy không hề cố kỵ. Dù sao tìm Calabria tập đoàn không sợ, nhưng cũng không đại biểu hắn Viên Khải cũng không sợ a. Thậm chí lời nói khó nghe giờ, đã có tự biết rõ nói, hắn Viên Khải liên hy vọng xa vời chính mình bách phu trưởng Hắc Kim Thẻ ý tưởng cũng không dám có, như thế nào có tư cách, hoặc là dám cùng đã thành công cầm thẻ Trần Phi cờ lê cổ tay. Đó không phải là muốn chết sao? Tới lúc này, hắn tựa hồ rốt cục suy nghĩ cẩn thận đối phương vì sao dám nắm chắc khí cự tuyệt bọn họ tìm Calabria tập đoàn. Nguyên lai là thật không sợ a. Ta kỳ thực cũng không cảm thấy có Trương phá thẻ, sẽ có cái đó. Ta chỉ là rất đơn thuần không muốn đi theo ngươi đến khám bệnh tại nhà xem bệnh mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Gặp Viên Khải thoáng cái sợ hãi rụt rè, lo lắng không như vậy chân, Trần Phi không khỏi cảm giác có chút không có ý nghĩa bĩu môi, thản nhiên nói. Ngươi, ta sẽ trở lại như thực chất bẩm báo Lưu Tuấn Nghĩa tiên sinh. Hy vọng ngươi đến lúc đó đừng hối hận. Viên Khải còn là làm sao cùng giãy giụa, cắn răng, mang ra bọn họ Lưu lão tiên sinh con lớn nhất Lưu Tuấn Nghĩa tên nói. Nói cho hắn biết tự nói cho hắn biết đi, ngươi nếu không cái khác lời thừa trước hết cút đi, có thể đừng quấy rầy ta ăn cơm chưa? Trần Phi không sao cả cười cười, sau đó liền không nhịn được đuổi người. Ngươi, chúng ta đi, lần này Viên Khải liên ngoan thoại đều không dám để xuống, liền trực tiếp xám xịt đi. Không có biện pháp. Trần Phi đều muốn bách phu trưởng Hắc Kim Thẻ đem ra, hắn chưa còn có tư cách gì nói dọa. Chuyện này cũng chỉ có thể trở lại bẩm báo Lưu Tuấn Nghĩa tiên sinh, nhượng hắn tự mình xử lý. Luân Đôn ta cự ly Lưu Hoa Chính Lưu lão tiên sinh nằm viện gần nhất, tìm Calabria tập đoàn kỳ dưới tửu điếm cấp 5 sao bên trong một gian phòng, Lưu Tuấn Nghĩa, Lưu Thiên Sơn hai huynh đệ ngồi ở trong đó, sắc mặt dị thường xấu xí. Mà ở trước mặt bọn họ sợ hãi rụt rè đứng, không là người khác. Chính là mới từ Trần Phi sát vũ mà về Viên Khải. Ngươi nói cái gì, hắn ma? Phanh! Đang nghe Viên Khải đem sự tình thêm mắm thêm muối nói lần, tánh khí nóng nảy Lưu Thiên Sơn trực tiếp đưa tay bên trên chén trà vung, nện ở trên tường rơi nát bấy. Sau đó chỉ thấy Kỳ phẫn nộ đứng lên, nổi giận đùng đùng gầm hét lên mẹ, cũng liền một cái nho nhỏ bác sĩ mà thôi, lại dám dùng loại thái độ này đúng Lưu gia chúng ta. Là không phải là không muốn sống. Đại ca, bằng không chúng ta trực tiếp phái người đi đem hắn buộc đến. Hắn thấy, bọn họ tìm Calabria tập đoàn Lưu gia tại đây Anh quốc gia sao chờ trình tự hạng cao độ. Bao nhiêu người khóc hồ muốn nịnh bợ bọn họ đều không có cơ hội, bọn họ căn bản là chướng mắt. Nhưng bây giờ, bọn họ đều phái người tới cửa đi mời, đối phương chính là một cái tiểu bác sĩ, nhưng vẫn là lại dám cự tuyệt bọn họ, không cho bọn hắn ba xem bệnh. Quả thực buồn cười. Muốn theo chân bọn họ tìm Calabria tập đoàn đối nghịch. Buộc đến, cũng là có thể làm như vậy, bất quá làm như vậy tựa hồ có chút dễ làm cho nắm được cán. Viên Khải, ngươi liên hệ bót cảnh sát người bên kia không? Trực tiếp nhường cục cảnh sát người đem hắn bắt lại, lại mang tới, không phải tốt. Lưu Tuấn Nghĩa đầu tiên là nhíu, sau lại hỏi.
liên hệ là liên lạc, chỉ là... Nghe vậy Viên Khải cái trán có chút đổ mồ hôi. Chỉ là cái gì? Lưu Tuấn Nghĩa cau mày nói. Tuấn Nghĩa tiên sinh, họ Trần tiểu tử tựa hồ thân phận có chút không bình thường. Ta trước là chuẩn bị gọi cục cảnh sát người đem hắn bắt lại, sau đó sẽ đưa bên này, thế nhưng, cục cảnh sát mọi người theo ta cùng đi, tiểu tử kia lại gọi một cú điện thoại, tự. Viên Khải do dự nói. Thân phận không bình thường, gọi điện thoại. Nghe thế Lưu Tuấn Nghĩa còn có Lưu Thiên Sơn đều nhíu mày một cái, người sau càng tính tình đại đạo có chuyện nói mau có dám mau thả. Người có thể hay không đem sự tình nói rõ một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Vâng, vâng. Nghe vậy nhất thời Viên Khải cả người một cái giật mình, nói là như vậy, họ Trần tiểu tử tựa hồ là Mỹ quốc vận thông bách phu trưởng Hắc Kim thẻ người chủ. Ta gọi là cục cảnh sát người đi bắt hắn lúc, hắn trực tiếp cho Mỹ quốc vận thông gọi điện thoại. Để bộ ngoại giao bên kia đều rối loạn, trực tiếp gọi điện thoại đến nhượng thả người. Vì vậy, trong tay hắn mặt tấm thẻ kia hình như là thực sự. Bách phu trưởng Hắc Kim thẻ. Nghe vậy, dù là Lưu Tuấn Nghĩa, Lưu Thiên Sơn hai huynh đệ cũng không từ hơi đổi sắc mặt, không nghĩ tới cư nhiên sẽ có loại này, ngoài ý muốn. Từ Mỹ quốc vận thông sở đẩy rời đi bách phu trưởng Hắc Kim thẻ, hai người bọn họ huynh đệ cũng có thể bọn họ trăm triệu nghĩ không ra. Nguyên bản ở trong mắt bọn hắn hẳn là chỉ là cái tiểu thầy thuốc Trần Phi, cư nhiên cũng có thể có được loại cấp bậc đó sợi tổng hợp phương. Hơn nữa nếu thật là nói vậy, vậy đối phương cũng quả thật có tư cách không vẫy bọn họ tìm Calabria tập đoàn Lưu ra. Cũng không cần thiết cần phải cho bọn hắn ba xem bệnh. Nghĩ đến đây, hai người bọn họ huynh đệ liền nhìn không được sắc mặt nhất tề khó xem. Lưu Thiên Sơn một lát sau càng trực tiếp nhìn không được. Nói đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại toàn cầu cao cấp nhất bẩn, tâm huyết quản lĩnh vực, não vực phương diện quyền uy chuyên gia, Will Sắt còn có Jock đều đối với bọn họ ba bệnh tình thúc thủ vô sách, không có đầu mối, cũng chỉ có họ Trần bên kia còn có chút hy vọng, nhưng bây giờ? Làm sao bây giờ? Lập tức đi liên hệ đại sứ quán, nhường đại sứ quán người đứng ra. Lưu Tuấn Nghĩa nghe vậy trước cũng là trầm mặc nửa ngày, sau lại đột nhiên con người lóe lóe. Theo sát mà ngữ điệu dương lên nói. Đại sứ quán, đại ca, ngươi là nói chúng ta Hoa Hạ đại sứ quán. Thế nhưng, Lưu Thiên Sơn vẻ mặt nghi hoặc, không rõ đại ca của mình cử động này đến cùng là dụng ý gì. Tiểu tử kia nếu thật chính mình bách phu trưởng Hắc Kim thẻ, vậy coi như là đại sứ quán, cũng không có biện pháp khiến cho hắn thế nào đi. Kỳ thực chúng ta hơn phân nửa là bối tiểu tử kia dọa sợ. Tình huống hẳn không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy. Lưu Tuấn Nghĩa lại khẽ mỉm cười một cái, nói. Dọa sợ, đại ca ngươi có thể hay không đừng nói chuyện chỉ nói phân nửa, đến cùng có ý tứ. Lưu Thiên Sơn vội la lên. Kỳ thực rất đơn giản, ngươi đã quên trước ở phòng bệnh thời gian, Jock bác sĩ nói gì đó. Lưu Tuấn Nghĩa hai mắt tràn ngập, cơ trí, quang thải, thản nhiên nói nếu như ta đoán không lầm nói, hắn tấm thẻ kia. Chắc là Italia Thánh La Lan tập đoàn Pierce bá tước lấy bản thân Mỹ quốc vận thông siêu cấp quý khách thân phận, mời hắn làm, để mà hoàn lại cứu trị tốt vợ hắn ân cứu mạng. Nếu không chính là một cái tiểu bác sĩ, lại làm sao có thể cầm đạt được cái loại này thẻ? Hắn có cái loại này tư cách sao? Trong mắt hắn, chỉ là bác sĩ loại nghề nghiệp này, hai chữ này cũng đã, hạn định chết, họ Trần tuổi nhỏ người tuyệt không khả năng bằng vào lực lượng của chính mình. Bắt được từ Mỹ quốc vận thông đẩy rời đi bách phu trưởng Hắc Kim thẻ. Chính là một cái tiểu bác sĩ, lợi hại hơn nữa, có thể kiếm bao nhiêu tiền. Đời này có thể kiếm được 10 ức đô la một phần 10 sao. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm giác trong lòng có dũng khí tất cả cố gắng đang nắm giữ cảm giác. Sau đó chỉ thấy kỳ cười lạnh nói đại sứ quán toàn bộ là Lưu gia chúng ta người. Chỉ cần họ Trần còn là một người Hoa, không muốn quá di dân, tự tất nhiên sẽ thành thật dễ bảo. Đến mức Mỹ quốc vận thông bên kia, như thế này ta tự mình gọi điện thoại đi qua chỉ nói vậy thôi. Lường trước để chính là một cái bị mời hội viên, bọn họ cũng sẽ không cho chúng ta tìm Calabria tập đoàn mặt mũi đi. Đến mức Thánh La Lan tập đoàn Pierce bá tước bên kia, ân tình đều đã còn xong, hắn đâu còn khả năng lại nhúng tay loại này chuyện hư hỏng mà. Dù sao bọn họ tìm Calabria tập đoàn cũng không phải ngồi không, đối phương làm sao sẽ để chính là một cái tiểu bác sĩ. Mà không nể tình. Mà đang ở Lưu Tuấn Nghĩa, Lưu Thiên Sơn huynh đệ tự cho là nắm trong tay tất cả vậy liên hệ khởi Hoa Hạ chú Anh quốc Luân Đôn đại sứ quán người, Trần Phi bên này nhưng ở nhận được một chiếc điện thoại sau, sân bóng đêm chính nùng,
lặng lẽ rời tửu điếm, ngồi trên một chiếc bảng số xe rất đáng sợ hắc sắc Phantom, ở màn đêm bao phủ dưới nghênh ngang mà đi. Như vậy ước một giờ sau, nhất lưu bảng số xe kinh người hắc sắc Phantom dừng ở London Hoàng gia kỵ sĩ hoa viên tửu điếm, nói bừa cửa. Còn đây là thế giới nghe tiếng 6 sao cấp tửu điếm một trong, thường thường có thể ở trên TV nghe được tên của hắn, nhìn thấy nó xa hoa. Liên rất nhiều người giàu có đều lấy có thể vào ở trong đó vi vinh. Đồng thời nó còn là Brett gia tộc tại đây luôn đồn ít có bên ngoài sản nghiệp một trong. Bởi vì có lớp Strickland gia tộc ở, London bên ngoài thế lực có rất ít dám nhúng tay đến bên này. Cho dù có, cũng tuyệt không dám thế nào gióng trống khua chiêng, bằng không đó chính là xích lõa trần đang cùng đáng sợ kia lớp Strickland gia tộc đối nghịch. Ai có to gan như vậy? Mà nhưng vào lúc này, nhất lưu Phantom dừng đến cửa tiệm rượu, mấy chục ăn mặc thẳng tây trang màu đen, trên mặt thần sắc không gì sánh được tính táo nam tử chính phân loại ở xếp hạng cửa hai bên. Một màu đỏ thảm từ tửu điếm cửa thang máy vẫn cửa hàng đến đứng ở cửa hắc sắc Phantom trước xe. Một hồi phát, mắt xanh con ngươi, ước 30-40 tuổi tây trang nam tử lúc này chính đứng ở đó một loạt hắc y nhân đội ngũ trước bưng, hơi có chút tái nhợt da thịt hiện lên xin đợi mỗi một đại nhân vật tư thế. Mà điều này cũng làm cho phía sau tửu điếm cao tầng lãnh đạo, tổng giám đốc cùng lão bản hù dọa. Không có biện pháp, có thể này tửu điếm phổ thông nhân viên công tác cũng không nhận ra. Không biết hôi phát nam tử thân phận, nhưng thân là hoàng gia kỵ sĩ hoa viên tửu điếm tổng kinh lý của cùng lão bản, bọn họ lại làm sao có thể không biết. Mắt xanh con ngươi, hôi phát tây trang nam chính là Brett gia tộc tộc trưởng đương nhiệm lão Brett công tước đại nhân đắc ý nhất huyết mạch sơ ủng. Con lớn nhất Brisbane hầu tước đại nhân. Cái này đối với bọn họ mà nói tự nhiên không thể nghi ngờ là một vị siêu cấp nghiêu bức đại nhân vật, có thể, nhưng bây giờ. Bọn họ chân thực có chút khó có thể tưởng tượng, như vậy một vị coi như là tại bọn hắn Brett bên trong gia tộc đều tuyệt đối thân phận bất phàm hầu tước đại nhân, đêm nay làm sao sẽ đột nhiên từ Italia La Mã chạy tới nơi này, nhưng lại bày ra như vậy một loại tư thế. Bất quá nhưng vào lúc này Phantom xe đàn trước mặt nhất chiếc xe kia đã dưới tới một người người, hơn nữa còn là cái rõ ràng mang theo đông phương mặt tuổi nhỏ người, cái này nhất thời làm này hoàng gia kỵ sĩ hoa viên tửu điếm tổng kinh lý của. Lão bản cầm đều thiếu chút nữa kinh điệu, cả người run lẩy bẩy. Chỉ là lúc này hôi phát, mắt xanh con người Brisbane đã nghênh đón, hướng về đông phương mặt thanh niên nhân cúi người chào thật sâu, nói tôn kính Trần tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngài. Ta là lão Brett nhi tử, Brisbane. Hiển nhiên đông phương mặt thanh niên nhân chính là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu. Xin chào, hiện tại có thể xuất phát, chỉ thấy kỳ trùng theo lão Brett nhi tử Brisbane gật đầu cười, hỏi. Ngài làm quyết định là tốt rồi. Lớp Strickland gia tộc chiếm cứ đất phong cự ly cái này London có chừng 2-3 giờ lúc đường xe, nếu ngày mai đi nói. Brisbane như trước cung kính nói rằng. Vậy hiện lại xuất phát đi. Nghe thế Trần Phi không chút do dự làm ra quyết định. Dù thế nào đối với bọn họ người như thế mà nói, nếu không phải quen, ban ngày cùng đêm tối có cái gì khác biệt đâu. Hơn nữa ngày mai ra lại phát tựu hơi trễ đi. Nghĩ đến đây. Brisbane không chút do dự, ở tửu điếm quản lý cùng lão bản đám người không gì sánh được chấn động trong ánh mắt, cướp ở Trần Phi trước đem xe Bentley hậu môn mở rộng ra, sau đó đứng ở cửa xe bên cạnh lẳng lặng xin đợi Trần Phi đi vào trước. Trần Phi ngược lại cũng không nghĩ có cái gì, lại khom lưng chui xe. Sau đó chỉ thấy Brisbane chuẩn bị đem cửa xe đóng cửa, mình tới phía trước đi làm. Thấy thế Trần Phi đưa hắn ngăn cản ngươi cũng ngồi mặt sau đi. Vừa vặn ta có chút chuyện này chuẩn bị hỏi một chút ngươi. Vâng, Trần tiên sinh. Nhất thời Bliss nhìn không được trên mặt nổi lên lau một cái thụ sủng nhược kinh vẻ, sau đó cũng theo ngồi vào phía sau xe vị. Cửa xe đóng cửa, Phantom xe chậm rãi nhanh chóng cách rời tửu điếm, hướng về London ngoại chạy tới. Lớp Strickland gia tộc ở địa phương nào? Nhìn ngoài của sổ xe ngọn đèn dầu huy hoàng cảnh đêm, và hậu phương vây quanh mình chiếc xe này, thật dài xe sang trọng đội. Trần Phi hơi có chút không thích ứng, tìm đề tài nói. Lớp Strickland gia tộc ở Percy Đại Hạp Gốc, nghe được Trần Phi hỏi thăm, Brisbane có chút câu nệ nói. Percy Đại Hạp Gốc, có thể nghe nói Trần Phi sắc mặt lại nghi ngờ dưới. Percy Đại Hạp Gốc, hắn hình như cũng không có nghe nói qua cái này địa danh a. Là địa phương nào? Đúng vậy, Percy Đại Hạp Gốc là trên thế giới này bất luận cái gì một tấm bản đồ đều tìm không được. Vệ tinh cũng khó mà phát hiện, hoặc là nói là cố ý lảng tránh khu vực.
lớp Strickland gia tộc đem chỗ đó phân chia thành vì mình gia tộc đất phong, ngoại trừ giống chúng ta Brett gia tộc loại này đỉnh cấp thế lực, vậy cũng không biết. Brisbane giải thích. Như vậy à, nghe vậy Trần Phi lộ ra lau một cái có chút ngoài ý muốn vẻ, không nghĩ tới lại là có chuyện như vậy. Bất quá cái này lớp Strickland gia tộc không hổ là Âu Châu hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lẫy tam đại mafia đại một trong những gia tộc, không nghĩ tới cư nhiên có thể có loại ảnh hưởng này lực, thế giới trong phạm vi đều như thế nể tình, không để cho nó ở trên bản đồ đánh dấu đi ra. Muốn là chúng ta Brett gia tộc tưởng tượng bọn họ làm như vậy, kỳ thực cũng là có thể, chỉ là chúng ta gia tộc những người lớn nghĩ không cần thiết mà thôi. Mà nhưng vào lúc này, Brisbane đột nhiên nói. Nghe thế Trần Phi đầu tiên là sửng sốt, sau đó không khỏi khóe miệng hơi câu một chút, lại hỏi nghe lão Brett nói, các ngươi gia tộc gặp được giờ chuyện phiền toái mà. Liên hắn đều bị khóa ở trong gia tộc mặt, xem ra hẳn không phải là cái gì chuyện nhỏ đi. Cái này, mà đang nghe Trần Phi lời nói này, Brisbane trên mặt rõ ràng hiện ra lau một cái trần trờ cùng vẻ khổ sở, thậm chí khởi trong tròng mắt còn mơ hồ có vẻ có chút sầu lo cùng lo lắng. Sau đó chỉ thấy Kỳ có lệ nói đúng vậy. Bất quá chúng ta phụ thân còn có nguyên lão bọn họ đều tự mình xuất động, hẳn là rất nhanh thì có thể giải quyết. Phụ thân ngươi cùng các ngươi gia tộc nguyên lão đều tự mình xuất động. Nghe thế cái này phương pháp nhìn không được ngẩn người, sắc mặt có vẻ có chút kinh dị. Hắn không ngốc, đương nhiên rất rõ ràng có thể để cho lão Brett còn có gia tộc bọn họ nguyên lão đều toàn bộ tự mình xuất động chuyện mà, khẳng định cũng không phải cái gì chuyện nhỏ. Bất quá nếu Brisbane không muốn nói, vậy hắn cũng liền thức thời không hỏi nhiều nữa. Sau đó lại thấy Kỳ nhớ tới một việc, hỏi, được rồi, còn có chuyện mà. Ta nghe phụ thân ngươi nói, lần này lớp Strickland gia tộc sở tổ chức chúc mừng trong buổi họp nhất định sẽ có đấu giá hội, có thể đến lúc đó hẳn là thế nào giao dịch, không biết là dùng tiền bán đấu giá đi. Vẫn là lấy vật dịch vật, chuyện này hiển nhiên là trước mắt hắn chú ý nhất. Đối với bọn hắn người như thế mà nói, thế tục tiền tài hầu như đã hoàn toàn không có tác dụng gì, vì vậy đến đấu giá hội thời gian hẳn là cầm vật gì vậy đấu giá. Không có khả năng dùng tiền đi, vẫn là lấy vật dịch vật. Không phải là dùng tiền. Vậy chúng ta phương Tây hắc ám thế giới giống như loại này đấu giá hội, đều là dùng ma pháp kim tệ đến đấu giá. Brisbane nhất thời nói rằng, ma pháp kim tệ, nghe vậy Trần Phi ngẩn người. Hiển nhiên, hắn chưa từng nghe nói qua loại đồ vật này. Đúng vậy, đây là ma pháp kim tệ. Gặp Trần Phi nghi hoặc, Brisbane từ thích trong túi móc ra một khối lòe lòe chiếu sáng kim tệ, mặt trên tràn ngập nhàn nhạt thần bí quang huy, nhất thời làm Trần Phi hai mắt ánh mắt liền không nhịn được rơi xuống phía trên kia đi. Vật này là... Trần Phi từ Brisbane trong tay nhận lấy làm hắn cảm giác kỳ dị ma pháp kim tệ, tùy theo cảm thụ được phía trên kỳ dị luật động, con người hơi lóe lên, nói phía trên này là ma pháp nguyên tố. Đúng vậy. Phía trên này chính là ma pháp nguyên tố. Không hổ là Trần tiên sinh ngài a, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Brisbane trong miệng tán thưởng một câu, chợt lại giải thích cùng Trần tiên sinh các ngươi Đông phương cổ vũ giả phương pháp tu luyện bất đồng. Chúng ta phương Tây, hầu như sở có dị năng người hoặc là ma pháp sư, đều là lấy tản bộ ở trong trời đất này ma pháp nguyên tố làm cơ chuẩn, mà triển khai tu luyện hành động. Đến mức ma pháp này kim tệ. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại nói ma pháp này kim tệ trên có nhất định lượng ma pháp nguyên tố, nếu là có thể lấy cái này đến tu luyện, sẽ gặp rõ ràng nhanh hơn chúng ta phương Tây tu luyện giả tốc độ tu luyện. Vì vậy ở chúng ta phương Tây hắc ám thế giới vòng tròn nội, đều là lấy ma pháp này kim tệ làm giao dịch tiền. Các ngươi huyết tộc không phải là tu luyện là máu năng lượng sao? Trần Phi chen miệng nói. Chúng ta huyết tộc tu luyện năng lượng, được gọi là huyết năng. Máu này có thể kỳ thực cũng có thể chuyển hóa thành ma pháp năng lượng, vì vậy không ảnh hưởng nhiều lắm. Brisbane giải thích, nguyên lai là như vậy. Nghe được theo Trần Phi lúc này mới có chút rực rỡ hiểu ra, lại còn là có chút nghi ngờ hỏi đồ chơi này là thế nào tới. Là tự chúng ta chế luyện, Brisbane nói rằng. Bản thân chế tác, Trần Phi ngẩn ra. Đúng vậy. Brisbane lại nói tiếp trừ ra ma pháp kim tệ trên ma pháp nguyên tố năng lượng. Kỳ thực vậy chỉ là một quả phổ thông thông kim tệ mà thôi. Mà chúng ta phương Tây thế giới tu luyện giả, hầu như tất cả mọi người hiểu được chế tác ma pháp kim tệ phương pháp, chỉ là ở chỗ chế tác tốc độ nhanh cùng chậm mà thôi. Brisbane nói đến đây vi hơi dừng một chút, sau lại thẳng thắn bất đồng Trần Phi đặt câu hỏi, lại tiếp tục giải thích giống như ta vậy hầu tước huyết tộc,
đại khái cần cả ngày thời gian, mới có thể chế tạo ra như vậy một quả tiêu chuẩn ma pháp kim tệ. Mà nếu một vị công tước đại nhân nói, mặc dù là vừa đột phá đến, cũng chỉ cần không được một giờ, là được rồi. Nếu là A cộng cấp dị năng giả hoặc là S cấp, cũng giống như nhau tốc độ. Hắn còn nói thêm, chiếu ngươi nói như vậy, ma pháp này kim tệ còn thật khó khăn làm cho A. Ai, trong tay ta mặt cũng không đồ chơi này. Trần Phi một bên rốt cục nghe rõ, một bên rồi lại có chút khó khăn lên. Trong tay hắn mặt có thể không có gì ma pháp này kim tệ, đi đâu lộng. Tôn kính Trần tiên sinh, về ma pháp kim tệ chuyện này, ngươi không cần lo lắng. Lần này cha ta nhường ta từ gia tộc dẫn theo 30000 ma pháp kim tệ đến, chỉ cần ngài không phải là muốn đấu giá hội gì đó đều bao hết, nên hoàn toàn vậy là đủ rồi. Bất quá một giây kế tiếp Brisbane lại đem Trần Phi trong lòng sầu lo giải quyết. Lão Brett tựa hồ sớm biết rằng Trần Phi không ma pháp kim tệ, vì vậy sớm đã vì hắn chuẩn bị xong. Nghe thế chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tự nhiên hơi ngẩn người, sau đó nở nụ cười, nói lúc rảnh rỗi thay ta cảm tạ lão Brett. Coi là ta thiếu các ngươi một cái nhân tình đi. Không cần, không cần, tôn kính Trần tiên sinh, ngài thực sự là quá khách khí. Brisbane một bên lắc đầu, một bên lại hưng phấn nói. Phụ thân hắn chuẩn bị như thế đầy đủ, đủ lấy ra 30000 ma pháp kim tệ, không phải là vì những lời này. Percy Đại Hạp Gốc, là trên thế giới này bất luận cái gì một tấm bản đồ cũng không có, cũng sẽ không đánh dấu đi ra ngoài khu vực địa danh. Bởi vì... này chính là to như vậy lớp Strickland gia tộc sở chiếm giữ gia tộc đất phong, bọn họ không muốn bị ngoại giới tùy ý nhìn trộm, đơn giản chỉ vận dụng kỳ lực ảnh hưởng cùng năng lượng, từ thế giới trên bản đồ đem cho, lau đi. Đến mức ở tai nơi này phụ cận người Anh, bọn họ căn bản cũng không dám tới gần, khu vực ma quỷ. Bởi vì một khi bởi vì hiếu kỳ, hoặc là cái gì khác tiến vào, 90% đều ra không được, hội thần bí thất tung ở bên trong. Hơn nữa coi như là ngươi chiếm cứ 10% thật là tốt vật, đi ra, nhưng cũng có còn là sẽ mạc danh kỳ diệu chết. Là thật mạc danh kỳ diệu. Vì vậy dần ra khu vực là được chân chính vùng cấm. Ma quỷ lãnh thổ, không ai dám tới gần. Tuy nói lớp Strickland gia tộc từ lúc tốt nhất thế kỷ tràng thế chiến, cũng đã xảy ra vấn đề, bắt đầu đi đường xuống dốc. Có thể dù sao bách túc chi trùng tử nhi bất cương, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Lớp Strickland gia tộc tuy rằng không đỉnh thời kỳ lợi hại như vậy, nhưng cũng vẫn là cái này Anh quốc hắc ám thế giới đỉnh cấp, no một. Mà thừa dịp bóng đêm, Trần Phi, Brisbane ngồi phen tầm đoàn xe tiến nhập Percy Đại Hạp Gốc. Xa xa, Trần Phi tốt đẹp chính là thị lực đã nhìn thấy cách đó không xa nhô thật cao, dường như chiếm giữ tại đây màu xám cả vùng đất cự thú vậy thung lũng ở giữa, lại thoạt nhìn là ngọn đèn dầu sáng chói. Cái này, tu kiến ở thung lũng bên trong. Trần Phi lăng lăng nhìn phương hướng kia. Hiển nhiên hắn trăm triệu không nghĩ tới, cái này lớp Strickland gia tộc có gia tộc khu nhà, lại là tu sửa xây ở đó Percy Đại Hạp Gốc bên trong. Xa xa nhìn lại, Percy Đại Hạp Gốc bên trong dĩ nhiên là bị móc sạch, lối vào như là cự thú miệng to như chậu máu, bên trong lại ngọn đèn dầu sáng chói, diễm quang chập chờn, chứa nhiều kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Lớp Strickland gia tộc ở trên thế kỷ trước hầu như muốn quân lâm toàn bộ Âu Châu, tuy rằng đến mặt sau kỳ dã tâm bị đánh phá, có thể loại gia tộc này nội tình, quả thực đáng sợ. Ngay cả chúng ta Brett gia tộc đều có chút so ra kém. Brisbane mặc dù đã không phải là lần đầu tiên thấy, vẫn là hết sức chấn động, thậm chí thấp giọng cảm thán nói. Vậy cũng là sự tình trước kia, hiện tại các người Brett gia tộc, không phải là so với bọn hắn kém sao? Ngược lại thì Trần Phi nghe vậy cười cười, nói. Vào đi thôi, sau đó chỉ thấy phen tầm đoàn xe lái vào bên trong cốc bộ. Đi được rất chậm. Tại nơi lối vào có lớp Strickland gia tộc bày cửa ải, kỳ thực cũng không thể nói là cửa ải, bất quá sở hữu muốn tiến vào trong đó người đều phải tại nơi dừng một chút, nghiệm chứng thân phận sau mới có thể chân chính tiến nhập lớp Strickland gia tộc dưới đất vương quốc. Mà Brett gia tộc danh vọng cùng cao độ, lại có lớp Strickland gia tộc phát ra ngoài thư mời. Tự nhiên không đã bị bất luận cái gì làm khó dễ cùng quấy nhiễu, trực tiếp bị cho đi. Bất quá lúc này bọn họ cũng chỉ có thể xuống xe bộ hành tiến nhập trong đó. Bên trong cốc bộ giống như là cái phóng đại hãy dưới đất cổ bảo vệ, có phòng ốc, có đường phố, mà vãng lai thông hành còn lại là dựa vào từng chiếc một mã xa. Brisbane, mà đang ở Trần Phi đám người chuẩn bị cưỡi lớp Strickland gia tộc đã chuẩn bị xong mã xa, đi đã qua bên trong cốc bộ dưới đất cổ bảo lúc.
xa xa lại đột nhiên truyền đến một đạo ngạc nhiên thanh âm. Chỉ thấy cách đó không xa đang có hơn 10 người, trong đó có một nam một nữ đứng ở trước mặt nhất. Cô đó thoạt nhìn là người tuổi trẻ dáng dấp, tóc vàng mắt xanh, sống mũi thẳng, vóc người lồi lõm có hứng thú, tối trọng yếu là trên mặt hắn xóa sạch mỉm cười thập phần mê người. Mà khi hắn nhìn thấy Brisbane sau, mặt cười cư nhiên nhất thời có chút ửng đỏ lên, giống như có chút xấu hổ, rồi lại khó nén ngượng ngùng sau vui sướng ý. Hiển nhiên hắn cũng thật không ngờ, cư nhiên có thể tại đây đụng thấy mình ngày nhớ đêm mong người. Ekena lão bá tước, Đỗ Lệ Vi, mà Brisbane vừa thấy được chiêu đó hầu người của chính mình, nhất là lại tái kiến mỹ nữ tóc vàng, nhất thời trên mặt thần sắc không nhẫn nại được kích động, liền bên cạnh Trần Phi cư nhiên tạm thời vứt đến rồi sau đầu, nghênh đón, kích động nói. Người này, chẳng lẽ là hắn già trước tuổi tốt, thấy tình cảnh này ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ngược lại cũng không tức giận, ngược lại là kìm lòng không đậu sờ sờ cằm, có chút bát quái lẩm bẩm. Hắn lại không ngốc, đương nhiên liếc mắt tự nhìn ra Brisbane tuyệt đối là phát tao. Tuy nói kỳ bề ngoài thoạt nhìn có chút cũ, cũng sống phỏng chừng có mấy thập niên, có thể y theo huyết tộc niên kỷ linh mà tính, nhưng vẫn là coi là rất tuổi còn trẻ. Cũng liền cùng người thường chừng 30 tuổi không sai biệt lắm. Khụ khụ, Brisbane, không nghĩ tới ngươi cũng tới, phụ thân ngươi ni. Vị này chính là, Ekena lão bá tước gặp nữ nhi mình kích động cùng Brisbane tay dắt cùng nhau, không khỏi sắc mặt nghiêm, ho khan vài tiếng, lại hỏi. Hơn nữa hắn cũng chú ý tới, cùng Brisbane cùng nhau còn có cái rõ ràng cho thấy người Đông Phương tuổi nhỏ người. Người trẻ tuổi kia là, ngạch, tôn kính Trần Tiên Sinh xin lỗi, ta. Brisbane trải qua Ekena lão bá tước như thế vừa đề tỉnh, lúc này mới một chút hoàn hồn phản ứng kịp, còn có Trần Phi ở, vì vậy không khỏi ở mỹ nữ tóc vàng Đỗ Lệ Vi còn có Ekena lão bá tước ánh mắt khiếp sợ trong, hướng Trần Phi có chút sợ hãi thỉnh tội nói. Không có biện pháp, người khác không biết Trần Phi Trần Tiên Sinh có thật lợi hại, nhiều đáng sợ, lẽ nào hắn Brisbane còn không biết sao? Liên màu đỏ tươi răng đều bị khí diệt, truyền kỳ sát thủ đao phong sách cũng chết ở kỳ trong tay. Vì vậy đừng nói là hắn Brisbane, coi như là phụ thân hắn lão Brett, cũng không dám dễ dàng như vậy chậm trễ đối phương, có thể hắn hiện tại. Mà ở nhìn thấy một màn này, đường đường Brett gia tộc tộc trưởng đương nhiệm lão Brett công tước đại nhân nhi tử Brisbane, đều cư nhiên ở Trần Phi như vậy một cái Đông Phương trước mặt người tuổi trẻ như vậy không rõ sợ hãi, như vậy không rõ hoảng loạn, quyền kia đến thực lực liên Brisbane cũng không bằng Ekena lão bá tước càng sắc mặt thay đổi. Không biết đây tột cùng là tình huống gì. Brisbane hầu tước, người không giới thiệu cho ta giới thiệu. Hai vị này là, mà nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên khẽ mỉm cười mở miệng. Trong giọng nói mang theo trêu ghẹo. Hắn cũng không phải này tính tình cổ quái đồ cổ, vì vậy lại làm sao có thể bởi vì. Này loại không giải thích được chuyện này mà tức giận. Hơn nữa hắn hiện tại cũng thật tò mò, mỹ nữ tóc vàng cùng Brisbane quan hệ thế nào. Dù thế nào khẳng định tuyệt đối là có chút mờ ám. Trần Phi âm thầm đập đi theo miệng, trong lòng bát quái lửa hừng hực bốc cháy lên. Trần Tiên Sinh, vị này chính là Hawken gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, Ekena lão bá tước, cái này là nữ nhi của hắn Đỗ Lệ Vi. Gặp Trần Phi không tức giận ý tứ, Brisbane cái này mới thả miệng đại khí, vội vã giới thiệu. Nguyên lai là Ekena lão bá tước, còn có Đỗ Lệ Vi tiểu thư, các ngươi khỏe, ta là Trần Phi. Trần Phi tự nhiên cười ha hả giơ tay lên một cái. Sau đó lại thấy hắn thình lình hướng bên cạnh Brisbane nói Đỗ Lệ Vi tiểu thư thật xinh đẹp. Brisbane ngươi thích hắn đi. Ta, khụ, nghe vậy Brisbane nhất thời sắc mặt ngẩn ra, sau đó trên mặt thần sắc ngay tức khắc bị cái này thình lình một câu nói, cho khiến cho vẻ mặt đỏ bừng, nhãn thần bên trái miểu bên phải miểu, chỉ có thể lấy tiếng ho khan để che giấu hắn xấu hổ. Nhưng khụ theo. Hắn lại đột nhiên nhãn thần có chút ảm đạm xuống. Trần Tiên Sinh, Đỗ Lệ Vi là ta thích người, thế nhưng. Hắn nhãn thần có chút thống khổ. Nhưng mà cái gì, nghe vậy thấy thế Trần Phi ngẩn người. Thế nhưng lão Brett công tước đại nhân chê chúng ta hoắc đốn gia tộc quá nhỏ bé, không với cao nổi bọn họ Brett gia tộc. Ekena lão bá tước đột nhiên tiếp lời nói. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút. Lại nói hơn nữa nữ nhi của ta Đỗ Lệ Vi cũng không phải huyết tộc, chúng ta hoắc đốn gia tộc là ma pháp sư gia tộc. Có lẽ là để huyết thống thuần khiết đi, lão Brett công tước đại nhân không muốn Brisbane trong cơ thể huyết thống bị làm bẩn. Nghe thế,
vô luận là Brisbane hay hoặc là Đỗ Lệ Vi đều có chút lặng lẽ, nhãn thần hiển lộ ra cực kỳ thống khổ ánh sáng màu. Rõ ràng là yêu nhau hai người, nhưng bởi vì song phương gia tộc thực lực sai biệt, còn có huyết tộc huyết thống thuần khiết, mà bị vội và không thể cùng một chỗ. Còn có cái gì có thể so sánh đây càng làm cho thống khổ sao? Hẳn là, có thể đã không có đi. Ta hiểu được, ngươi nếu cùng nàng cùng một chỗ, lực lượng của ngươi hẳn là lúc đó dừng lại không tiến lên, thậm chí lui về phía sau đi. Nghe vậy Trần Phi tựa hồ nghe đã hiểu cái gì, ánh mắt ở Brisbane cùng với Đỗ Lệ Vi trên người đánh giá, nói. Ta. Nghe thế, Brisbane trên mặt thần sắc nhất thời đổi đổi, nhưng sau đó hắn giọng nói cũng không so với kiên định nói cái này không coi vào đâu. Để Đỗ Lệ Vi, ta nguyện ý. Brisbane, nhất thời Đỗ Lệ Vi trên mặt liền nhìn không được hiện ra vừa cảm động, lại là thần sắc thống khổ. Nếu hắn cũng là huyết tộc, nếu sau lưng nàng Hoắc Đốn gia tộc có thể lớn mạnh một chút, thật là tốt biết bao. Xem ra hai người các ngươi thật là thật tâm yêu nhau a. Được rồi, lão Brett không phải chỉ ngươi một đứa con trai đi. Trần Phi nhãn thần ở chỗ sâu trong bị xúc giật mình, hắn có thể cảm giác được Brisbane lúc nói những lời này, sở biểu lộ ra đích thực tâm. Còn có mỹ nữ tóc vàng mặt cười sở chảy lộ ra ngoài biểu tình, là thật rất thống khổ. Sau đó chỉ thấy hắn híp mắt một cái nói. Cha ta, đương nhiên, cha ta có 4 nhi tử, 2 cô gái. Nghe vậy Brisbane ngẩn người, không rõ Trần Phi hỏi cái này nói là có ý gì. Nhưng tự sau đó một khắc, hắn tự biết đáp án, nhưng lại nhìn không được một chút mừng như điên lên. Bởi vì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại nói như vậy nếu không ngươi cầm danh nghĩa của ta đi cho lão Brett nói một chút. Mặt mũi của ta hắn cũng còn là sẽ cho đi. Xem ra hắn là chuẩn bị làm một hồi người tốt. Thực sự, Trần Tiên Sinh, ta, thực sự là rất đa tạ ngài. Brisbane kích động vạn phần, thậm chí nhịn không được phát thông một dưới quỳ xuống. Bởi vì hắn biết rõ, nếu Trần Phi Trần Tiên Sinh thật nguyện ý vì hắn cùng Đỗ Lệ Vi ra mặt, phụ thân hắn lão Brett khẳng định tuyệt không sẽ lại ngăn cản chuyện này. Mà ở nhìn thấy một màn này, Đỗ Lệ Vi thậm chí Ekena lão bá tước đều có chút ngây dại. Khi bọn hắn lương ánh mắt lần thứ hai rơi xuống Trần Phi trên người lúc, nồng nặc kinh dị cùng rung động nhất tề tuôn ra, khó có thể trấn tĩnh lại. Cùng ở Trần Phi loại quái vật này trước mặt khách khí, khiêm tốn hình tượng bất đồng, lão Brett ở kỳ trước mặt người khác nhưng thật ra là tính tình rất thúi, tính cách rất cũ kỹ một người. Cái gọi là Hoắc Đốn gia tộc, ở phương Tây hắc ám trên thế giới căn bản tựu bất nhập lưu, thậm chí ngay cả cái S cấp cường giả cũng không có, hắn tự nhiên nghĩ cái loại này gia tộc nữ nhân cao trèo không lên con của hắn, cao trèo không lên bọn họ Brett gia tộc. Hơn nữa bản thân hắn còn là vị công tước đỉnh cường giả, lực lượng không biết mạnh bao nhiêu, nhiều khủng bố. Vì vậy, Brisbane còn có Ekena lão bá tước hữu khởi dám làm trái ý tứ của hắn, không nghe lời của hắn. Đến lúc đó, nếu ngay cả mạng sống cũng không còn, vậy thực sự hết thảy đều xong. Nhưng bây giờ, một đông phương thanh niên nhân lại cư nhiên đúng Brisbane nói, muốn kỳ phụ thân, đường đường lão Brett công tước đại nhân, xem ở mặt mũi của hắn lên. Đồng ý cái này lão Brett công tước đại nhân bản thân đã sớm phủ quyết chuyện tình, tuyệt đối so với lần đầu tiên cho hắn biết sau, tự tranh thủ nhượng hắn đồng ý, càng khó. Nhưng vì sao Brisbane đang nghe loại này, sai lầm, ngôn luận sau, sẽ bỗng nhiên kích động như vậy cùng vui vẻ. Chờ, vân vân chờ đã. Lẽ nào đông phương người tuổi trẻ mặt mũi, thật có thể nhượng lão Brett công tước đại nhân thay đổi chủ ý, đáp ứng. Nghĩ đến đây, bọn họ thay đổi có chút ngây người. Cái này, bố, Brisbane, vị trẻ tuổi này thật có thể nhượng lão Brett công tước đại nhân thay đổi chủ ý. Hiển nhiên Ekena lão bá tước chân thực vẫn còn có chút không có cách nào khác tin tưởng, sau đó không khỏi thốt ra hỏi. Brett gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, lão Brett công tước đại nhân, đây chính là đường đường chính chính, chân chân chính chính huyết tộc công tước đỉnh cường giả. Có thể để cho cái loại này đại nhân vật cũng như cái này nể tình, chính là một cái đông phương thanh niên nhân, làm sao có thể. Ekena lão bá tước, Trần Tiên Sinh là chúng ta Brett gia tộc khách nhân tôn quý nhất. Lần này nếu không phải là bởi vì gia tộc bọn ta tạm thời ra một ít đại loạn tử, vậy bây giờ lúc này đứng ở trước mặt ngươi, vì Trần Tiên Sinh tiếp khách dẫn đường, chính là ta phụ thân lão Brett, mà không phải ta Brisbane. Brisbane nghe vậy mí mắt vừa nhảy, vội vàng cấp Ekena lão bá tước nháy mắt, rất sợ hắn nói sai nói. Cái gì? Có thể Ekena lão bá tước nghe vậy còn là cả người run lên,
sắc mặt chợt đại biến lên. Bố, Brett gia tộc khách nhân tôn quý nhất. Liên lão Brett công tước đại nhân cái loại này đại nhân vật đều muốn đích thân tiếp khách. Phải biết rằng đây chính là huyết tộc công tước đỉnh cường giả A. Coi như là phóng nhãn toàn bộ phương Tây hắc ám thế giới, đều tuyệt đối là nhất đẳng một, không ai có thể đơn giản mạo phạm. Chớ nói chi là lão Brett còn là Brett gia tộc tộc trưởng đương nhiệm. Làm cái này Âu Châu 11 đại mafia trong gia tộc có chừng tam đại mafia đại một trong những gia tộc, Brett gia tộc lợi hại cùng cường thế, còn dùng nói. Nhưng bây giờ Brisbane lại cư nhiên như vậy nói. Vậy làm sao có thể nhượng Ekerna lão bá tước không khiếp sợ vạn phần? Cái này, trách không được Đông Phương thanh niên nhân có lá gan nói ra những lời này, nguyên lai là như vậy. Nghĩ đến đây, dù là Ekerna lão bá tước loại này lão gia này, cũng không dám tiếp tục ở Trần Phi cái này nhìn như cả người lẫn vật vô hại Đông Phương trước mặt người tuổi trẻ vô lễ. Sau đó chỉ thấy Kỳ cung kính, run rẩy hướng Trần Phi giơ tay lên một cái, nói tiên sinh tôn kính. Xin tha thứ ta trước không biết thân phận của ngài. Đại nhân, ngay cả Đỗ Lệ Vi đều hoảng loạn lên, thậm chí ngay cả lại ngẩng đầu nhìn Trần Phi dũng khí cũng không có, đầu thấp. Ekerna lão bá tước, xinh đẹp Đỗ Lệ Vi tiểu thư, ta không đáng sợ như vậy, ta lại không ăn người. Thấy tình cảnh này Trần Phi bất đắc dĩ sờ sờ cằm, cũng vẫn còn có chút không nói gì nói. Sau lại thấy Kỳ nhìn phát thông quỳ rạp xuống đất Brisbane. Tiện tay đem kéo lên nói đến lúc đó ngươi đi cho phụ thân ngươi chỉ nói vậy thôi, coi như là nể tình ta. Chỉ cần các ngươi lưỡng là thật tâm yêu nhau, ta đây coi như hồi người tốt, giúp ngươi một chút khác. Lấy hắn hiện nay tu vi cùng thực lực, tự nhiên hoàn toàn có tư cách nói lời như vậy. Tạ, cảm tạ, Trần Tiên Sinh thực sự là quá cảm ơn ngươi. Đỗ Lệ Vi, ngươi cũng tới cảm tạ Trần Tiên Sinh. Brisbane kích động nói không ra lời. Lại theo sát mà hướng cách đó không xa còn lo lắng Đỗ Lệ Vi ngoắc. Nga, đại nhân, cảm tạ ngài. Đỗ Lệ Vi lúc này mới phảng phất có một ít như ở trong mộng mới tỉnh, lắp bắp, dập đầu va chạm đụng hướng Trần Phi chí tạ. Nhưng hắn bộ dáng kia hiển nhiên còn chưa từ khiếp sợ cùng kích động trong hoàn toàn dẫy đi ra, mặt cười trên còn có rõ ràng vẻ không dám tin, hắn nhéo nhéo tay mình lưng, cảm giác kia thật giống như lấy vi mình đang nằm mơ. Không có việc gì, ta cũng liền chỉ là thuận tiện giúp hỗ trợ mà thôi, không có gì lớn không. Trần Phi cười cười khoát tay áo, lại đột nhiên nụ cười trên mặt ngừng, sau đó ánh mắt hơi lóe lên hướng cách đó không xa quét tới. Chỉ thấy ở ánh mắt của hắn quét tới phương hướng, đang có một đám ánh mắt hung quang cùng cười nhạt tên, chính từ xa đến gần, vây quanh. Ha ha, xinh đẹp Đỗ Lệ Vi tiểu thư, còn có đây không phải là Ekerna lão bá tước sao? Không nghĩ tới cư nhiên có thể ở cái này đụng thấy các ngươi. Lúc này gặp các ngươi còn đã qua chưa tránh, còn là ngoan ngoãn khuất phục nhà của chúng ta đại nhân đi. Mắt lộ ra hung quang, cười nhạt phây đi lên người tuy rằng mỗi người đều toàn thân tản ra thần thánh quang minh nguyên tố ma pháp ba động, có thể những người đó lại thoạt nhìn rất làm cho chán ghét, không ít người trên mặt đều mang châm chọc cùng dâm cười. Nhất là trong những người kia thoạt nhìn như là cầm đầu tên kia, cả người tràn ngập mạnh mẽ quang minh lực lượng. Chỉ là Kỳ trên mặt dâm cười cùng vẻ ngạo mạn lại làm cho người nhìn rất khó chịu. Nhất là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thấy sau, nhất thời trực tiếp càng nhíu mày một cái, trong mắt xẹt qua lau một cái nhàn nhạt hàn mang cùng lãnh ý. Bọn người kia là tới tìm phiền toái. Đỗ Lệ Vi, Ekerna lão bá tước, bọn họ là ai? Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy thấy thế Brisbane nhìn không được con ngươi âm trầm hỏi. Những tên kia người nào? Lại dám đánh hắn Đỗ Lệ Vi chú ý. Ta. Nghe vậy Đỗ Lệ Vi nhất thời có chút tức giận lên, tức giận nói Brisbane, đám người kia chân thực hơi quá đáng. Ngươi nhất định phải giúp ta ra khẩu khí này a. Im miệng, nói bậy bạ gì đó. Brisbane, đó là ba tần người của gia tộc, gặp nữ nhi mình có chút miệng thúi, Ekerna lão bá tước vội vàng biến sắc. Hiển nhiên, hắn là biết những người đó bọn họ hót đốn gia tộc là không chọc nổi. Cái gì, ba tần gia tộc, mà đang nghe Ekerna lão bá tước nói, Brisbane sắc mặt cũng thay đổi. Thế nào, cái này ba tần gia tộc rất lợi hại. Thấy thế, Trần Phi con người hơi lóe lóe, nói. Trần Tiên Sinh, cái này ba tần gia tộc là Hy Lạp mạnh nhất quang minh ma pháp gia tộc. Gia tộc kia trong người mạnh nhất Dumbledore ba tần, những năm trước đây càng đã trở thành quang minh đại ma truyền.
Ekkerna gặp Trần Phi cư nhiên không biết ba Tần gia tộc lợi hại, nhất thời tiểu thanh giải thích. Quang minh đại ma truyền. Nghe vậy Trần Phi giật mình. Đây là ma pháp sư vòng tròn nội xưng hào. S cấp ma pháp khác sư cường giả được xưng là ma đạo sư, SS cấp ma pháp khác sư cường giả được xưng là đại ma truyền, SSS cấp ma pháp khác sư cường giả được xưng là thánh ma đạo. Gặp Trần Phi nghe không hiểu, Brisbane ngay tức khắc giải thích, nói. Mặc dù nói nếu là dựa theo trong gia tộc đứng đầu cường giả số lượng đến tương đối, cái này ba Tần gia tộc xa không bằng bọn họ Red gia tộc, ai có thể gọi cái này ba Tần gia tộc chuyên tu quang minh ma pháp, mà quang minh ma pháp lại đúng lúc là bọn họ huyết tộc khắc tinh. Vì vậy đừng nói là bọn họ Red gia tộc, coi như là toàn bộ huyết tộc người của bên trong vòng, đều tuyệt không nguyện đơn giản cùng loại này quang minh ma pháp gia tộc khởi xung đột. Mà một khi thật muốn là đúng trên, tự quá vướng tay chân quá khó giải quyết. Tỷ như Dumbledore Barton, coi như hắn lúc này mới vừa trở thành quang minh đại ma truyền không bao lâu, có thể nếu muốn cho hắn theo chân bọn họ huyết tộc cường giả chống lại, sợ rằng có thể so với một vị phổ thông huyết tộc đại công tước đỉnh cường giả đều lợi hại hơn. Bởi vậy thấy rất mạnh. Thế mà cái này quang minh ma pháp sư tuy rằng có thể khắc chế huyết tộc, nhưng lại không thể khắc chế chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu mảy may. Hơn nữa, quang minh ma đạo sư, SS cấp cường giả, loại trình độ này, hắn bây giờ còn sẽ ở chăng? Nga, nguyên lai chính là cái SS cấp A, có ta ở đây không cần sợ. Sau đó chỉ thấy kỳ không có vấn đề vậy mở miệng cười cười, nói. Có ngươi ở đây không cần sợ, khẩu khí cũng không nhỏ, nhìn ngươi hình dạng chắc là Đông Phương người bên kia đi. Chính là người Đông Phương cũng dám chạy đến chúng ta phương Tây đến Dương Oai. Muốn tìm cái chết sao? Ngay Trần Phi nói như vậy lúc, này ba Tần người của gia tộc đã đi được rất gần, vì vậy cũng nghe được Trần Phi theo như lời nói, nhất thời người cầm đầu. Thoạt nhìn đoán chừng có 40-50 tuổi tông phát lão đầu cười lạnh nói. Hơn nữa tại nơi cười lạnh, một ngạo mạn cùng mạnh mẽ quang minh lực lượng lại bắt đầu khởi động đi ra. Quang minh ma đạo sư, Ekkerna lão bá tước cả người mạnh run lên một cái, sắc mặt đều thay đổi trắng. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, đối phương lại là một vị quang minh ma đạo sư. Cái này, xong. Người Brisbane cũng đồng dạng sắc mặt mạnh đổi, có chút bối rối lên. Hắn mặc dù là lão Brett nhi tử, nhưng cũng chỉ là một huyết tộc hầu tước mà thôi, huống chi bây giờ đối với phương còn là một vị quang minh ma đạo sư cường giả. Ở khắc chế quan hệ dưới, chỉ sợ cũng xem như là phụ thân hắn đều không nhất định có thể chống lại đối phương, như vậy, hắn há có thể không sợ. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ tới bên cạnh Trần Phi vẫn còn, không khỏi hạ giọng Trần Tiên Sinh. Trần Phi Trần Tiên Sinh đều có thể đủ giết chết truyền kỳ sát thủ Đao Phong Xét. Vậy hẳn là có thể so với quang minh ma đạo sư lợi hại không? Cái này rõ ràng là rất đơn giản phán đoán đề, có thể bởi vì quang minh ma pháp sư lâu dài tới nay đối với bọn họ huyết tộc tạo thành bóng ma trong lòng, cũng để cho trong lòng của hắn hoảng loạn cùng dao động lên. Hẳn là, sẽ phải so đối phương lợi hại hơn đi. Boris ma đạo sư đại nhân, vị này chính là Brett gia tộc tộc trưởng đương nhiệm lão Brett công tước đại nhân nhi tử, Brisbane hầu tước. Bọn họ trước cũng không biết là ngài đã tới, xin người xem ở Brett gia tộc mặt mũi, vòng qua lúc này đây. Mà Ekkerna lão bá tước rất hiển nhiên cũng có chút luống cuống, vội vã mang ra Brisbane thân phận, kỳ vọng có thể làm cho đối phương kiêng kỵ. Nguyên lai là Brett gia tộc A, lão Brett công tước nhi tử. Vẻ mặt dâm cười cùng ngạo mạn Boris mà đạo sư nhìn lướt qua Brisbane, lại theo ngón tay chỉ Trần Phi, cười lạnh nói người Đông Phương là bằng hữu ngươi. Trách không được dám lớn lối như vậy. Brett gia tộc mặt mũi ta đương nhiên cho, ngươi có thể đi, Ekkerna ngươi cũng đi thôi, con gái ngươi còn có tiểu tử kia lưu lại. Cái gì, không được, nghe vậy nhất thời Brisbane biến sắc, vô luận là Đỗ Lệ Vi hay hoặc là Trần Tiên Sinh, hắn Brisbane cũng không thể vứt bỏ. Không được, Boris ma đạo sư rất hiển nhiên không nghĩ tới Brisbane lại dám phản kháng lời của hắn, nhất thời mặt âm trầm nói các ngươi những. Này tiểu con rơi có đúng hay không càng sống óc phượt ngu xuẩn. Coi như là phụ thân ngươi lão Brett đích thân đến, cũng không dám như vậy nói chuyện với ta, ngươi coi là vật gì vậy. Dám nói không được, cái này có ngươi tư cách nói chuyện. Khẩu khí thật là lớn, hắn không có tư cách nói không được, ta đây ni. Ta có tư cách nói sao? Trần Phi ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Ngươi, Boris ma đạo sư ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Trần Phi trên mặt. Tràn đầy miệt thị cùng châm chọc. Ngươi lại coi là vật gì vậy?
sau đó chỉ thấy Kỳ Bất Tiết Nhất cố nói. Trần tiên sinh, giúp chúng ta một tay. Thế mà theo sát mà, Boris Ma đạo sư vừa dứt lời, sắc mặt kia có chút bối rối Brisbane liền cư nhiên làm trò hắn Boris mặt mà, hướng Trần Phi cái này thoạt nhìn tối đa chỉ có hơn 20 tuổi người Đông Phương, xin giúp đỡ lên. Nhất thời Boris Ma đạo sư ngẩn người, bất luận cái gì vẻ mặt châm chọc lên. Xem ra người cái này làm người ta ác tâm thối con rơi óc là thật đã choáng váng, dỉ sắt. Hắn lấy cái gì giúp các ngươi? Sau đó Boris Ma đạo sư thậm chí bị Brisbane lời này cho khí nở nụ cười, một bên châm chọc, một bên mặc đọc chú ngữ thuấn phát ra một quang minh ma pháp. Quang minh kiếm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 48.